sàng lên cả nhà. Những bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái nào. Những bạn nào sẵn sàng rồi chấm cái để xem nào. Hello, tất cả các anh em, 124 anh em chấm cái để xem nào. Tắt rồi thì phải xe về, nếu mà không xe về thì không xem đâu. Những bạn nào sẵn sàng rồi thì chấm cái. Minh Anh ơi, Minh Anh xe vào trong nhóm chat của lớp mình giúp thầy với. Minh Anh giúp thầy xe vào trong nhóm chat giúp thầy với. Bạn nào sẵn sàng rồi mình chấm cái nhá, rồi mình bắt đầu học. Ok. M là do ở em ý, chữ của thầy nó không bị mờ em ạ. Đấy, Trúc Thanh rồi, có Trúc Thanh rồi. Trịnh Thị Thu Hà rồi, 111 anh em rồi. Hello Minh Anh lên. Chào cả nhà, đấy chứng tỏ rằng là mình bắt đầu nhá. Các em nhớ, ôi thôi chết, thầy còn đi tìm máy tính của thầy. Các em nhớ rằng là cái live stream, buổi live stream này là buổi live stream mà mình đóng cửa vào trong mũi dỡ vàng. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng cân với nhau. Hello, chúng ta bắt đầu nhá buổi học ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Minh Anh đã share vào trong nhóm chat của lớp mình giúp thầy. Thank you Minh Anh. Mình bắt đầu nhá. Oxit nào sau đây là oxit axit để học tốt nhất. Thầy không nghỉ gì chết. Chính xác, thầy không có ngày nghỉ luôn. Oxit nào sau đây là oxit kim loại nào, các em cùng comment này. Oxit nào sau đây là oxit axit này, bút này, bút này. Lấy bút này. Hình như bánh đèn hơi bị mờ do không hất đúng vị trí. Ý, đợi thầy ạ, đây chị. Ý, giờ chắc nét hơn. Giờ chắc nét hơn. Oxit nào sau đây là oxit axit. Oxit nào sau đây là oxit axit. Anh này lưỡng tính, đúng không? Anh này là bazơ. Anh này là bazơ. Vậy oxit axit một giấy chính xác mình ảnh. Rất tốt. Chính xác CRO3. Anh này có màu nâu đỏ. Nâu đỏ và bốc cháy khi gặp carbon lưu huỳnh C2H5 OH. Được chưa? Câu số 2 nha. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? Kiềm thổ. Đấy, kiềm thổ thì các em phải chú ý cho thầy là gì nhỉ? Natri là kiềm này. Nhôm là nhóm 3 này. Sắt là nhóm D này. Cái đáp án đúng chúng ta là đáp án A, canxi. Rất tốt. Đấy, thầy thấy có rất nhiều các bạn comment đúng. Phần 505 câu nhận biết thông hiểu. Phần khá là hot. Phần này là phần thầy nghĩ rằng là chuyên dành cho các bạn mà mong muốn lấy các điểm 6, 7, 8, 8 rưỡi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì em cần phải nắm chắc những cái câu như này. Đấy, thì thầy làm cái câu này để giúp cho các em. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxy trong glucose. Thế còn glucose các em phải nhớ được công thức là C6H12O6 đúng không? Thế thì phần trăm này của anh oxy. Thế oxy trong này là 6 đúng không? Thế em bấm máy tính nhé, nhìn này. 16 nhân 6 chia cho 180 là glucose. Nhân 100 bằng 53,33%. 53,33%. Đáp án đúng, đáp án B. Ok. Em giúp thầy tag kết quả các bạn của em vào trong video live stream này nhé. Sau đó rồi là xem lại video live stream về tường. Không làm tí nữa thầy like xong là thầy ẩn video live stream đi thì lại không học được. Nhớ chưa? Câu số 4. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Thì em nhớ cho thầy này. Tơ nhân tạo hay là tơ bán tổng hợp? Nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp nhá. Thế thì với cái tơ nhân tạo hay còn được gọi là tơ bán tổng hợp này thì nó chỉ có hai loại thôi. Đó là tơ visco và tơ acetat. Chỉ có hai thằng thôi. Một thằng là visco, một thằng là acetat. Nhớ chưa? Thế vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? C, visco. Được chưa? 169 rồi. 169 anh em nhớ xe lại về tường nhá. Không là tí nữa thầy like xong là thầy ẩn xe đi. Thầy ẩn video live stream đi. Khi mà thầy ẩn thì những bạn nào xe này thì vẫn có thể xem lại được. Và đây coi như là một cái tài liệu để ôn thi trung học phổ thông quốc gia của các em. Tài liệu cực kỳ hot đúng không? Tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 5. Nhật phân hydroxit sắt 2
là Fe OH hai lần, đúng không? Fe OH hai lần mà nhiệt phân trong không khí, nhiệt phân trong không khí đến khối lượng không đổi thì ta thu được Fe 2 O 3. Chúng ta có đúng đáp án C. Được chưa? Sang câu tiếp theo nhá. Câu tiếp theo. Câu câu số 6 nha. Câu tiếp theo câu số 6 này. A phản ứng nào sau đây là sai? Câu số 6 phản ứng nào sau đây là sai? A phản ứng sai. Các em chú ý này, phản ứng sai chúng ta này. CLOH 3 lần 5 NaOH để tạo thành NaCl2 cộng nước, cái này đúng. Kẽm cộng với chrome dương 3. Chúng ta chú ý, kẽm cộng chrome dương 3 phải về chrome dương 2 cơ, không phải về chrome. Vì vậy nên là sai là B. À, chào Thùy, Thùy ơi. À, link bài tập phần này thì chỉ có để dành tặng cho các bạn nào ở trong cái khóa livestream này thôi em nhé. Phạm Chu Hải Hà vào học đi. Được chưa? Vậy đây này, chrome cộng với lại clo tạo thành CrCl3 được. Anh này cộng nước đúng, vậy thì sai chúng ta là kẽm phải tác dụng với lại chrome dương 3 phải về chrome dương 2 cơ. Vậy là sai, cái lưu ý nhé, để bảo sai. Vậy thì sai ở đây là B. Mình sang tiếp câu số 7. Câu số 7. Dung dịch anilin. Dung dịch anilin không phản ứng được với chất nào sau đây? Lưu ý từ không. Không phản ứng được với chất nào sau đây? Thế anilin ý, thì nó có tính bazơ yếu. Bazơ yếu. Thế thì không ăn NaOH, đúng không? Cộng HCl với bazơ mà, đúng chưa? Phản ứng được với brom nhỉ? Liệu có ăn HCOH không? Ăn được, nó là acid đúng không? Vậy thì không phản ứng với NaOH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à, chính xác. Mình anh Lê chính xác, rất tốt. Vũ Tội Thị Tố Huyền chính xác rồi, rất tốt. Các em nhớ giúp thầy xem lại về tường nha, sống tác các bạn vào trong video livestream mình nha. Đây là thầy chữa 505 câu nhận biết thông hiểu trong quyển sách Điện đề của thầy, một trong số những quyển sách khá hot về luyện thi học trong cuộc năm này. Trường hợp là sau đây tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit carboxylic. Các em lưu ý nha, những cái câu này mình phải thực sự cẩn thận, nếu không nó sẽ bị sai đấy, thì mình phải cực kỳ cẩn thận. Các em chú ý này, trường hợp là sau đây đều tạo sản phẩm là ancol và muối natri của axit carboxylic đấy. Thế thì các em chú ý nha, anh này thì tạo thành muối là HCONa này, nhưng OH để đính vào carbon không no này, vì vậy tạo thành anhít này, nên không tạo thành ancol được loại này. Anh này này tạo thành HCONa này, nhưng OH đính vào carbon chưa nối đôi này, cũng không thể tạo thành ancol được, loại tiếp B này. Anh này thì chỉ tạo thành muối không có ancol, đúng không? Loại C này. Anh này thì tạo thành gì? Các em đang thể viết nhé, đang thể viết sản phẩm này. Anh tạo thành HCOONa cộng với lại CH2 nối đôi CH CH2 OH muối natri và axit carboxylic, sản phẩm ancol. Tan đúng đáp án C. Đấy, rất tốt. Thầy thấy là có khá nhiều bạn là comment đúng. Minh Anh Lê này, Phạm Xuân Hùng này, Victor Vũ này, Minh Hoàng, rất tốt. Đấy. Mình sang câu tiếp nha. Mình sang câu tiếp, câu số 9. Câu số 9. Câu tiếp theo, câu số 9. Trong công nghiệp, trong công nghiệp thì nhôm được điều chế bằng cách nào dưới đây? Trong công nghiệp thì nhôm được điều chế bằng cách nào dưới đây? Nhôm được điều chế bằng cách nào dưới đây? Thế thì ở đây chúng ta lưu ý rằng là trong công nghiệp nhé, thì nhôm điện phân nóng chảy AlCl3 không được, tại vì AlCl3 sẽ làm sao? Bị bốc hơi trước khi nóng chảy. Thì phân dung dịch không được, vì nhôm tác dụng với nước. Natri và kim loại AlCl3. Thả natri và kim loại AlCl3 thì natri tác dụng với nước trước, loại tiếp. Vậy chỉ có thể là điện phân nóng chảy Al2O3 thôi. Bởi vì khi điện phân nóng chảy Al2O3 ta sẽ thu được nhôm. Đáp án đúng là đáp án C. Được chưa? 9G rất tốt, Victor Huy Vũ, NT bé đó trước, rất tốt. Nguyễn Văn Phương. Viên ơi, viên xe về tường xong bảo các bạn mà đã từng mua sách vào đây để check đáp án nha. Chắc chắn là đây là chính xác anh Minh đây. Rất tốt. Các em nhớ là thầy là xe lại về tường, không là tí nó lai xong là thầy ẩn xe mất đấy nha. Được chưa? Những bạn nào mà chưa có xe thì xe lại về tường ngay lập tức, nếu không thì khá là khó để có thể mà tiếp thu những cái bài hôm sau nha. Hello.
Em comment đáp án tiếp đi xem nào. Tiếp tục nha. Tiếp tục. Câu số 10. Nhận định nào sau đây là đúng? Câu số 10 nhận định nào sau đây là đúng? Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3 trừ và NO4 trừ, nhận định này sai. Nước cứng là nước chứa nhiều ion MaG2 cộng và canxi 2 cộng cơ. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng. Đá vĩnh cửu thì không đun nóng được. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời, tính cứng vĩnh cửu, cái này chưa chắc chắn. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm của nước hiện tại sai. Nước cứng mình vẫn uống hàng ngày không phải là gây ô nhiễm. Vậy nước cứng thường có cả tính cứng tạm thời, tính cứng vĩnh cửu là đúng. Đáp án đúng là bằng C. Được chưa? 10 C chính xác. Trần Minh Nghĩa, Nga Thu Đào, Diễm Quỳnh, anh đây. Các em chú ý rằng là trong quá trình mà thầy dạy thì các em có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì các em hoàn toàn có thể hỏi được ở đây. Thứ hai rằng là các em nhớ là các em nên comment đáp án của bản thân các em cho biết là cái đáp án này đúng hay đáp án sai. Bởi vì chính bởi vì như vậy thì các em mới có thể học tốt được và các em có thể nói đúng được, chuẩn được. Một lần sai là một lần nhớ nhá. Nhớ là một lần sai là một lần nhớ. Thầy đang hơi bị đau họng. Thầy đau họng từ buổi dạy live của em từ tuần trước đến giờ. Nào, mình tiếp tục này. Sẵn sàng chưa? Tiếp tục nhá. Câu 11. Câu 11. Thầy bị đau họng Trần Kim Ngân ạ. Ok, Nguyễn Khái Sơ, Rome 2000. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn team thầy thị tổng luôn luôn ủng hộ thầy. À, câu 11, một phân tử cellulose có phân tử khối là 15 x 10 mũ 6. Chiều dài mỗi mắt xích khoảng 5 x 10 mũ trừ 7 nanomet. Vậy hỏi chiều dài của mạch này gần đúng này. Thế thì phân tử khối. Vậy thì mỗi mắt xích, anh này mình phải đi tìm xem này có bao nhiêu mắt xích. C6H10, O5 có bao nhiêu mắt xích, tất cả N lần thì bằng 15.000 x 10 mũ 6. Vậy thì thằng này có bao nhiêu mắt xích thì mình có là 15 nhân với lại 10 mũ 6. Đúng không? 15 nhân 10 mũ 6 này. Chia cho phân tử khối này là 162. Chia cho 162 bằng. Được chưa? Đây nhá, đây là tương đối mắt xích này. Thế tiếp tục này. À, mỗi một mắt xích thì dài khoảng 5 nhân 10 mũ trừ 7. Vậy thằng này nhân với lại 5 nhân 10 mũ trừ 7 thì ra được độ dài 0,046 mm. 0,046 mm có nghĩa là bằng 4,5 cái 0,046 mm. 0,046 mm. Thế xem nha, 4,5 nhân 10 trừ 2, 4,5 nhân 10 mũ trừ 2 thì phải bằng 0,045. Vậy gần bằng, đúng chưa? Vậy đáp án đúng, mình sẽ đáp án B, bỏ. Thế em chú ý là khi mình làm những cái câu này thì wow, Minh Hoàng bị sai mất rồi. Một lần sai là một lần nhớ em nha. Thầy bị đau họng ngoài trang ạ. Không nói to đi. Mấy hôm nay đau họng suốt. Chỉ nói là nó như vậy thôi. Em sửa lại. Ừ đúng rồi, Minh Anh sửa lại đi. Một lần sai là một lần nhớ, không có gì phải sợ hết cả. Hiển bảo các bạn cùng vào check đáp án nha. Câu 12. Đốt cháy 0,01 mol STX đơn chức. Đốt cháy 0,01 mol STX đơn chức bằng một lượng vừa đủ thu được. Thế các em lưu ý cho thầy này. Để ST này, STX đơn chức, vậy là C, chưa biết nó là C gì, để bạn cho vào đơn chức thôi. Đúng chưa? Nó là R COOH 0,01 thu được khí CO2 0,02, suy ra thằng này có số lượng carbon bằng 2. Carbon 2 tương đương với ST. Sorry, thầy ký hiệu nhầm. STX đơn chức này. Sorry cả nhà. Nên đây thầy tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,02 chia 0,01 thì bằng 2. Bằng 2 thì nhắc đến đơn chức của thầy chỉ có thể có một anh duy nhất là anh CHCOOCH3 đúng không? Chỉ một anh này là anh duy nhất HCOCH3. Chính xác mấy anh đây. À, mặt khác đun nóng 6g x, vậy thầy tìm được số mol x bằng 6 chia cho 60 thì bằng 0,6. Với dung dịch cao hắt vừa đủ, với dung dịch cao hắt vừa đủ thì thu được muối là HCOOK số mol bằng 6g. 6g thì tìm được số mol là 6 chia cho 60, 0,1 mol chứ. 0,1 thì ghi nhầm là 0,6 nha. 0,1 thì anh này là 0,1 này. Vậy thì tìm được muối này bằng 0,1 nhân với bằng ngoặc đơn
nhân mẫu đơn 1 cộng với lại 12 cộng với lại 32 cộng với lại 39 bằng 8,4 gam. 8,4 gam như này. Không đeo kính là một tội lỗi. 8,4 gam đáp án đúng, mình là đáp án D. Ra câu tiếp theo này. Câu số 13. 13 là câu thứ hai. Ở đây thầy sẽ cho người ta nhìn thấy một skin này. Một cái skin rất kinh khủng. Câu số 13 nhé. 2 amon bột sắt và được chứa 5 amon bạc. Phần nước sẽ đo hoàn toàn theo dung dịch của các chất. Thì em chú ý cho thầy này. Các em lưu ý cho thầy. À, đầu tiên là sắt cộng bạc cộng. Sắt cộng bạc cộng. Đầu tiên là sắt cộng bạc cộng. Thì nó sẽ tạo thành này. Sắt 2 cộng cộng bạc. Thế thì số mol đây là 2A này. Cân bằng 2, 2. Số mol bạc là 5A. Vậy nhìn này mình biết ngay thằng sắt hết đúng không? Sắt hết vậy là 2A thì nó là 4A. Bạc còn dư là A. Tạo thành sắt 2 là 2A. Thế vậy tiếp tục nó sẽ là đoạn tiếp của thằng sắt 2. Sẽ cho tác dụng với thằng bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc. Thế sắt 2 cộng thì bằng 2A. Bạc cộng của thầy bằng A. Thế vậy là tỷ lệ 1:1. Vậy A. Suy ra sắt 2 cộng của thầy vẫn còn dư amon, bạc cộng thì hết, sắt 3 cộng là amon. Vậy trong dịch của thầy chắc chắn tồn tại sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Được chưa? Vậy thì nhìn đáp án này. Một mình sắt 3 cộng vứt. Sắt 2 cộng sắt 3 cộng lấy. Ba cộng vứt. Đúng chưa? Ba cộng vứt. Vậy đáp án đúng của thầy là đáp án B. Ok, chính xác. Kiên Ngọc Dương. Trần Kim Ngân lỗi mất rồi em ơi. Trần Kim Ngân phải xem kỹ lại nhá. Sao lại lỗi công này? Thầy có quả máy tính. Đúng rồi, quả máy tính này bấm mấy hóa là nhanh nhất mà em. Nào chúng ta tiếp tục này. Câu 14 nhá. Câu 14. Hòa tan. Thầy chỉnh cái này xuống cho các em cùng nhìn. Câu 14 này. Điều chỉnh khẳng định. Điều khẳng định là sao đây là sai này. ALH 3 lần tác dụng đối với dung dịch HCl. Dung dịch cao H đúng. Trong phản ứng kim loại, nhôm chỉ đóng vai trò là chất khử. Nhôm có bao giờ đóng vai trò chất đốt sáng không? Không. Đúng. Kim loại nhôm đang trong dung dịch H4 loãng nguội. Đúng. Nhôm có tính dẫn điện tốt hơn kim loại đồng. Cái này sai. Nhôm không thể dẫn điện tốt hơn đồng được. Sai là gì? Các em nghe thấy giọng của thầy chưa? Rè rè chưa? Mình sang thế mà mấy bạn có thể hét to nữa lên thì thầy to luôn. 3,24 gam bột nhôm, mình tìm số mol nhôm bằng 3,24 chia 27 bằng 0,12 mol nhôm. Trong dung dịch HNO3 dư thu được khí duy nhất 0,02 và dung dịch Y chứa 27,56 gam muội. Lưu ý nha, dung dịch Y thầy chứa 27,56 gam muội. Dung dịch Y là 27,56 gam muối. Thế em lưu ý như này, ở trong dung dịch này có thể chắc chắn là có muối AlNO3 3 lần. Anh này 0,12. Vậy thì chui đây là 0,12 bởi 0,12 mol nhôm. Thì tìm được khối lượng của AlNO3 3 lần bằng 0,12 nhân mẫu đơn 27 cộng 62 nhân 3. 62 nhân 3 bằng 25,56. Mà đây là 27,56. Điều này chứng tỏ còn một anh nữa là NH4 NO3. Đúng chưa? Mà anh này bằng 25,56 mà. Mà đây tận 27,56. Vậy 27,56 trừ đi N thì bằng 2 gam. 2 gam vậy là NH4 NO3 thì khối lượng 2 gam, vậy thì tìm được số mol 2 chia cho 80. Thì bằng 0,025. Đấy, các em phải tinh ý chỗ này nhá. Được chưa? Thế thì tiếp tục thì ta sẽ có này. Đến đây mình sẽ có biểu thức bảo toàn electron này. Nhôm thì nhôm 0 sẽ lên nhôm dương 3 đúng không? Vậy là 3 nhân với 0,12 trao trọng lên. Nguyễn Hiền, bạc dẫn điện tốt nhất sau đó đến gì? Bạc dẫn điện sau đó đến đồng nhé. 3 nhân 0,12 thì bằng này. Số me cho đổi của nó 4 đổi 3. Nó 4 cộng thì là trao đổi 8 e. 8 nhân với 0,025. Thằng x thì chưa biết là trao đổi bao nhiêu thì là A. Cộng với A nhân với 0,02. Đến đây ta tìm được A bằng. Đến đây ta tìm được A bằng. Xem nào. 3 nhân 0,12 trừ đi 8 nhân 0,025 trừ đi bằng chia cho 0,02 bằng 8. Với thằng x này chúng ta là nhận 8E. Chào trọng đây. Thế nhận 8E thì nó chỉ có thằng này, thằng là khí này nhận 8E.
Nhận 8E thì mình nhìn này, NO2 nhận 1E, N2 nhận 10, NO nhận 3, chịu mỗi N2O này nhận 8E. Nên đáp án đúng mình là đáp án B. Ok chưa? Đấy, sang câu tiếp theo nhá. Sang câu tiếp theo nhá. Các em nghe thầy giảng có hiểu bài không? Cả nhà nghe thầy giảng bài có hiểu không? 505 câu. Mức độ nhận biết thông hiểu này. Mình có câu tiếp theo nhá. Câu số 16. Câu tiếp theo câu số 16. Sa phong hóa hoàn toàn triglyceride X trong dịch là hoạt dư. Thu được glycerol, natri oleic, natri stearat và natri palmitate phân tử hữu X. Thế thì bởi vì như vậy thì chắc chắn trong nó phải có các gốc oleic này, stearic và palmitic này. Vậy thì anh này sẽ là oleic là C17H33COO CH2 này. Stearic là C17H35COO này. CH này. Palmitic là C15H31COO CH2 này. Để chờ các em giúp thầy tác các bạn các em vào trong video live stream mình nhá. Vậy đây thì bấm được phân tử khô thôi. Nha. Bấm được 12 nhân 17 cộng 33 cộng 44 cộng 14 cộng 13 cộng 44 cộng 35 cộng 12 nhân 17 cộng 12 nhân 15 cộng 31 cộng 44 cộng 14 bằng 860. 860. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, Trần Minh Nghĩa chính xác. Thầy sẽ chữa vào sáng chủ nhật sau nhá. Bây giờ thì chữa cho các em trước đã. Được chưa? Tối nay thì là tối ngày nghỉ, thế là thầy chữa trước cho các em đã. Sáng chủ nhật thì chắc 2 tuần nữa thầy mới chữa. Câu 17. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt, người ta dùng chất nào sau đây? Anilin là C6H5NH2, glucose là C6H12O6 và alanin là CH3CHNH2COOH, đúng chưa? Thì để phân biệt các dung dịch riêng biệt này, người ta dùng thuốc tự nào sau đây? Thế thì ở đây mình lưu ý này, NaOH vào thì thằng này tan, thằng này không tan. AgNO3 vào thì mỗi thằng này trắng bạc thôi. HCl vào thì không hiện tượng gì. Nước brom thì anilin chúng ta kết tụa màu trắng, glucose cho ta mất màu, còn anilin thì không hiện tượng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Nước brom. Đấy, thuộc tự khá là đa năng. Trục đào chính xác. Không phải là ôn học kỳ 2 lớp 11 mà đây là chương trình của lớp 12 nhá. Ok, Nguyễn Trạng, mình sang tiếp câu tiếp theo, câu số 18. Số đồng phân ứng với amin công thức phân tử C4H11 nào? Số đồng phân cấu tạo ứng với amin có công thức phân tử, thầy không nói to này, thầy đau họng lắm, thầy vẫn đang đau họng. Số đồng phân cấu tạo ứng với amin có công thức, em cho volume em mắc to lên chút nào nhé. Đồng phân cấu tạo ứng với amin, thế mình sẽ có này C4H11 là hình con phân amin này, bậc 1 thì là 4, bậc 2 1 cộng 3, 2 cộng 2. Bậc 3 1 cộng 1 cộng 2 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có 4, 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 x 1 bằng 1. Và tổng cộng thì có này 4 cộng 4 bằng 8 đồng phân, 4 amin bậc 1, 3 amin bậc 2 và 1 amin bậc 7. Thấy chưa? Các em nhìn thấy chiều kinh điển này không? Chiều cực kỳ kinh điển. Nếu em thấy chiều này kinh điển, chấm cái thầy sẽ nào. Nếu em thấy chiều này kinh điển, chấm cái thầy sẽ nào. Ok. Thầy Linh Myelin rất nhiều chiều kinh. Vấn đề là bọn em có chịu học hay không thôi. Đúng không? Nếu mà đã chịu học thì kiểu gì cũng thắng. Xem ngay video live stream về tường nhá. Xong rồi tắt tất cả các bạn vào trong video live stream này nhá. Hôm nay thì phải live stream sớm cho 2K1. Tại vì là tí nữa thầy có tổ chức thi cho team 2K2. Nên là team 2K1 thông cảm với thầy nhá. Được chưa? Nào mình có này. À thầy vẫn test nếu làm tạ. Câu 19 này. Phát biểu nào sau đây là đúng? Cellulose tan tốt trong dibutylate chưa biết. Saccharose có khả năng tạo lập trắng cơ, cái này sai này. Glucose thể hiện tính oxy hóa, cái tác dụng hydro. Hydro thể hiện tính khử, glucose thể hiện tính oxy hóa, cái này đúng. Amylose A và amylopectin đồng phân nhau sai. Vậy đúng chúng ta là bạn xem.
Được chưa? Nguyên Thu Hà 2018 thì Thu Hà chốc nữa Thu Hà tua lại nhé. Được chưa? Ở trong video on của thầy có mà Thu Hà xem lại đi. Học sinh học online cũng offline của thầy. Hôm nay à? Hôm nay chắc là thầy sửa lên câu 50 nhá Hảo nhá. Thầy dạy nhiều rồi Nguyễn Văn Xuân ạ. Bây giờ thì thầy không có thời gian để dạy lại nữa đâu. Bây giờ thì nếu bạn nào mà muốn học cái cách này thì chỉ có một cách là đăng ký khóa full video của thầy. Chỉ giá hiện tại là 300.000, combo cả khóa full video lẫn khóa livestream. Bây giờ thì khóa livestream chỉ còn 15 đề thôi. Lịch live 2K1 là tối thứ hai hàng tuần em nhé. Thu Vân, thí nghiệm là sau đây có phản ứng hoa xảy ra. Sắt này là sắt dương 3 bạc cộng thì không phản ứng. Chrome CR2O3 vào nó lãng có để tạo thành NaCrOH tất cả 4 lần nhá. Brom vào CrO2 và OH trừ. Bột sắt HNO3 đặc nguội không phản ứng. Được chưa? Thế vậy mình có này, CrO3 vào NaOH loãng có phản ứng đúng không? Vậy câu 20 mình đáp án đúng là đáp án B. Chính xác. Live 2K2 là tối mai đạt thành lê nhé. Tối mai thì sẽ live cho 2K2. Tối mai 8 giờ nhé. Các em nhớ nhé, nhớ lịch nhé. Tối mai 8 giờ. Là mình có câu tiết này. Câu 21 nhận định là sau đây là sai. 21 nhận định là sau đây là sai. Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn dễ tan trong nước. Ở điều kiện thường, các amino acid là chất rắn và dễ tan trong nước. Đúng. Ở trạng thái tinh thể, amino acid tồn tại trạng ion lượng cực, muối nội phân tử. Chính xác. Hai thằng đúng không? Acid glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh. Bình tĩnh này. Trùng ngưng acid 6 amino hexanol thu được ni lông 6 có chứa liên kết peptide. Chứa liên kết peptide là sai. Vậy sai là gì? Bởi vì liên kết peptide là nó phải tạo thành giữa gì? Giữa một thằng NH và một thằng CO của alpha amino acid. Trùng ngưng 6 amino hexanoic, thằng này không phải alpha amino acid nên sai này. Được chưa? 21 sai là gì? Các em chú ý nhá. Rồi Trúc Đào, rồi ok Nguyễn Văn Phương. Đấy câu 21 này thì nghĩ là nhiều bạn bị sai lắm nên các em cần chú ý, thật sự chú ý là nhá. Câu 22. Hiro hóa hoàn toàn amon hữu cơ X. Amon này. Cần dùng amon hiro này. Số ta đi kèm này. Thu được STI có công thức phân tử là C4H8O2 này. Ui giời. Vậy đây mình có này. Tỷ lệ 1:1. Suy ra. Ta có số pi của X thì bằng 1. Amon hợp chất hữu cơ X mày cỡ cần dùng amon hiro. Thu được STI. Khó nhỉ. Số PCC chuẩn hơn. Số PCC của X bằng 1 chuẩn hơn. Đúng rồi Trúc Đàm. Nó chưa liên kết amid chính xác. Số liên kết CC thì chuẩn hơn. Thế thì bây giờ nó có số liên kết CC rồi. Thế bây giờ mình đi tìm. Thế thì lúc này là một PCC mà lại có chưa liên kết CC. Thế thì C4H8O2 có đồng phân nhiều lắm. Nhiều lắm đây ạ. Đầu tiên là đồng phân về acid nhé. COOH này. Hoặc nối đuôi đến đây, hoặc nối đuôi đến đây. Hỏi số đồng phân thỏa mãn, vậy là tính cả đồng phân hình học. Thằng 2 này có đồng phân hình học. Đây là 3 thằng nhá. Mạch tiếp này. OOH này. 3 này. 3 rồi. 4 5 thằng này. Được chưa? Nhưng mà đây thu được STE, thế nên hai này gạch đi. Bởi vì thằng này thì chỉ phân ra được acid cơ. Đề bài bảo là thu được STE nên bỏ. Em chú ý nhé. Phải đi sát với điều kiện của đề bài ra. Được chưa? Thế vậy giờ là STE. Thì C4H8O2 thì mình có các STE. HCOO này. Thế là chuyển thành C4H6 thôi. C nối đôi C gạch C là một thằng này. HCOO này. C gạch C nối đôi C là thằng thứ hai. Thằng này là đồng phân hình học này. 1, 2 này. Đúng chưa? Tiếp tục là gì? CH3COO này. C nối đôi C này. Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp tục này. Trong cái thằng HCOO này. Còn thằng này nữa. C này. C nối đôi C này. 3 này. 4 này. Tiếp tục nha. C nối đôi C gạch COO CH3. Thằng này thằng số 5 này. Được chưa? Thằng này thằng số 5 này. Đúng rồi, chính xác. 3, 4, 5, 2, 4, 8.
Đây đây 1 2 3 4 5 tính cả đồng nghiệp mình học cũng có 6. Chính xác mình anh đề rất tốt. 6 thằng tính cả đồng nghiệp học. Ta bán đúng mình ra bán gì? Câu 23. Câu 23. Thực hiện các phản ứng sau. Sau khi kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu được đồng đơn chất là. Thực hiện các phản ứng sau. Sau khi kết thúc thí nghiệm thì số phản ứng ta thu được đồng đơn chất là. Nào. Natri và dung dịch đồng thì natri không để đồng mà natri tác dụng với nước trước, vậy là loại. Điện phân dung dịch COOH4 bằng điện cực trơ chắc chắn đã thu được đồng. Thổ hydro đến dư dung dịch chứa COO chắc chắn thu được đồng. Nung nóng nhôm và COO trong khi chơi chắc chắn thu được đồng. Sắt đẩy đồng được đồng. 1 2 3 4 4 xem. Các em nghe giảng thì hiểu không nhỉ? Bạn nào hiểu thì chấm cái thì xem nào. Bạn nào hiểu bài thầy giảng thì chấm lại thầy xem nào. Khả năng cao bao nhiêu bạn muốn buổi sau thầy photo bằng giấy trắng cho các em nhìn dễ nhìn. Tuần sau thì có một cái đề hay cực cho các em. Tuần sau nhé, tuần sau thì có một đề thi thử hay cực dành cho tất cả nhà. Đúng rồi, 2D tính cả đồng phần học. Chính xác. Chính xác đấy, chính xác. Mình sang câu tiếp nhé. Chú ý là những bạn đang theo dõi video live stream mình nhanh tay xe lại về tường. Không thể ẩn nữa là thầy like xong mà thầy ẩn cái video live stream đi. À, mình sang câu tiếp theo. Câu số 24 nào. Câu số 24 nhá. Cho hỗn hợp gồm Fe23 và CU vào lượng dung dịch H4 loãng. Fe2O3 này. CU này. Và H2SO4 loãng này. Dung này. Thì Fe23 tác dụng H4 loãng tạo thành sắt dương 3. Sau đó đồng tác dụng với sắt dương 3 để tạo thành đồng dương 2 cộng sắt dương 2. Còn lại một phần rắn không tan. Về đây chỉ còn có thể là đồng, bởi vì đồng và đồng không tan. Đồng là chất rắn không tan. Về dung dịch của thầy chắc chắn chỉ có đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, bởi vì còn đồng không tan nên không tồn tại sắt dương 2. Được chưa? Tác dụng với những chất nào trong chất sắt đây? Hỗn hợp này tác dụng với sắt không, sắt đệ đồng, được. Dương dịch khác thay 4 lại trên trong này chắc chắn còn H cộng dư. H cộng dư này, NO3 trừ này, giống HNO3 này, sắt hai cộng chưa lên hết này, có này. Sắt hai cộng tác dụng với clo, có này. KMr4 sắt hai cộng tác dụng KMr4, có này. 1, 2, 3, 4 chất. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Câu này bị lỗi. Câu 25, chúng ta đi một nửa quãng đường đấy các em ạ. Thầy đang khá là đau họng. Ừ, giấy trắng tuần sau nhá. Cho dãy các chất, số chất trong dãy phản ứng được. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Lưu ý đề bài nói ta là thủy phân trong môi trường kiềm cơ. Lưu ý thầy là thủy phân trong môi trường kiềm. Bột nhôm số thí nghiệm thu được đơn chất, lưu ý tỷ lệ đơn chất nhôm và Na hoặc dư ta thu được đơn chất là hydro. Một thằng. NaCl điện cực trơ, màng ăn xốp. Không màng ăn xốp, vậy mình thu được là NaOH. Chú ý từ không màng ăn xốp. Cộng với lại clo. Cộng với hydro. Nhưng mà ngay lập tức do không màng ăn xốp, ngay này đớp nhau để tạo thành NaCl. Cộng NaClO. Nhưng may mắn còn hydro thoát ra, vậy đó là đơn chất thứ hai. Ki và dung dịch chứa Cr2O7 và H24 thì sẽ ra vậy, crom dương 6 sẽ xuống, Y trừ sẽ lên, Y trừ lên thì tạo thành Y2. 3. Nớt 3 và ống sứ chứa CrO3 thì tạo thành nitơ. 4. Sắt và lượng dư sắt dương 3. Do là sắt dương 3 dư nên tất cả đều tạo thành sắt dương 2. Vì vậy nên không có sắt. Vậy tổng cộng chỉ có 1 2 3 4 đơn chất hydro này. Hydro này. Iốt này, nitơ. Số nghiệm thu được trên tập 4 thí nghiệm. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Bình chưa? Em thấy vậy có hay không? À, thả vi phạm 25. À 25 thì chưa chữa, bây giờ thì chữa đây. À, link đề này ở trong nhóm live VIP của thầy em nhá. Cho dãy các chất, số chất trong dãy được cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Triolin là 1, sacrose 0, nitrogen 662, toluene 3, cellulose 0, glycin, glycin có. Vậy thì có là 1 2 3 4 chất đáp án đúng đáp án B.
Ok chưa? À, thầy Vi Tao Học Trần Huyền Phương Anh ạ. Tí nữa em tu lại nhá. Với văn tài, hơi đau họng một chút. Đây câu này dễ dễ mà, nên nói nhanh nhanh thì câu 27. Giờ thầy đã nói chậm nhá. Đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn trước bài khảo X. Thấy thể tích oxy cần đốt gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là. Thế lưu ý này. Lưu ý này. Câu 28 nhỉ. 27 nhỉ. Ethanol đơn trước bạch khở này. Công thức tổng quát là CnH2nO2. Tác dụng oxy thì tạo thành NCO2 cộng với N nước. Vậy này sẽ là 2N cộng N là 3N. Trừ 2 chia 2. Gấp 1,25 lần. Vậy thằng này là 1, thằng này là 1,25. Suy ra thể có đường chéo 1,25 nhân 1 thì bằng 3N trừ 2 phần 2. Suy ra N bằng 2,5 này. Ôi những câu này hơi lẻ. Á đâu chuột chết rồi. Thể tích oxy cần đốt gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo thành. Đây là 1 đây mà. Vậy dùng đường chéo này. 3N trừ 2 phần 2 thì bằng 1,25 nào. Được chưa? Trong nhóm live VIP của thầy Thảo Mai Phạm nhé. Vậy này thì có là 3N trừ 2 bằng 2,5N. Vậy thì có 0,5N thì bằng 2. Suy ra N bằng 4. Được chưa? Suy ra N bằng 4. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án A. N 1. Ok. Nhầm. Nếu là tôi N 4 chết. Vậy thì mình tìm N 4 thôi. Mình biết ST là C4H8O2. Được chưa? Và bây giờ các em phải sử dụng chiêu. Sử dụng chiêu gì nhỉ? Tìm công thức, tìm số công phân của thằng ST này. Thầy có này, 4 này có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 0, 1, 2 chỉ có 1, 3 cộng 5, 2 cộng 8 à. 3 cộng 2, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Bây giờ mới đúng. À đúng, vẫn là đáp án A. Đúng không? Nhưng mà rất nhiều đứa bị tôi nhầm. Câu 7,8 này. 7,8 gram kali tác dụng hoàn toàn với nước thuộc thuộc với khí. Vậy là đây mình có phương trình luôn. Là kali cộng nước thì tạo thành hydro. Và khá may mắn chúng ta là tạo thành 1/2 hydro. Mình tìm được số mol kali luôn. Bằng 7,8 chia cho 39 thì bằng 0,2. Vậy số mol nước bằng 0,1. Số mol hydro 0,1. 0,1 x 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng của mình là đáp án A. Câu 29. Chất nào sau đây không có phản ứng thủy phân? Lưu ý cho thầy này, không phản ứng thủy phân. Gliala có. Saccharose không. Saccharose thực ra có. Glycerin có, fructose mới không. Fructose là monosaccharide thì chắc chắn là không. Được chưa? Đấy, đây là gì? Hello. Mình sang tiếp nha. Mình sang tiếp của 30 tên, đợi tí thầy chỉnh lại cái máy. Cái máy này nó đang bị hơi bị xuống xuống rồi. Rồi câu 30 cao quan hảo, rất tốt, chính xác. Từ từ ngay mình chữa 50 câu đấy nhá, đọc họng dã man luôn, đọc họng dã man luôn. Ô vậy à, hello. Sao lại mùa sao nhá? Thầy không hiểu bạn Đặng Thị Mỹ gọi hỏi gì. Màu sao là sao? À, đây sách này của thầy làm ở trong sách. Được chưa? Thế thì sách này là sách màu hồng, thầy in màu hồng để chống photo. Buổi sau thầy sẽ photo ra cái màu đẹp hơn nhá. Đợi thầy tiếp ạ.
Ok, chúng ta tiếp tục nha. Sang câu 30. Sang câu 30. Sang câu 30 này. Các em cũng comment đáp án này. Cho m gam fructose. Thế thì ở đây là cho m gam fructose. Thầy tiếp tục nha, m gam fructose. Fructose chúng ta là gì nhỉ? C6H12O6. Tác dụng hydro. Hiệu suất 80% là 0,8. Thuốc được sorbitol là C6H14O6. Giá của m này, giá trị của m này. Thế 36,4 gam sorbitol thì mình sẽ tìm được số mol luôn. 36,4. 36,4 là chia cho 182 bằng 0,2 mol. Suy ngược lại mình có 0,2 nhân 1 chia 1 bằng 0,2. Thập nhân nghịch phải chia. Mình chia cho 0,8. 0,2 mình chia cho 0,8. 0,25 mol. Vậy đến đây mình tìm được m. 0,25 mình nhân 180. 45 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án à, 45 gam nha. Mình sang câu tiếp tục này. Câu 31. Hòa tan hết amon nhôm vào dung dịch X chứa 2 amon NaOH. Đây, các em lưu ý cho thầy nha. Hòa tan hết amon nhôm. Nhôm này. Amon này. Vào dung dịch chứa 2 amon NaOH 2A thì nó sẽ tạo thành này. NaAlOH 4 này. Thằng này là A thì thằng này là A. Vậy NaOH còn dư. Bởi vì này 2A cơ. NaOH còn dư. 2A trừ đi A thì còn amon. Vậy dung dịch X cụ thể là gồm NaLOH 4 lần và NaOH. Kết luận là sau đây đúng. CO2 dư của X thì mình thu được kết tủa chúng ta là ALOH 3 lần amon. Chính xác. Dung dịch X không phản ứng với CuSO4. Sai. Thằng này tạo thành kết tủa CuOH 2 lần. Thêm HCl vào 2 amon thì sự này còn A. Sự này thì tạo được amon kết tủa. Mày đúng rồi. D. Dung dịch X làm quỷ tím chuyển đỏ. Sai. Làm quỷ tím chuyển xanh chứ. Được chưa? Đáp án đúng chúng ta đáp án này. Câu 32. Câu mà rất nhiều học sinh hay sai. Nước thải công nghiệp thường chứa ion kim loại nặng. Để xử lý sơ bộ nước thải trên làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta dùng chất nào trong đây? Thầy thấy có nhiều một số bạn quanh cao mắt. Đúng không? Rồi đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án xe có thể lần cơ. Xe có thể lần đều nhá. Câu 33. Thành phần chính của quặng magnetite là gì? Thế thì em lưu ý cho thầy này. Magnetite của thầy nó sẽ là Fe3O4. Nên thành phần chính nó phải là Fe3O4 nha. Câu 34. Chất nào sau đây phản ứng được với CuOH 2 lần trong NaOH tạo thành dung dịch màu tím? Dung dịch màu tím. Dung dịch màu tím là biore. Và biore thì nó chỉ có thể là albumin. Đáp án đúng đáp án A. Câu 35. Câu 35 này. Cho dịch muối X đến dư vào dịch muối Y, thu được kết quả gen X cộng Y tạo thành kết quả gen. Cho Z vào dung dịch HNO3 loãng dư mà thu được T là chất rắn. Các em lưu ý chất rắn T này, muối nitrat thì tất cả mọi muối đều tan, đúng chưa? Vậy chất rắn T này rất là lạ và một khí hóa nâu trong không khí là khí NO. Vậy là Z vẫn tác dụng với HNO3 thì nó sinh ra khí hóa nâu. Vậy suy ra Z để thầy nghĩ gồm hai loại T, chất rắn không tan trong HNO3 và một chất rắn nữa là chất rắn A tan trong HNO3. Thế vậy thì có này AgNO3 cộng FeNO3 hai lần thì phải thầy tạo thành là, ở đây thầy tạo thành là Ag, đúng không? Ag thì tan trong HNO3 thôi, nhìn loại AgNO3 cộng FeCl2 nhé, thì đó là AgCl không tan trong HNO3 được. Và bạc cộng cộng sắt 2 cộng thì tạo thành bạc tan trong HNO3 được. Vậy đáp án đúng chúng ta là B, bỏ. Ok chưa? Sang câu tiếp theo, câu số 36 nhá. Sang câu tiếp theo, câu số 36 nhá. Polymer X là chất rắn trong suốt, ánh sáng truyền qua tốt, nên được dùng để chế tạo thủy kinh hữu cơ
plexiglass monomer tạo thành X là metimetaglass. Metimetaglass. Đó là bạn đứng là đang gì? Câu 35. Amin nào sau đây tồn tại trạng thái khí ở điều kiện thường? Lưu ý trạng thái khí nhé. Anilin không, butinamin không, isopropinamin hay trimetinamin? Trimetinamin là chính xác nha. Đáp án đúng đáp án D. Tào Quang Hảo chính xác, Trần Kim Ngân chính xác, Thắng Hoàng chính xác, rất tốt. Chuyên nhì chính xác, đến bây giờ mới làm lại được đúng không? Bài khó quá nha. Nào, mình có tiếp tục này. Câu 36, phát biểu không đúng này. Lưu ý ở đây là cụm từ là phát biểu không đúng. Đấy. Thế thì các kim loại natri, kali, bari cấu trúc mạng tinh thể lập phương âm khối đúng. À, phương pháp cơ bản để điều trị kim loại kiềm thổ là để phân lỏng chảy của clo của chúng đúng. Để độ nóng chảy kim loại kiềm giảm dần từ lít đến cc. À, sai này, tất cả nguyên tố kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước giải phóng khí hydro sai, bari không. Nha. D là sai. Câu 37. Câu 37. Phi kim X tác dụng với kim loại M. Thu được chất ăn Y. Phi kim X tác dụng với kim loại M. Phi kim X tác dụng với kim loại M. X này. Phi kim X tác dụng với kim loại M tạo thành chất rắn Y. Y hòa tan trong nước thì tạo thành dung dịch Z. Cho AgNO3 vào Z thì thu được chất rắn G. Cho G vào HNO3 thu được khí màu nâu NO và chất rắn F. Thế mình nghĩ lại như mô típ vừa nãy. Vậy suy ra thằng G này chia thành hai phần, một phần tan, một phần không tan. Và thì liên tưởng ngay, tan là bạc, còn không tan là AgCl. Vậy suy ra phi kim này chắc chắn này khả năng cao là phải có Cl chữ. Đúng chưa? Thế kim loại M và chất rắn F lần lượt là gì? Chất rắn F đâu? Kim loại M và chất rắn F. Ở trong này làm gì có F? Z. Thu được chất rắn G. Cho G. À đây đây, chất rắn F đây. Và chất rắn F thì chắc chắn là AgCl. Đúng chưa? AgCl, AgCl, AgB rồi. AgF không phải chất rắn. Nó bị tan. Được chưa? Phi kim là Cl trừ. Tác dụng với thằng này. Hòa tan trong nước. Ờ. Mà lại nói là có khả năng tác dụng với bạc. Cái kim loại M thu cho nó đi. Vậy M này của thầy chỉ có thể là sắt. Nhưng mà khi mà tác dụng với nhiệt độ này thì nó tạo thành hỗn hợp Y của thầy là gồm FeCl3 và Fe. Sau đó hòa tan trong nước thì tạo thành FeCl2 là hợp lý nhất. Vậy kim loại của thầy phải là sắt. Đáp án đúng đáp án B. Vì chỉ có sắt mới như vậy thôi. Câu 38 nha. Câu 38. Cho phản ứng sau, đồng cộng H4 đọng nguội. Số phản ứng xảy ra điều kiện thường này. Các em ơi, như lúc nãy thầy đã hứa với chúng ta là giải đến câu 50. Nhưng mà như các em biết thì khoảng độ tầm 8:15 thầy có tổ chức một buổi thi thử dành cho team 2K2. Chính vì vậy nên là chắc là khả năng cao thầy sẽ chữa với các em đến câu 40 thôi nhá. Rồi lại thầy sẽ quay lại các em vào buổi sáng chủ nhật của tuần sau nữa để chữa tiếp bộ đề này, được không? Các em chú ý là theo dõi cái buổi mà thi thử của thầy hàng tuần vào tối thứ hai hàng tuần nhá. Mình có này, thầy sẽ chữa tốt cho chúng ta câu 38 và 940 nhá. Cho phản ứng sau, số phản ứng xảy ra là điều kiện thường này. Đồng cộng H24 đặc nguội là không phản ứng này. Đồng bị thụ động mà. HNO3 đặc nguội không này, nó bị thụ động mà. CO2 lần cộng với lại glucose là có này. Acid acetic cộng NaOH là có này. Gly CO2 lần NaOH biore có này. AgNO3 với FeCl3 thì tạo thành AgCl này. Có này. Thằng này này tác dụng với thêm mình con ion NO3 trừ này, H cộng này, sắt dương 2 này, có tiếp này. Nhôm cộng với crom có 1 2 3 4 5 phản ứng xảy ra. Đáp án đúng đáp án A. Nha. Thứ 6 là thầy chữa đề mà em. Thứ 6 thì có đề hay lắm cho cả nhà. Thế sao mình đề chữa đề trong sách đề gì cao bằng nào? Thứ 6 là mình chữa trong nhóm live. Câu 39 nha. Câu 39. Câu 39. Cho amon sắt
tác dụng với clo amon để tạo thành FeCl3. Cân bằng chính nhá. 2 2 3 này. Thằng này A này. Thằng này A biết ngay clo hết. Vậy anh này là A nhân 2 chia 3, 2 phần 3 A. Vậy thành còn dư 1 phần 3 A. Clo hết rồi. FeCl3 của thầy sẽ là 2 phần 3 A, 2 phần 3 A. Vậy này, hòa tan vào nước này. Hòa tan vào nước thì FeCl3 tan để tạo thành dung dịch sắt dương 3. Nhưng mà có sắt Fe. Anh này là 2 phần 3. Anh này là 1 phần 3 A. Cộng với nhau nó tạo thành FeCl2. Cân bằng phương trình này là 2. Thì này là 3. Vậy thì có này, bọn này phản ứng hết 2 phần 3 A này, 1 phần 3 A này, A này. Vậy dung dịch của thầy lúc này Y là FeCl2. Hiểu chưa nhỉ? Thế thì bài hỏi này, dung dịch Y không tác dụng chất tạo sau đây. Không, FeCl2 chắc chắn tác dụng với AgCl3 tạo thành kết tụ AgCl. Được chưa? Điều nào không? FeCl2 không để được đâu. Đâu không để được sắt ra khỏi muối của nó. Ok. FeCl2 cộng với NaOH để tạo thành FeOH hai lần. FeCl2 cộng clo tạo thành FeCl3. Vậy là không tác dụng được đâu. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu số 40. Phản ứng nào sau đây là sai? Đồng cộng H2O3 đặc nguội. Đồng không tác dụng H2O3 đặc nguội, vậy sai này. Ok em. Câu 41 này. Cho các kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kiểm. Tối nay mình chữa ra thêm 40 câu nữa nha. Chúc Thanh xe vào trong nhóm live VIP cho các bạn cùng học nha. Cho kim loại này, kim loại dẫn điện tốt nhất trong các kim loại. Dẫn điện tốt nhất này. Là gì? Vàng à hay bạc? Bạc đầu tiên, chính xác Nguyễn Tài Anh. Bạc. Câu 42. Chất nào sau đây ở trạng thái rắn ở điều kiện thường? Glycine là amino acid. Amino acid thì là rắn. Anilin thì là lỏng. Được chưa? Triolein. Triolein là gì nhỉ? Chất béo. Nhưng thằng này không no. Đúng chưa? Chất béo no thì là rắn. Chất béo không no thì là lỏng. Nên nó lỏng. Được chưa? Vậy chỉ có thể là anh nào? Gì nào? Chẳng hay rắn nhỉ? Chỉ có thể là anh glycine. Rắn này bình thường. Nào đứng đáp án A. Tiếp tục nhá. Câu tiếp theo, câu số 43 nè. Câu số 43. Em phải quan sát câu 43 nhá. Dung dịch COS4 loãng được dùng làm thuốc diệt nấm cho hoa để điều chế 800g dung dịch COS4 5%. Thế đây này. COSO4 800g mà có 5% thôi. Thì mình có C% thì bằng M chất tan trên M dung dịch. Đúng chưa? Nhân với 100%. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được. Để tìm được M chất tan thì bằng C% nhân với lại M dung dịch. Vậy nó sẽ bằng, M chất tan sẽ bằng C% ở đây là 5%, 5 chia 100 thì còn 0,05. 0,05 nhân với M dung dịch. M dung dịch nó bằng 800. Được chưa? 0,05 nhân 800 bằng 40. Bằng 40. Được chưa? Vậy suy ra số mol của COS4 sẽ bằng là 40 chia cho phân tử khối. Đúng chưa? 40 chia phân tử khối lại chia cho 64 cộng với 96 bằng. Vậy là số mol bằng 0,25 thôi. Cũng tương ứng với lại chính thằng COS4. Ngậm thì bài bắt chúng ta ngậm mấy nước? 5 nước. Ngậm 5 nước nha. Vậy ở đây mình sẽ có này. Cũng là 0,25 nhân với phân tử khối. 64 cộng 96 cộng 18 nhân 5 bằng 62,5. Vậy khối lượng chúng ta bằng đáp án C. Thấy chưa? Các bạn ơi, các bạn đang theo dõi video livestream thầy xe này về tường. Xong rồi là tag tất cả các bạn của các em vào trong video livestream nhá. Được chưa?
để cho mà các bạn cũng có thể nhìn thấy thầy, để cho mà thầy cũng có thể giúp đỡ được nhiều bạn hơn. Thấy chưa? Mình sang câu tiếp theo. Câu số 44 nha. Câu số 44, thầy tối nay thầy chữa 40 câu. Đấy, những bạn nào mà muốn thầy chữa 40 câu thì chấm cái nhỉ. Xong xe lại về tường nhá. Nhớ là xe về tường, không là tí thầy ẩn xe đấy. Tí thầy ẩn like đấy. Mấy cái thằng này là rất là hot nhá. Nên là xe lại về tường nhanh nhanh, không là tẹo nữa là thầy ẩn live stream nhá. Các em nhớ xe về ua like xong thầy ẩn đấy. Ô thầy không ghim được cái bình luận lên đây luôn các em ạ. Bạn nào biết ghim bình luận ghim giúp thầy nhá. Mình có tiếp tục này, sang câu 44 này. Thủy phân 14,6 gam gliala. Đây là gliala. Thì tìm số mol nó bằng 14,6 này. Chia nhỏ. Phân tử khối của gli bằng 75. Phân tử khối của ala bằng 89. Giữa nó có một liên kết peptide, bỏ đi một nước. Bỏ đi 18. Chia bằng 14,6 chia cho mẫu đơn 75 cộng 89 trừ 18 bằng 0,1 mol. Mà cộng với NaOH thì thầy thu được này. Có phải phản ứng với NaOH thì gli phải bỏ đi một hydro, thêm một natri không? Thu Hà, Thu Hà xem vào trong nhóm lớp xong rồi là tag các bạn vào trong video live stream này giúp thầy nhá. Thu Hà. Tiếp tục là ala. Bỏ đi một hydro cộng một natri. Bảo toàn số mol là 0,1 thì cái này là 0,1 này. Này 0,1. Phải tìm được khối lượng luôn. 0,1 nhân bằng một đơn gli 75 trừ đi 1 cộng với 23 là cộng với 22 cộng với 0,1 nhân 89 cộng 22 bằng 20,8. Vậy đáp án đúng mình là 20,8 nha. Dễ không? Chúc thành rất tốt. Mình sẽ tiếp sang câu tiếp theo, câu số 45 này. Mình tiếp theo sang câu 45 này. Người hút thuốc là lá nhiều thường mắc bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Chất gây hại chủ yếu có trong thuốc lá là gì nhỉ? Morphine, heroin, caffeine hay nicotine? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, nicotine. Câu 46, nhận xét nào sau đây là không đúng? Trong phản ứng ester hóa từ ancol và axit, phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm OH của axit carboxylic. Đúng, đúng không? Phân tử nước có nguồn gốc từ nhóm OH của axit carboxylic, chính xác. Không thể điều chế được phenylacetate từ phenylenone và axit acetic, chính xác, không điều chế được luôn. Phản ứng ester hóa giữa axit carboxylic và ancol là phản ứng thuận nghịch, chính xác. Thủy phân ester đơn chức trong môi trường bazơ luôn cho sản phẩm muối và ancol, cái này sai. Tại sao? Nó có thể là muối và nước. Ví dụ như là thằng ester của phenol. Sai là gì? Thấy chưa? Mình sang câu tiếp theo nhá, câu số 47. Câu tiếp theo câu số 47. À, cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu. 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu. Phản ứng với dung dịch HCl loãng. Dư. Lưu ý, đồng không tác dụng, chỉ sắt tác dụng thôi. Thu được khí hydro. Số mol là 4,48 chia 2,4. Được chưa? 0,2. Vậy mình tìm được số mol sắt 0,2. Dung dịch chứng mở gam muối. Vậy muối có thể là FeCl2. Bảo bám sắt 0,2. 0,2. Chỗ này bạn nào dùng để chết. Thì bài học muối mà. 0,2 nhân mẫu đơn 56 cộng 71 bằng 25,4. Vậy đáp án đúng chúng ta là 25,4 gam. Đấy, rất nhiều bạn dạy chết. Mình sang câu 48. Chất X có phân tử khối bằng 60. Chất X có phân tử khối bằng 60 chứa CH và O. Chất X phản ứng từ natri, NaOH và NaHCO3. Thế thì thằng này chắc chắn là đồ axit rồi, phản ứng NaOH. Mà phân tử khối bằng 60, vậy chỉ có thể là CH3COOH axit acetic. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Được chưa? Đấy, rất cảm ơn các bạn đã xem live stream thầy về này. Và tất cả các bạn các em vào trong video live stream này. Cảm ơn tất cả các em nhớ xem video live stream về tường nhá, xong tất cả các bạn vào trong video live stream. Không là tí nữa là live stream xong là phải ẩn xem mất nhá.
Ok, giúp thầy cũng chính là giúp cho tất cả các bạn của các em. Thầy muốn lan tỏa những điều mà thầy làm cho nên các bạn học thật giỏi hoài. Câu 49, câu 49 cực kỳ hay, một skin cực kỳ kinh khủng. Bạn nào muốn xem skin này chấm cái thầy xem. Câu 49 này. Thầy có xem loser tinh bột thì đều chung là thầy đều biết là C6H10O5. Glucoser là C6H12O6. Saccharoser là C12H22O11. M gam cần oxy 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. Thu được CO2 H2O 0,1. Muốn tìm M là giá trị của bọn này, đặt ẩn A, B, C. Đúng chưa? Đặt ẩn A, B, C. Khi ta có ẩn A, B, C thì mình có này 1, 2, 3 ẩn. Một sự kiện, hai sự kiện. Thầy phải đau họng hoàng hải nhá. Vậy khi mà thầy có hai ẩn, ba ẩn, hai sự kiện thì thầy bỏ đi một ẩn, bỏ này, vậy thầy còn này vào toàn hero trước. 10A cộng 12B bằng 0,1 × 2. Được chưa? Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Bảo toàn carbon thì anh này là 6A này, cộng anh này là 6B này. Sau đó thì bảo toàn oxy 5A cộng 6B cộng với 0,1125 × 2 thì bằng 6A cộng 6B nhân 2 cộng 0,1. Được chưa? Vậy ở đây thì sẽ có hệ, phương trình thì giải hệ 1, 2, 10 bằng này, 12 bằng này, 0,2 bằng này, 5A cộng 6B. Thế là mình sẽ có là vứt sang bên này. Vậy là 12 trừ đi 5 bằng 12 trừ đi 6 bằng 0,1125 nhân 2 trừ 0,1 bằng A bằng 0,0125, B bằng 6,25 nhân 10 mới trừ 3. Vậy hoàn toàn mình tìm được M 0,0125 nhân 162 cộng 6,25 nhân 10 trừ 3 nhân 180 bằng 3,15 gam. Đáp án đúng đáp án gì? Các em hiểu bài không? Dễ không? Quá dễ đúng không? Mình sang tiếp nha. Câu tiếp theo, câu 50. Benzin acetat là một ST có mùi thơm của hoa nhài. Thế thì vậy thì benzin acetat nó phải là CH3CO cộng benzin. Vậy đây đáp án đúng, chúng ta đáp án B nha. Sang câu tiếp theo, câu số 51. Câu số 51, một câu về điện phân. Câu số 51, điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Đấy. Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2. Điện cực trơ mà ngăn xốp bao điện cực với cường độ dòng điện. À vậy mình có này, số môn E trao đổi bằng IT trên S. Vậy bằng Y bằng 2,68, T bằng 2 giờ nhân 3,600, F 96500, 0,1999 có phải 0,2 mol E trao đổi. Sau khi dừng điện phân, khối lượng dung dịch tạm M gam, giả thiết nước không bay hơi, các chất tách ra đều khan, dư dung dịch MgCl2. MgCl2 mà điện phân thì tạo thành gì? Đấy, thì tạo thành magie bị điện phân không? Không. Đúng không? Magie không bị điện phân. MgOH 2 lần kết tụa cộng clo bay lên cộng hiđro bay lên. Đúng chưa? Vậy đây phải cộng nước. Hai nước. Vậy ở đây mình có này, số me trao đổi bằng 0,2
suy ra clo nhận 2E đúng không? Vậy là còn 0,1 0,1 hydro. Đúng chưa? Và 0,1 mà gì? Mình có khối lượng dung dịch giảm m gam. M gam dung dịch giảm chính bằng khối lượng của MgO gấp 2 lần do kết tủa cộng khối lượng của clo do bay hơi cộng khối lượng của hydro do bay hơi và bằng MgOH 0,1 nhân 24 cộng 17 nhân 2 cộng 0,1 nhân 71 cộng 0,1 nhân 2 bằng 13,1. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Và rất nhiều bạn làm nhầm câu này. Mình sang câu tiếp theo nhá. Câu số 52. Câu số 52. Cho lên men 45g glucose để điều chế anconitilic. Glucose là C6H12O6. 45g chia 180 0,25. Điều chế anconitilic 0,8. Hai thằng C2H5OH. Đúng chưa? Vậy mình có này 0,25 nhân 2 bằng 0,5. Thuận nhân nhân 0,8 bằng 0,4. Đây cũng chính là CO2 đúng không? Vậy thì tìm được VCO2 bằng 0,4 nhân 2,4 thì bằng 8,96 lít. Chính xác. Trúc Thành đúng, chính xác. C 8,96 lít. Đáp án đúng, đáp án C. Đấy toàn câu dễ thôi. Câu tiếp theo, câu số 53 nhé. 53. Hơi mở. Chắc là phải xem em thử kiểm tra lại đường mạng của em xem chứ, của thầy vẫn ok. Nhờ. Các em thấy ok không? Nào, mình có sang câu tiếp theo. Mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu 53. Cho 26g hỗn hợp chất rắn gồm CA này, MgO này, Na2O này, tác dụng hết với dung dịch HCl. Đủ thu được dung dịch A CaCl2, MgCl2, NaCl. Số mol NaCl bằng 23,4 chia cho mol đơn 23 cộng 35,5 bằng 0,4 mol. Các bạn yêu cầu tìm giá trị của V. Thế thì thầy cũng chơi kiểu này là A, B, C, 1, 2, 3, 1 dữ kiện, 2 dữ kiện. Vậy mình hoàn toàn được gạch một lần. Biết được số mol NaCl, không được gạch Na được. Được chưa? Không được gạch Na được. Vậy ở đây mình sẽ có là gạch canxi hoặc MgO. Ở đây thì gạch MgO. Thì gạch kết quả này đúng không? Và anh này là A, anh này C thì anh này là A. Bảo toàn. Thì có hệ phương trình này. 40A. Cộng với 23 nhân 2 cộng 16 bằng 62C bằng 26. Để giờ phương trình thứ hai mình có là bảo toàn natri 2C thì bằng 0,4. Vậy nên mình tìm được C bằng 0,2. Mình có là 26 trừ đi 62 nhân 0,2 bằng chia 40 bằng A bằng 0,34. Vậy thằng này bằng 0,34 này. C này của mình bằng 0,2 rồi. Vậy A bằng 0,34. Đến đây mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố clo. 0,34 nhân 2 cộng với 0,4 nhân 1 bằng 1,08. 1,08 chia 1. Thế lỗi à? Em đợi thầy một xíu nha, thầy nhìn lại xem nào. Ở đây có bị lỗi không nhỉ? Thầy có bị bấm nhầm hệ không nhỉ? Anh này mình có là 40A cộng với lại 46 cộng 16 62C thì bằng 26, để bài cho 26. Tiếp tục là ra 23,4 23,4 chia cho mỏng đơn 23 cộng 35,5 bằng 0,4 mol. Đúng rồi, C bằng 0,2.
mình có là 26 trừ đi 0,2 nhân với lại 62 bằng chia 40 bằng 0,34. Vậy hoàn toàn mình sẽ có 0,34 nhân 2 cộng với 0,4 bằng 1,08. Vậy ở đây chắc mình chọn đáp án gần đúng nhất, D1. Mà có ô là do thì đếm ẩn hay thì loại nhá. Câu 54 dẫn 8,96 lít khí CO2. Mình tìm được số mol CO2 của mình bằng bao nhiêu nhỉ? 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4. Vào 600 ml dung dịch CaOH 2 lần, 0,5 nhân 0,6 bằng 0,3. Vậy ở đây mình có bài tập này, bài tập CO2 sục kiềm. OH trừ chia CO2 bằng 0,3 nhân 2 bằng 0,6 chia 0,4 1,5 lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. 1 là HCO3 trừ, 2 là CO32 trừ 1,5. Vậy ở đây thì đặt thì có này, anh này 50-50. Với suy thằng này 1 thì thằng này là 1. 0,4 chia làm 2 phần, vậy mỗi phần bằng 0,2. Thấy chưa? Kết tụa này cộng với canxi 2 cộng là 0,3. Vậy kết tụa là CaCO3 0,2 nhân 100 bằng 20. Đáp án đúng đáp án gì? Thấy chưa? Câu 55. Có 4 lọ đựng hóa chất 55. Có 4 lọ đựng hóa chất bất nhãn để nhận biết 4 chất lỏng trên thì chỉ cần dùng dung dịch nào? Chỉ cần dùng BaOH 2 lần. BaOH 2 lần vào NH4 2 lần S4 thì thu được kết tụa trắng và sủi bọt khí. Vào KS4 thì thu được kết tụa màu trắng. Vào NH4 NH3 thu được khí cao mắt không hiện tượng. Đáp án đúng chúng ta là C. Câu 56. Hợp chất nào sau đây tác dụng đối với vàng kim loại? Không chất nào. H2O đặc nóng không? H2O3 đặc nóng không? Nhưng D có D dung dịch nước cường toan thì có tác dụng nha. Câu 57. Điện phân 200ml dung dịch muối CuSO4 trong một thời gian. Điện phân 200ml dung dịch muối CuS4 trong thời gian. Thế có lượng dung dịch gì ạ? 8g. À, dung dịch sau phản ứng tác dụng 224H2S dư còn 9,6g kết tụa gen. Điều này chứng tỏ CuS4 điện phân chưa hết. Có này, CuS4 này, điện phân này thì tạo thành Cu cộng với oxy cộng với H2S4 212. Được chưa? Vậy mở dung dịch giảm, thế đặt số mol CuS4 phản ứng là amon thì Cu tạo ra là amon, oxy là 0,5 amon, chính bằng m của Cu cộng với m của O2. M của Cu bằng 64A, MO2 bằng 32 nhân 0,5A. Như đề bài cho chúng ta thì bằng 8A. Vậy thì ta tìm được A. 64 cộng với 32 nhân 0,5 bằng 80. 8 chia N, A bằng 0,1. Mặt khác, dung dịch sau khi điện phân tác dụng với lại HS dư, vậy là chắc chắn có CuS4 chưa điện phân hết, cộng HS thì ta thu được CuS. Được chưa? 9,6g kết tụa đen, 9,6 chia cho 32 cộng với lại 64, 0,1. Vậy ngay lập tức mình tìm được số mol CuS4 bằng 0,1 nữa. Vậy tổng số mol của CuS4 bằng 0,2. Vậy tìm được nồng độ bằng 0,2 chia cho 0,2 thì bằng 1. Ta bắt đầu đáp án C. Câu 58. Cho CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO này, Al2O3 này, MgO này thì thu được này, chất rắn này,
CO phản ứng Al2 3-0, MgO0, bởi vì bọn này là oxit đứng trước nhôm. Vậy chắc chắn thể là đồng Al2O3 MgO đồng Al2O3 MgO. Đáp án đúng đáp án gì? Ok. Các bạn hiện tại thì tôi khá là đau học. Đau học. Nên là chắc khả năng cao để chữa nốt câu 59. Rồi thầy xin phép các em thầy nghỉ. Tối mai chúng ta vẫn quậy đề như bình thường. Tối nay là thầy tiện thể thầy được nghỉ. Thầy ở nhà thầy livestream bù cho các em. Nên có thể là nhiều bạn không biết, đúng không? Thì tối mai chúng ta vẫn livestream như bình thường. Chúng ta sẽ giải một cái đề cực kỳ hay, cực kỳ khó nhá. Tí nữa thầy sẽ đăng cái đề lên. Thầy chữa nốt câu 59 cho chúng ta. Điện phân với hệ điện cực trơ dung dịch PS bằng 2 thì lượng vàng bán ở cathode bằng bao nhiêu? Viết phương trình này. AgNO3 điện phân thì tạo thành Ag cộng với lại oxy cộng với lại HNO3 4 4 4, được chưa? pH bằng 2 suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2 suy ra số mol H cộng bằng CM bằng N trên V, N bằng CM nhân V, 10 mũ trừ 2 nhân 0,2. Vậy này bằng 0,002. Suy ra số mol bạc 0,002 nhân 108 0,216. Đáp án đúng đáp án C. Câu 61, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm. Nào các em cùng comment nào, nguyên liệu chính để sản xuất nhôm là gì? Nguyên liệu chính để sản xuất bằng nhôm là gì nào? Iphonic đây, Iphonic đang livestream đây rồi. Hơi mờ, sao nhiều đứa bị kêu mờ nhỉ? Đấy, nét rồi này. Nét rồi, ok, cảm ơn các em. Sản xuất nhôm quặng bô xít đúng không? Al2O3 nó phải là quặng bô xít. Thấy chưa? Đáp án đúng phải là đáp án B. Sắc nét. Ok đấy, nhiều bạn comment đúng đấy, tốt. Các em nên nhớ nha, trong đề thi trung học phổ thông quốc gia chúng ta có 24 câu lý thuyết. Và mình giải chỉ cần đúng 24 câu lý thuyết thôi là mình được 6 điểm đó. Đúng không? Vì vậy nên là mình phải cay rất khủng. Để mà cho chắc chắn độ. Các em tag những cái bạn học cùng lớp của em vào trong video livestream này nhá, để cho các bạn cùng có thể theo dõi được cái phần mà 505 câu lý thuyết. 505 câu mức độ như dễ. Thầy biết là khi mà thầy đi thi thầy biết là nhiều bạn bị sai những câu này lắm. Những bạn nào hay bị sai những câu này là từ câu 1 đến câu 30 không đúng được nhiều thì phải share lại video livestream này chúng ta các bạn vào nhá. Câu số 62, nguyên tử thuộc nhóm 2A nào. Câu số 62 này. Câu số 62 này, nguyên tử thuộc nhóm 2A này có cấu hình electron lớp ngoài cùng là nhóm 2A. Nhóm 2A thì có cấu hình electron ngoài cùng là gì? Thì nó phải có 2E thôi. Đúng chưa? Thì nó không thể là NP2, không thể là NS1, NP1, không thể là NS1, NP2 mà chỉ có thể là NS2. Đúng chưa? 6 điểm không dễ. Đấy, nhiều đứa kêu 6 điểm không dễ này. Đấy, nên là phải cay khủng hơn thôi. Chỉ có một cách duy nhất là cay nhiều và cay khủng hơn thôi. Và xem thật kỹ 505 câu nhận biết thông hiểu này. Câu 63 này, 8,4 gam sắt. Chúng ta tìm được số mol sắt. 8,4 chia 56 0,15 mol. Vào dung dịch bạc cộng số mol bạc 1,3 nhân 0,3 bằng 1,3 nhân 0,3 bằng 0,39. Thế em lưu ý nha. Các em lưu ý nha. Sắt cộng bạc cộng thì đầu tiên tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc đã. D2 này. Vậy mình biết ngay là sắt hết. Sắt hết thì 0,15 thì ra đây bằng 0,3. Tạo thành sắt 2 bằng 0,15, tạo thành bạc bằng 0,3. Vậy bạc dư 0,09. Đúng chưa? Do bạc dư 0,09 nên nó sẽ có phản ứng tiếp là thằng bạc lại tiếp tục phản ứng với sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc. Kết thúc phản ứng trước, bạc còn 0,09. Kết thúc phản ứng trước, sắt 2 cộng có 0,15. Tỷ lệ 1:1, vậy bạc cộng phải hết 0,09. 0,15 chứ 0,09 bằng 0,06.
sắt 3 cộng bằng 0,09, bạc sinh ra bằng 0,09. Ban đầu đằng này có bạc 0,3, 0,3 cộng 0,09 bằng 0,39. Vậy chất rắn của mình con chỉ ra gì? Bạc thôi. 0,39 x 108. 0,39 x 108. 0,09 x 108. 9,722. Lắc kỹ cho phản ứng hoàn toàn. Thu được m gam chất rắn 0,39 x 108. 42,12. Đáp án đúng là đáp án B. Ghét đúng không chị Yên? Ai chả ghét mấy câu này. Các em ơi, các em nhớ xem lại video live stream về tường nhá. Không là tí nữa theo dõi xong là thầy ẩn video live stream đấy. Bạn nào mà muốn theo dõi kỹ lại các cái câu từ câu số 1 cho đến câu số 60 thì các em tận 3 tối mới xong. Để Nguyễn Huy Hùng làm tận 3 tối có cách nhanh hơn Thảo Hiền nhá. Trong lớp live VIP thầy sẽ dạy có cách nhanh hơn Thảo Hiền nhá. Đấy, bạn nào chưa xem thì xem lại về tường ngay nhá. Thả chấm cho thầy vào. Nhớ subscribe cái channel của thầy nhá. Là mình có câu 64 cái kỳ xét lần lượt lại. Comment đáp án nhá. Nhanh và mạnh cho nào. FE mà cộng với thằng nào là thằng FECL3 nhỉ? Cộng HCL lên FECL2, vứt D, đúng không? Vậy chỉ có cộng với clo thì lên FECL3 thôi. FECL3 cộng thằng nào thì về FECL2 nhỉ các em nhỉ? Xem nào, cộng thằng nào lại thành FECL2. FE3 cộng cộng với sắt tạo thành sắt 2 cộng được, cộng với đồng tạo thành sắt 2 cộng được, cộng với sắt cũng tạo thành sắt 2 cộng được. Chính xác. Nhưng bây giờ sắt 2 cộng cộng thằng nào để lên sắt 3 cộng? Thế thì sắt 2 cộng mà cộng với HNO3 lên sắt 3 cộng cũng được. Đây. Cộng AGNO3 cũng lên được sắt 3 cộng. Đúng chưa? Vậy XYZ của mình lần lượt là gì? Sắt cộng clo. Được chưa? Để tạo thành FeCl3. FeCl3. FeCl3 mà cộng đồng thì nó tạo thành CuCl2, mất phải cộng sắt để tạo thành FeCl2 thì hay hơn. Đồng cũng được nhưng mà cái này thì hay hơn. FeCl2 mà để tạo thành NO3. Để tạo thành NO3 nhá. Thế thì mình nó nên cộng thằng nào? Nó nên cộng thằng AgNO3. Được chưa? Được chưa? HNO3 cũng được, nhưng mà thằng Cl- nó vẫn còn ở lại trong dung dịch. Đúng chưa? Thì nó cũng có thể là tạo thành là FeCl2. Nó cũng có thể tạo thành FeCl3. Vì vậy nên đẹp nhất là phải cộng với AgNO3, bởi vì Ag nó sẽ kết tụa với lại Cl-. Đáp án đúng chúng ta đáp án C. Được chưa? A cũng thỏa mãn, nhưng mà C thì hay hơn. Được chưa? Bởi vì là Fe2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành Fe3 cộng. Nha. Mình có tiếp tục câu tiếp theo, câu số 65. Câu số 65 nào các em. 65. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để phân biệt hai khí SO2 và CO2 nào các em nào. Phân biệt SO2 và CO2. Đúng rồi, chính xác, nó cộng bạc cộng nên nó ổn hơn. Chính xác. Chỉ dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây để nhận biết hai khí SO2 và CO2. Nào, một chấm nào. Lâu thế. 65C cao con nào, lớp live VIP rồi. Chỉ dùng một thuốc thử nào để nhận biết khí SO2 và CO2. Thế thì nếu mà BaOH này lần ấy, thì cả hai thằng này đều kết tủa BaSO3 với cái của BaCO3 đều vứt đi. Nước thì cả hai thằng đều tan, vứt tiếp. NaOH cũng vậy. Brom. Lưu ý cho thầy nhé, SO2 là mất màu nước brom, CO2 không. Vậy chắc chắn là C. Brom. Chính xác. Brom nhận được SO2 mất màu. Mất màu nước brom. Phải nhớ nha. SO2 là mất màu nước brom. Ok. Tiếp câu 66. 66 nào. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Các em nhìn nha. X của thầy là 14,8. Comment đáp án được kinh vào. Có máy tính bấm được giáo án nào. Gồm Fe, Cu, trong đó Cu chiếm 43,24%. 0,4324 nhân 14,8 bằng chia cho 64 ra số mol đồng 0,099, có nghĩa 0,1 mol. Số mol đồng 0,1. Vậy thì tìm được số mol sắt 14,8 trừ đi 0,1 nhân 64 bằng chia 56 bằng 0,15. Chúng ta dùng HCl. Thế có vì về lít khí thoát ra. Chúng ta lưu ý đồng không tác dụng HCl nha, nhiều đứa bị nhầm. Chỉ có sắt tác dụng thôi. Ra hiro, một sắt sinh ra một hiro. 0,15. 0,15 mà nhân 2,4. 0,15 nhân 2,4 thì bằng 3,36 lít. Đáp án đúng đáp án B. Tốt, Nguyễn Huy Hùng tốt, rất tốt.
Đấy. Câu 67 nào. Cũng comment đáp án câu 67 xem nào. Cả nhà cũng không. Cái file PDF thì để ở trên trang cá nhân nhá. Các em chưa có file PDF vào trên trang cá nhân có thể lấy file PDF xuống in ra mà làm. Thầy sẽ chữa full 505 câu. Được chưa? Nhớ đấy. Chừng nào à? Mình sẽ sửa đến bao giờ mình hết thì thôi. Thảo Hiền ạ. Chăm chỉ học là sao nó sẽ hết. Nào, những bạn nào chưa xem lại về tường nhá. Câu 67 comment của đáp án nào. Cho 5 lọ đựng riêng biệt các khí sau để xác định lọ đựng khí NH3 và CL thì chỉ cần dùng thuốc thử duy nhất là. Ủa có rất nhiều lọ. Chỉ xác định lọ đựng NH3 và CL. Xem nào. Để xác định NH3, CL. Thế nếu mà thầy sử dụng quy không hiện tượng xanh, đỏ rồi mất màu, CO2 hồng, oxy không hiện tượng. À thế vậy chuẩn. Vậy mình nên sử dụng quy nitơ không hiện tượng này, NH3 chuyển thành màu xanh này, clo thì chuyển thành màu đỏ rồi mất màu này, các em nhớ nhá. CO2 chuyển thành màu hồng, oxy không hiện tượng. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án quy tím ẩm B. Câu 68 à? 68 à? Các Quang Hảo xem vào trong nhóm Thảo Hiền, Thảo Hiền xem vào trong nhóm lớp live VIP giúp thầy nhá. Xong xem vào cả trong lớp, xem vào trong các nhóm tin nhắn chat nữa. Các em ơi, các em xe thật nhiều lại vào trong cái nhóm của các em. Mỗi bạn xe 4-5 lần vào trong các nhóm của các em làm thành viên đi. Xe thật nhiều vào giúp thầy nhá. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Câu số 68 à? Comment đáp án câu 68 này xem nào. Comment đáp án câu 68 này coi nào. Số 8 đáp án gì? Số 8 đáp án gì cả nhà nhỉ? Cho dịch náo mắt dư. Đề vẫn ở trên Word của thầy. Vào dịch chữ hỗn hợp. Đây thì viết ra nha. OH trừ dư. Vào hỗn hợp gồm Fe2 cộng Cr3 cộng để tạo thành kết tủa FeOH 2 lần. Lưu ý này, đánh nhau có kết tủa CrOH 3 lần. Nhưng thằng này không tồn tại trong OH trừ dư. Nên không tồn tại. Nung trong không khí thì thu được Fe2O3. Vậy chất đoán Y là Fe2O3. À. Ok chưa? Câu 69. 69 à? Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam sắt. 69. Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam sắt. Số mol sắt 0,1 bằng dung dịch HNO3 loãng dư sinh ra về khí NO. Sản phẩm duy nhất do ở đây có từ dư nên sắt của thầy lên sắt dương 3. Được chưa? Mình đi bảo toàn E nhá. Sao sắt dương 3 này 0,1 lên 3 thì mà 0,1 nhân 3 chia cho nitơ của thầy là nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3, vậy bằng 0,1 thôi. Về số mol NO chúng ta bằng 0,1. NO bằng 0,1, 0,1 x 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng đáp án à? Câu 70. 70 nào. Xe nhanh lại về tường nhá. Xong tác các bạn vào trong video live stream này. Khẩn trương không là chốc nữa là thầy mà ẩn. Chốc live xong thầy ẩn đi là không có tài liệu mà học đâu. Câu 71. 70. Hai kim loại đều phản ứng với dung dịch CuNO3 hai lần giải phóng kim loại đồng. Vậy có nghĩa là kim loại mạnh để kim loại yếu. Sắt đẩy đồng, chính xác. Nhưng vàng thì không đẩy đồng, loại. Nhôm đẩy đồng, chính xác. Nhưng bạc thì không đẩy đồng, vứt tiếp. Khi nào ba cần mua? Thủy ngân không bao giờ đẩy đồng, vứt tiếp. Nhôm đẩy đồng, đúng. Nhưng sắt cũng đẩy đồng, đúng. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Ok, tí like xong thì ghi lại. Phải để trong comment đúng chính xác. Như là những bạn nào mà chưa có đề, muốn có đề chấm cái đi. Chấm cái để chốc nó thầy ghi lại đề trong phần comment thì còn nhận được thông báo nhá. Câu 71. 71. Cho kim loại, số kim loại tác dụng với PB. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Vậy tác dụng với dung dịch PbNO3 hai lần là phải đứng trước PB. Đứng trước PB này. Niken có. Sắt có. Đồng sao vứt. Kém có. Vậy là
vứt bốn thằng đồng thôi. Niken, sắt, kẽm có 1, 2, 3 B bỏ. Ok chưa? Wow, rất nhiều bạn comment đúng. Link mấy câu trước thì ở trên channel YouTube của thầy em nhá. Những bạn nào mà muốn kể cả link full video của mấy câu trước thì chấm lại, tí nữa thầy sẽ đăng lại trên trang cá nhân nhá. Câu 72. 72 nào. Cho các hợp kim sau khi tiếp xúc dịch chất tiện ly thì hợp kim nào sắt bị ăn mòn trước? Thế thì để sắt bị ăn mòn trước thì sắt phải mạnh hơn, sắt phải đứng trước. Sắt phải đứng trước thì sắt bị ăn mòn trước. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Sắt đứng trước đồng, sắt bị ăn mòn trước, chính xác. Kẽm sắt, khi nào ba cần mua áo giáp sắt, kẽm đứng trước sắt, kẽm bị ăn mòn trước, vớt. Sắt carbon này sắt tính khử mạnh hơn. Lấy tiếp, mình có 1 và 3, không có 2. Vớt, 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 đáp án đúng, 1, 3, 4, nhìn chưa? Bê bỏ. Khử mạnh cho mòn trước, chính xác Minh Hiếu. Hôm nay chữa 40 câu. Trần Minh Nghĩa nhá. Hôm nay chữa 40 câu. Lai xe thật nhiều vào. Nếu lai xe mạnh nữa thì thầy còn chữa nhiều nữa. Lai xe yếu là thôi. Chấm nhiều vào. Comment đáp án thật nhiều, mạnh mẽ mà. Những câu này dễ mà. Thì thầy còn chữa khuya. Cứ thầy sẽ chữa đến bao giờ mà cứ chê 100 bạn. Chê 100 bạn theo dõi thầy sẽ chữa mãi 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 mãi. Giữ 100 bạn là thôi. Nên là xe thật mạnh à. Nha. Còn nếu mà dưới 100 bạn là thầy sẽ chỉ chữa đến câu 100 thôi. Câu 73, dung dịch chất nào sau đây làm quỷ tím hoa xanh? Chất nào sau đây làm quỷ tím hoa xanh? Lịch live vào tối thứ hai hàng tuần. Alanin có một nhóm COH, một nhóm NH2 không làm quỷ hoa xanh. Anilin C6H5NH2 không làm quỷ đổi màu. Glycine, một nhóm COH, một nhóm NH2 không làm quỷ đổi màu. Methylamine, CH3NH2 làm quỷ đổi màu xanh. C. Ok. Dễ không? Câu 74 nào. Cho hợp kim sau khi tiếp xúc với dung dịch H24 loãng thì các hợp kim mà trong đó kẽm bị ăn mòn điện hóa học. Kẽm bị ăn mòn điện hóa học có nghĩa kẽm bị ăn mòn trước với kẽm. Phải có tính khử mạnh hơn. Các em nhớ like và tag các bạn vào nhá. Kẽm có tính khử mạnh hơn. Thế mà kẽm mà có tính khử mạnh hơn ấy thì mình có thể nhôm kẽm khi nào ba cần mua áo giáp. Không được, nhôm bị ăn mòn trước. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt, vậy là kẽm bị ăn mòn trước. Đồng thì kẽm đồng, với kẽm đồng thì kẽm bị ăn mòn trước. Kẽm với magie thì magie bị ăn mòn trước. Vậy là chỉ có 2-3 thôi. Đáp án đúng đáp án D. Ok, Mỹ Hoàng đúng, Big Fan đúng, Nguyễn Bảo Tiền đúng, Nguyễn Tân đúng. Nó tốt. 15. 15 à. Một loại nước cứng khi đun sôi thì bị mất tính cứng. Đây. Nước cứng khi đun sôi thì bị mất tính cứng. Nghe vẻ khó nhỉ. Trong loại nước cứng này có hòa tan những chất nào sau đây? Thế thì đun sôi mất tính cứng thì tương đương với nó là nước cứng tạm thời. Riêng nước cứng tạm thời đun sôi phải mất tính cứng. Được chưa? Nước cứng tạm thời thì nó chỉ cái ion anion gì? HCO3- thôi. Thằng này Cl- toàn phần rồi. Cl- HCO3- toàn phần rồi. Cl- SO42- vĩnh cửu rồi. Chỉ có HCO3- tạm phần. Tạm thời. C. Wow, rất tốt. Wow, nhiều bạn comment đúng quá. Trần Minh Nghĩa chính xác, Vi Phạm đúng chính xác, Nguyễn Bảo Tiền chính xác. Các em ơi, để tránh cho việc thầy bị block nick như hôm nọ ấy, bởi vì thầy xem vào trong quá nhiều nhóm. Thì bây giờ thầy nhờ tất cả 109 bạn đang theo dõi video livestream, thầy share vào trong tất cả các nhóm mà các em làm thành viên giúp thầy với. Mỗi bạn chỉ cần một share thôi. Thì để vào trong cái nhóm này thì các bạn còn biết là thầy livestream để mà thầy chữa cho các em. Còn thầy mà tự đi share như hôm nọ ấy, thì thầy bị mất nick, bị khóa nick mất 2 hôm thì lại chẳng có thể giúp đỡ được các em một tí tẹo tài liệu nào. Đi mất 2 hôm không giúp đỡ được học sinh gì luôn. Khổ thân lắm. Nhá. Câu 76, có các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kết quả là. Mình nhìn nhá. Natri và dung dịch COS4 này thì có phải là A này thì natri cộng nước trước rồi để tạo thành NaOH rồi, sau đó NaOH mới ăn với COS4 rồi để tạo thành COH hai lần rồi. Vậy là kết tủa A kết tủa COH hai lần, được chưa? Sục CO2 đến dư B này, CO2 dư mà vào dung dịch COH hai lần, do CO2 dư nên mình thu được muối là muối HCA HCO3 hai lần thôi, không có kết tủa loại. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư NaOH
mà dư vào Al2 SO4 3 lần. Chúng ta lưu ý, nếu có tạo thành kết tủa AlOH 3 lần thì nó không tồn tại trong NaOH dư. Không tồn tại trong NaOH dư nên loại tiếp. Được chưa? Sục từ từ NaOH đến dư D thì mình thu được FeOH 3 lần. Kết tủa màu nâu đỏ. Vậy đáp án đúng mình là A và D. Vậy số tín hiệu thu được kết tủa là 2 D. Chính xác, rất nhiều bạn comment đúng đấy. Không có cả bạn tiệm cận ngang nữa cơ. 77. 77 này, chưa tìm thấy bạn nào tiệm cận đứng nhỉ. Chất không có khả năng hòa tan là CO2 lần. Không. Axit acetic hòa tan bao giờ? Được. Ala ala gly. Tripeptide. Được. Biểu đấy. Glucose OH đa kè. Được. Phenol C6H5OH. Không. Vậy đáp án đúng đáp đây. D. Thế bạn hỏi không á? Đó là D. Trần Minh Nghĩa đúng, rất tốt. Bạn Trần Nghĩa rất là hăng hái hoạt động và phát biểu ý kiến nhá, rất tốt. Đấy. Các em cứ trả lời thật nhiều vào, trả lời thật nhiều. Mặc đúng mặc sai, mình cứ trả lời thật nhiều. Một lần trả lời và một lần mình nhớ, coi như là thầy đang tổng ôn lại lý thuyết cho các em. Đúng không? Mà lý thuyết nhiều bạn sai lắm. 78. Tripeptide là hợp chất mà trong phân tử có. Tripeptide là hợp chất mà trong phân tử có. Tripeptide đây. Anh này là tripeptide này. Hai liên kết peptide đúng đấy. Ba gốc beta vứt rồi, phải alpha cơ. Sai. Hai liên kết peptide đúng. Ba gốc alpha amino acid đúng. Thấy chưa? Đáp án đúng đáp án B. Hai bên liên kết peptide và ba gốc alpha amino acid đấy. Rất nhiều bạn bị trả lời nhầm này, cao nhầm này. Đấy, một lần nhầm, một lần nhớ không sao cả. Như vậy rất tốt cho bọn em. Trong hạt nhân nguyên tử, hạt mang điện là hạt nhân nguyên tử, đối với cái này lôi lại lớp 10, lớp 10 lôi lại nhiều đứa chết. Hạt nhân nguyên tử thì có hai loại hạt là hạt proton và hạt neutron. Proton tiết tính tiết dương, neutron không mang điện. Vậy là proton mang điện C. Nhiều đứa không làm được câu 79 rồi. Để thì C trọng hiển đúng rồi. Nó tốt. Cao Quang Hảo 79A này. Hạt nhân mà Cao Quang Hảo. Hạt nhân chỉ có proton và neutron thôi. Đấy, nhiều đứa chết. 80. Cellulose cấu tạo mạch không phân nhánh. Công thức cellulose C6H10O5. Có 3 nhóm OH nên có thể viết, thì tách 3 nhóm OH ra nhá. OH 3 lần. C6H10 trừ đi 3 thì còn H7. O5 trừ 3 còn O2. C6H7O2 OH 3 lần. C6H7O2 OH 3 lần. Xem nào. C6H7 O2 rồi. Vớt 3 nhóm OH rồi. C6H5 vớt. C6H7O2 OH 3 lần. Đáp án đúng đáp án C. Chính xác. Trong lý này chính xác. Câu đấy của lớp 10 đấy Thảo Hiền ạ. Câu 81. Câu 81. Bạn Thảo Hiền là bạn cực kỳ chăm học trong nhóm live VIP của thầy các bạn nhé. Câu 81. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Trùng ngưng. Polyethylene này này. Là đi từ thằng này. Là trùng hợp rồi. Vứt. Đi từ anh này nhé. Đi từ ethylene. Polyvinyl chlorua. Là đi từ anh. Vinyl chlorua. Trùng hợp vứt. Polymethyl mesh acrylate. Đây mesh acrylate đây. Đi từ anh này. Trùng hợp vứt tiếp. Vậy đáp án đúng ta là ni lông 6,6. 6,6 là trùng ngưng từ thằng nào? Từ acid adipic. Acid adipic đớp nhau với hexa methylene diamine. Vậy đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Câu 82. 82 nào. 82 nào. 82 đáp án gì nào các em? Các thanh bấm máy tính đâu rồi? Các thanh bấm máy tính đâu hết rồi? Sao bằng hóa hoàn toàn HCOCH5. Số mol bằng 2,96. 2,96 chia cho 74. 0,04. Bằng một lượng KOH vừa đủ. KOH vừa đủ thì thu được HCOOK 0,04. Mình có 0,04 nhân bằng hóa đơn 1 cộng 44 cộng 39 bằng 3,36 gam. Vậy đáp án đúng. À. Wow, các em bấm máy tính nhanh phết nhờ. Nhiều đứa bấm máy tính nhanh đấy. Tốt, Trần Minh Nghĩa. Wow, bấm máy tính tốt nhờ. Các thanh niên này bấm máy tính rất tốt. Câu 83. 83 ạ.
cho từ từ đến dự BA lần vào trong các dung dịch sau. Úi dồi ôi, câu này mà làm nó đúng mới gọi là kinh khủng này. Câu này là câu phương trình khổng lồ. Câu này là câu phương trình khổng lồ. Bao nhiêu bạn làm là đúng cái câu phương trình khổng lồ là mới kinh. Nào, câu số 83. Cho từ từ đến dư dung dịch BA lần vào trong các dung dịch sau. Số ngập thu được kết tủa nhá. Và anh này thu được kết tủa BaCO3. Và anh này thu được kết tủa BaCO3 và CaCO3. Vẫn là kết tủa. Hai anh thu được kết tủa rồi. MgCl2 thu được kết tủa MgOH 2 lần. Ba lần kết tủa rồi. Tiếp tục này. N2S4 thu được kết tủa BaS4. 4 lần kết tủa rồi. Al2 4 3 lần. BaS4 5 lần kết tủa rồi. MeCl3 thu được MeOH 3 lần. 6 lần kết tủa rồi. ZnCl2 không thu được kết tủa do dư. N4HCO3 thu được kết tủa BaCO3. Vậy là 8 trừ 1 thì còn 7 kết tủa. Đáp án đúng đáp án D. 83 phải đáp án D. Phải đáp án D nhá. Bỏ đằng ZnCl2 do BaOH lần dư. Được chưa cả nhà? Đấy. Nhiều bạn sai lắm. Nhưng một lần sai là một lần nhớ. Các em thà sai với thầy còn hơn ở một phòng thi bị sai. Đúng không? Đấy, những bạn nào mà chưa kịp xe lại về tường thì xe ngay lập tức về tường nha. Không tí nữa thầy ẩn video live stream đi thì là toi đấy. Không thể nào mà tìm thấy được nữa đâu. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Quẩy tiếp này. Mình có câu tiếp theo. Câu số 84. Cho 50g hỗn hợp gồm 50g hỗn hợp gồm Fe3O4 CuO, Cu và dung dịch HCl dư. Kết thúc phản ứng còn lại 20,4g chất rắn không tan. Thì chắc chắn chất rắn không tan là đồng dư. 20,4g. Với trong dịch do đồng dư chắc chắn tồn tại muối sắt 2 và muối đồng 2. Đấy. Được chưa nào các anh em? Được chưa nào các em? Dễ mà. Đúng không? Cao Quang Hảo. Đấy, thì 84 bây giờ. Phần trăm khối lượng của đồng trong hỗn hợp X là bao nhiêu? Thế đồng dư là 20,4. Vậy suy ra là khối lượng đồng dư 20,4g. Đúng chưa? Vậy thì đặt hỏi là khối lượng của đồng trong hỗn hợp X. Thế rồi đặt số mol của F34 là A thì số mol đồng là B. Thế có hệ phương trình đầu tiên là 232A cộng với 64B thì bằng 50. Và toàn sắp, sắp chú hết vào đây này. Đây là 3A. Được chưa? Thế đồng ở trong đồng 2 cộng này là bao nhiêu nhỉ? B là 20,4 chia 64. 0,31875. Vậy là B trừ đi 0,31875. Với phương trình thứ hai mình đi bảo toàn elec đâu. Sắt này sắt dương 8/3 này. Về sắt dương 2 này. Đúng chưa? Sắt dương 8/3 về sắt dương 2. Vậy là đây là dương 8/3 về sắt dương 2. Thì nhìn nhá. Một thằng này về sắt dương 2 thì nó sẽ nhường bao nhiêu e? 8 trừ đi 6 2e. 2a. Đồng. Đồng đây này. Đồng đây này. Đây là số xóa giảm nhá. Số xóa đồng tăng. Vậy nó sẽ là bằng B trừ đi 0,31875 nhân 2. Bây giờ mình có hệ 12 232 bằng 64 bằng 50 bằng 2 bằng trừ 2 bằng trừ 2 nhân 0,31875 bằng 0,1 0,41875. A bằng 0,1. B bằng 0,41875. Vậy nên mình tìm phần trăm khối lượng của đồng. 0,41875 nhân 64 bằng chia 50 bằng 53,6. Đáp án đúng đáp án. Ê bò các em ạ. Đang phải nhanh mà. Tiếp tục nhá, câu 85 nhá. 85 nhá. Cùng comment đáp án nào các em. 85 nào. Nung nóng dung dịch chứa 27g AgNO3
nung nóng. Có link đồ thị em ấy nhá. Các bạn muốn lấy link đồ thị thì vào cái bài của thầy chấm nhá. Có link đồ thị đấy. Hoặc là xe lại bài này về tường tí nữa thầy đính cả link đồ thị vào trong phần bình luận trong phần này. Đun nóng dung dịch chứa 27g glucose. Glu 27 mà chia cho 180 bằng 0,15. AgNO3 trong NH3 hiệu suất là 75%, 0,75. Bạc thì tìm 1 glu cho ra 2 bạc, tìm số mol bạc 0,15 nhân với 2 bằng 0,3. Thuận nhân 0,75 nữa. 0,3 nhân 0,75. 0,25. Khối lượng bạc kim loại thu được là nhân 108 24,3 C. Dễ ợt. Đúng không? À chưa có thì thầy đang live stream mà Minh Thiện. Thầy phải live stream xong thì mới có file được nhá. Các em ơi, thầy có cái file mà giải chi tiết, thầy mới soạn được cái file mà giải chi tiết phần đồ thị đấy. Thì các em nhớ chấm vào cái bài ở trên tường của thầy nhá. Câu 86 để nhận biết các dung dịch riêng biệt có thể dùng dịch nào. Mình nhìn nhá, nhìn kỹ này. Ion NH3 trừ, Cl trừ, Cl trừ, Cl trừ thì khó lắm. Bởi vì các ion này đều rất khó nhận biết. Vậy mình nhận biết bằng cation. Nhôm 3 cộng, sắt 3 cộng, K cộng, magie cộng. Vậy mình nghĩ này đến anion OH trừ. G. NaOH. Al NO3 3 lần. Kết tủa nó kết tủa tan. FeCl3 kết tủa màu nâu đỏ. KCl không hiện tượng. MgCl2 kết tủa màu trắng. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án G. Câu 87. Để thu được kim loại sắt từ FeNO3 2 lần theo phương pháp thủy luyện. Thủy luyện là kim loại mạnh để kim loại yếu. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu các em nhá. Cứ lấy thằng mạnh đẩy thằng yếu. Nhưng mà canxi và natri mặc dù mạnh hơn sắt nhưng tác dụng với nước nên không đẩy được. Loạn. Vì mình chỉ có thằng nào thôi. Kém để được sắt chứ sắt không đẩy sắt. Vậy đáp án đúng đáp án A. 73A, 87A chính xác. 88. Cho từ từ đến dư kim loại natri và dung dịch chứa muối FeCl3 số phản ứng xảy ra là. Đầu tiên nhìn nhá. Phản ứng số 1 natri cộng nước. Phản ứng số 2 là OH trừ ăn sắt 3 cộng. Vậy mình có hai phản ứng xảy ra thôi. Đáp án đúng đáp án B. Wow, nhiều bạn comment đúng quá. Rất tốt, tuyên dương các bạn. Một tràng pháo tay. Câu 89. X là kim loại phản ứng dung dịch hai bốn loãng. X là kim loại phản ứng với dung dịch hai bốn loãng. Vậy X này, bạc không phản ứng hai bốn loãng loại, đồng không phản ứng hai bốn loãng loại, sắt mà gì có. Y kim loại tác dụng với sắt 3 cộng. Đồng tác dụng với sắt 3 cộng nhưng bạc thì không. Loại tiếp, đáp án đúng đáp án C. Câu 90. Cho các chất sau. Số chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl. Nhìn kỹ nhá. HSO3 trừ là 1. Được. CrOH 2 lần này thằng này là 3 giờ. 3 giờ tản chỉ tăng phản ứng với HCl không phản ứng với NaOH. Vứt. Còn HSO3 trừ là lưỡng tính. SnH2 lần là lưỡng tính phản ứng. HS trừ là lưỡng tính phản ứng. HS4 trừ là axit chỉ phản ứng với NaOH không phản ứng HCl loại. NH4 cộng là axit chỉ phản ứng với NaOH không phản ứng HCl loại. CH3CONH4 thì thằng này phản ứng với cả HCl để tạo thành CH3COH và phản ứng với cả NaOH để tạo thành NH3. Lấy. C6H5ONa phản ứng với HCl để tạo thành C6H5OH. Không phản ứng với NaOH loại. Anh này phản ứng với NaOH để tạo muối nhưng không phản ứng với HCl loại tiếp. Với tổng cộng mình có 1 2 3 4 anh. 4 anh vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl. Đáp án đúng đáp án này. Những bạn mới vào theo dõi của thầy chưa kịp share video live stream thì share thật nhanh video live stream về tường. Đấy chưa? Câu 90 của cô cực kỳ hay. Khá là hay sai. Nhiều bạn rất hay, nhiều bạn bị sai. Vậy nên các em nhớ share lại về tường xong tác các bạn vào trong video live stream này nhá. Mình có tiếp tục 505 câu. Hôm nay chúng ta chưa từ câu 61 đến câu số 100. Và nhớ đón đợi. Tối thứ hàng tuần chúng ta sẽ giải tiếp 505 câu. Từ giờ cho đến hôm thi mình sẽ chịu full hết. Câu 91. Câu 91. Cho các dung dịch. Dung dịch nào hòa tan được bột đồng? HCl không hòa tan được đồng. Vứt. Thằng nào X1 vứt. KNO3 không hòa tan được đồng. Vứt tiếp. X2 vứt. X3, F2, 4 hòa tan được. Người ta vẫn đúng đáp án dễ. Rất dễ. Câu 92. Các em nhớ là phải loát cái đề của thầy về xong làm trước đi. Làm trước đi xong bây giờ thì chữa. Thế mới hiểu được bài. Câu 92.
cho các chất. Số chất tác dụng với sinh hóa đây là metionamin không nhá. Sumitol có OH đa kể. Glucose có OH đa kể. Etinacetat không. Acid formic có bởi vì acid bao giờ? 1 2 3. Đáp án đúng đáp án. À. Câu 93. 93 đáp án gì? 93 đáp án gì cả nhà? Cho 20 gram hỗn hợp 3 amin. À, 3 amin. CH3NH2. CH5NH2. C3H7NH2. Ba thằng này 20 gram đớp nhau vừa đủ dung dịch HCl. V thu được muối 31,68. Vậy mình bảo toàn khối lượng 20 cộng V nhân 36,5 bằng 31,68. Vậy mình tìm được này, 31,68 trừ đi 20 bằng chia 36,5 bằng 0,32. V bằng 0,32. 0,32 là 320 ml. Đáp án đúng đáp án B. Rất dễ. Câu 94 được em. Comment mạnh mẽ lên nào. 94 đáp án gì nào? Nếu vật làm bằng hợp kim FS và kẽm bị ăn mòn điện hóa, bị ăn mòn điện hóa, thì trong quá trình ăn mòn, thế ở đây mình chú ý sắt và kẽm thì thằng kẽm mạnh hơn. Thằng nào mạnh hơn đóng vai trò là anốt, thằng nào yếu hơn đóng vai trò là cathốt. Vậy chắc chắn kẽm bị ăn mòn. Kẽm bị ăn mòn. Được chưa? Anh ơi chơi không? Vậy kẽm bị ăn mòn hay là kẽm là bị oxy hóa? Bị oxy hóa được này. Kẽm bị oxy hóa, sắt bị oxy hóa sai. Kẽm bị oxy hóa đúng, sắt bị oxy hóa sai. Kẽm là anốt. Vậy đáp án đúng đáp án C. Câu này nhiều bạn sai lắm. Ủa? Thế mà Cao Quang Hảo đúng nhỉ? Trọng Hiền đúng nhỉ? Trần Văn Cao đúng nhỉ? Hung Ngô đúng này. Tốt. 95. Polymer nào dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm? Thằng này được trùng hợp, không bị thủy phân đâu. Làm gì có liên kết thì bị thủy phân. Thằng này cũng vậy. Thằng này cũng không. Có NHCO này. Cứ có liên kết NHCO thì dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm. Dễ. À, Thảo Yên là nhân với 36,5 bởi vì phân tử khối HCl. H là 1. Clo là 35,5 nhá. Thì bằng 36,5 Thảo Yên ạ. Câu 96. Câu 96. Cho dãy các chất. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với NaOH vừa tác dụng HCl. Nhôm là 1, vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng HCl. Al2O3 là 2. AlCl3 chỉ tác dụng NaOH thôi. AlOH 3 lần là 3. 1 2 3. Đáp án đúng đáp án D. Câu 97. Hóa chất. M làm gì có M em? Các em có thấy bị mờ không? Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt ba dung dịch sau? NaCl, ZnCl2, AlCl3. Nếu dùng Na2S4 không phân biệt được nào. Vượt. Nếu dùng NaOH3 thì NaCl không hiện tượng. ZnCl2 kết tủa rồi kết tủa tan. AlCl3 chỉ có kết tủa. Để kết tủa rồi kết tủa tan. Kết tủa. Vậy đáp án đúng đáp án bị bỏ. Câu 98. Công thức tổng quát của amino acid no chứ hai nhóm amino, một nhóm carboxin. Hai nhóm amino, một nhóm carboxin khó phết. Thế thì một nhóm carboxin vậy là và hai nhóm amino vậy là nó là CN H2N cộng 2 N2O2. Nó phải là N2O2, tất cả N2O2 hết. CNN cộng 2 N2O2. Vậy đáp án đúng đáp án. À. 99 đâu các em, sắp finish rồi. Mình đến câu 100 là mình sẽ nghỉ của buổi tối ngày hôm nay. 99. 99 nào các em? Carbon monoxide. Carbon monoxide có trong thành phần chính của loại khí nào sau đây? Mỏ dầu không phải. Đâu em ơi, đây là câu nhận biết thông hiểu đó mà em. Đều là các câu nó dễ dễ thôi. Các câu định hướng từ câu số 1 cho đến câu số 30 mà. Khí thiên nhiên không. Không khí không. Khí lỏ cao. Dễ. 100. CH3COOH số mol 0,1. C2H5OH. Nhưng mà không được 100 bạn nên là thầy không chữa đến hết đâu.
Hôm nay chỉ 100 là như vừa nãy thì nói rồi. Buổi sau thì chữa tiếp nhá. 6 chia cho 46 bằng 0,13. Hiệu suất phản ứng 50%, 0,5. Vậy ở đây mình có này. Ở đây mình có này. Để tạo thành CH3COOCH5. Hiệu suất tính theo chất hết. 0,1 nhân 0,5 bằng 0,05. 0,05 mà nhân 88. 0,05 thì nhân 88. 4,4. Đáp án đúng đáp án D. Câu 101. Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học là trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học. Các em lưu ý nha. Trường hợp nào không xảy ra phản ứng hóa học thì mình có là Fe cộng với lại có Fe cộng với lại FeCl3 thì nó sẽ tạo thành FeCl2 này. Vậy có xảy ra này. Sắt cộng với dung dịch HCl tạo thành FeCl2 này, cộng H2 này, có xảy ra này. Đồng cộng với sắt 3 để tạo thành đồng dương 2 là COCl2 cộng FeCl2 này, có xảy ra. Đồng không đẩy được sắt. Vậy là không xảy ra phản ứng này, đáp án D. Các em cùng comment đáp án nhé để mình thuộc lý thuyết nhé. Cái vấn đề học lý thuyết rất là quan trọng, bởi vì là để mà muốn nhớ được lý thuyết thì các em chỉ có một điều kiện duy nhất, đấy là các em phải cùng làm với thầy, cùng nhắc lại để mình cùng bị sai. Cùng bị sai thì mình mới nhớ được bài. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 102, chất không có phản ứng thủy phân. Thế thì thủy phân là kể cả ở trong môi trường axit và kể cả trong môi trường bazơ. Thì mình biết được một điều rằng là thằng este, etin acetate thì đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit và thủy phân trong môi trường bazơ. Vì vậy nên là A là ok, có phản ứng thủy phân nên loại. Gliala là peptide, peptide thì cũng có khả năng thủy phân được cả trong môi trường axit và cả trong môi trường bazơ nên cũng loại tiếp. Saccharose thì nó thủy phân ở trong môi trường axit, loại tiếp. Vậy chỉ có fructose, tại sao nhỉ? Tại vì thằng fructose chúng ta là monosaccharide. Monosaccharide thì không bị thủy phân trong môi trường axit cũng như môi trường kiêm. Câu 103. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm nhôm và magie bằng dung dịch HCl. Ơ, không nào comment đáp án à? Não chưa chạy à? Chưa cho não ăn à? Các em phải làm sao cho não các em ăn thật mạnh lên chứ không thế này toi. Mai về nó đi thi cũng hỏng. Các em ơi, các em có thấy nét không nhỉ? Bạn nào thấy nét, bạn nào các em xem có rõ không? Bạn nào xem rõ thì chấm cái để thầy biết là nó rõ. Thì nó thủy phân ở trong môi trường axit, ngoài tiếp vậy chỉ có fructose, tại sao nhỉ? Tại vì các em hình ảnh thấy ổn không? Đây rồi. Ok, rất tốt. Bây giờ mới nhìn thấy bọn em comment. Được rồi, rất tốt. Nguyễn Trung Kiên, Trần Trọng Việt. Có 103 nào. 103 nào, hòa tan hoàn toàn 7, mờ quá. Tiền các em có bị mờ không? Thầy xem của thầy thì vẫn nét. Câu 103 nào, hơi mờ. Rõ đây này, chắc do mạng của em rồi. 103 hòa tan 7,8 gam dịch bên trái. Ok, dịch rồi. Dịch bên trái rồi. Hơi mờ. Lan Nhi cũng bị mờ. Các em có thấy nét không? Những bạn nào bị mờ thì chấm. Chưa ăn sáng, vừa ngủ dậy xong. Chưa ăn sáng, chưa làm gì cả. Tối hôm qua live stream xong trong nhóm live VIP xong rồi. Lên giường đi ngủ xong sáng nay dậy live stream cùng với các ba em luôn. Vậy ba thầy có phải này. Đề không bị hụt đâu. Đề chuẩn luôn, không bị hụt. Chắc do thầy đẻ thôi. Đây dịch tiếp tí nữa. Tùy mạng nhà. Đúng rồi, có mạng nhà bạn bị rồi. Nào thầy like tiếp nhá. Hòa tan 7,8 gam hỗn hợp gồm nhôm và magie bằng dịch HCl dư. Nhôm magie nét như học trình. 7,8 bằng dung dịch HCl dư. Để thu được dung dịch. Dung dịch này có thể chắc chắn là AlCl3 này. Và Mg Cl2 này cộng hydro. Hydro bay đi. Đúng chưa? Thế thì mình có này, khối lượng dung dịch tăng lên 7 gam. Thế thì M delta M thì bằng M vào. M vào. Delta M bằng M vào trừ M ra. M vào là gì? Là M kim loại. M nhôm cộng magie.
trừ M ra và chỉ có khí bay ra M hydro. Thế và đề bài nó là khối lượng tăng lên 7 gáp. Vậy suy ra ta có là 7 thì bằng M vào là delta M mà khối lượng tăng thêm 7 gáp. Đúng chưa? 7 thì bằng khối lượng của nhôm và magie là 7,8 trừ đi M hydro. Và nên chúng ta tìm được M hydro bằng 0,8. Ok, thầy đang chữa rồi. Các em chấm lại xong rồi xe lại về tường nhá, xe lại về tường không tí thầy ẩn đấy. 0,8 thì ta tìm được khối lượng của hydro bằng 0,8, vậy ta tìm được số mol hydro bằng 0,8 chia 2 bằng 0,4. Đến đây chúng ta đặt hẳn giải hệ đúng không? Đặt đây là A, đặt đây là B, ta có là 27A cộng 24B bằng 7,8. Phương trình thứ hai, một thằng nhôm thì ra 1,5 hydro, vậy là 1,5A. Một thằng magie thì ra 1 hydro, vậy là cộng B thì bằng 0,4. Đến đây ta bấm máy tính giải hệ. Ok, em bấm giúp thầy. Thầy không có máy tính. Máy tính của thầy đâu mất rồi. Thầy không có máy tính hôm nay đâu. Các em bấm giúp thầy. Các em bấm giúp thầy số mol với. Ok, 5,4 và 2,4. Đó không nhỉ? À, tăng này 7,8. Bấm giúp thầy máy tính xem A bao nhiêu, B bao nhiêu các thanh niên rồi. Hình như A mà 0,2 à? B 0,1 à? Thầy đoán vậy thôi. Thế chứ khối lượng là 0,2 nhân 27 thì bằng 5,4. Đây là 5,4 và 2,4 đáp án đúng đáp án B à? Đúng không? Thanh niên các bạn, thank you tất cả các bạn đã bấm máy tính hộ thầy. Thầy hôm nay không có máy tính. Rồi, chào, cảm ơn Cầm Tun. Sang câu tiếp nhá, các em hiểu bài không? Các em hiểu bài thì chấm cái để thầy rõ nhá. Câu 104 nào. 104 này cố gắng chữa ra đến câu 150. Các em có đồng ý để thầy chữa đến câu 150 không? Những bạn nào đồng ý đến câu thầy chữa đến câu 150 thì chấm cái để thầy biết. Mà nào nào đồng ý thầy chữa đến câu 150 thì chấm cái để thầy biết. Nào nó có 104. Hỗn hợp X gồm, hỗn hợp X gồm F34 và Cu và dung dịch HCl dư. Lưu ý là HCl này dư nhá. Lưu ý là HCl này dư nhá. Vậy nên có này F34 ăn HCl. F34 ăn HCl thì chắc chắn nó tạo thành hỗn hợp gồm FeCl2. Ừ, đi học thì cứ xe lại thôi. FeCl3, thầy đang chữa đây này. FeCl2, FeCl3. Ừ thì thầy anh chỉ chữa đấy, tại vì thầy anh phải đi dạy. Vậy ta có đồng ăn với sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Chú ý này, một phần chất rắn chưa tan. Ok Hồng Việt, một phần chất rắn chưa tan, chúng ta nhìn đâu, một phần chất rắn chưa tan. Vậy điều này chứng tỏ là đồng dư. Đồng dư. Đồng dư thì liệu có sắt 3 cộng không nhỉ? Đồng dư thì chắc chắn sắt 3 cộng bị hết đúng không em? Do sắt 3 cộng hết thì vậy nên là biến mất, không có sắt 3 cộng. Đúng không? Mặc dù là vậy là không có sắt 3 cộng trong hỗn hợp. Vậy này không có sắt 3 cộng này. Anh này không có sắt 3 cộng này. Anh này không có sắt 3 cộng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B do HCl còn dư. Ok chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu 105. Wow, 105 thật là hay. 105 cực kỳ hay luôn. Các em quan sát này, X cộng Y không xảy ra phản ứng. Đây mình nhìn nhá, X cộng Y cái này có xảy ra phản ứng này. Nhìn kỹ này, do NO3 trừ đớp H cộng này trong môi trường. À cái này không, bởi vì sắt 3 không xảy ra phản ứng. Thằng này không xảy ra phản ứng. Thằng này không. À, X cộng đồng không xảy ra phản ứng. Muối sắt 3 ăn đồng để tạo thành muối sắt 2. Vậy loại A luôn. Thằng này không ăn đồng. Thằng này cũng không ăn đồng. Được. Y cộng đồng không xảy ra phản ứng. NaHC3 không xảy ra phản ứng với đồng. NaHC4 cũng không. KNO3 cũng không. X cộng Y cộng đồng xảy ra phản ứng. Thằng này cộng nhau cộng đồng không xảy ra phản ứng. Loại. Thằng này cộng nhau cộng đồng không xảy ra phản ứng. Loại. Nhìn này. NO3 trừ H cộng ăn đồng có xảy ra phản ứng. Do đây là coi như là HNO3. Đồng thì có tính khử. Đồng sẽ lên đồng dương 2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu này khó nên nhiều bạn không biết đúng không? Thôi sang câu dễ hơn, 106 nè. Chính xác Đàn Thị Loan, thầy vừa dự đoán các bạn không giải được, thế mà vẫn có bạn giải được là bạn Loan chứ, tốt thế. Nào, câu 106 nè. 106. Cho M gamma G vào dung dịch. M gamma G vào dung dịch chứa. Đến phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn, giá trị của M là. Đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 14,4 gam chất rắn. Vậy đây này, thầy có này, magie này. Và hỗn hợp gồm này
FeNO3 3 lần này, CuNO3 2 lần này. Đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 14,4 gram chất rắn. Thế số mol của FeNO3 là 0,8, số mol CuNO3 2 lần là 0,05. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây, vậy hoàn toàn đến đây thì chúng ta có hỗn hợp chất rắn tạo thành là 14,4 gram, đúng chưa? Vậy mình có kim loại tạo thành là thứ tự kim loại tạo thành là tính gì nhỉ? Tính khử tăng dần. Vậy đầu tiên là đồng. Giả sử đồng tạo thành hết đây là 0,05, thì mình có khối lượng của đồng là bằng 0,05 nhân với 64 thì bằng 3,2, nhọn 4,4 đúng không? Vậy điều này chứng tỏ rằng là có sắt tạo thành, đúng không? Bởi vì nó nhỏ 14,4 mà, vậy sắt tạo thành. Vậy chúng ta tìm được số mol sắt, các em ạ. Tìm được thầy số mol sắt bao nhiêu? 14,4 trừ đi 0,05 nhân 64 chia cho 56. Bấm nút thầy với, thầy không có máy tính. Thầy không có máy tính đâu. Nên bây giờ tất cả phụ thuộc vào bọn em. Nhờ bọn em bấm máy tính giúp thầy đấy. Nhờ bấm giúp thầy cái. Bạn nào comment thật nhanh số mol sắt bằng bao nhiêu? Số mol sắt bằng bao nhiêu nhỉ? Thế thì em phải kiểm tra lại mạng của em rồi. Số mol sắt bằng bao nhiêu các em ơi? Số mol sắt bằng bao nhiêu? Thầy cần số mol sắt 0,2, cảm ơn. Thank you, thầy không có máy tính. Số mol sắt bằng 0,2. Vậy thì ngay lập tức mình có là có đồng, có sắt. Vậy trong dịch chúng ta chỉ tồn tại muối sắt 2 và magie MgNO3 2 lần, và muối sắt 2 FeNO3 2 lần. Đúng chưa? Vậy bây giờ thì Bảo Toàn này, magie không biết, nhưng Bảo Toàn này, sắt này 0,8 trừ đi 0,2 thì còn bằng 0,6. Bây giờ thầy đi bảo toàn gốc NO3 trừ nhá. Bây giờ thầy đi bảo toàn gốc NO3 trừ nhá. Magie không thể dư được em ạ, bởi vì thứ tự kim loại tạo thành. Được chưa? Vì có sắt đi 0,2 rồi. Mà nhỏ hơn 0,8. Được chưa? Nên chắc chắn trong dịch này có muối có sắt 0,6 công hậu trần nhá. Vậy đây mình có này, bảo toàn gốc NO3 trừ 0,8 nhân 3 bằng 2,4. 2,4 cũng 0,05 nhân 2 là bằng 0,1. Vậy là 2,4 cộng với 0,1 thì bằng 2,5. 2,5 trừ đi 0,6 nhân 2 là 1,2 bằng 1,3. 1,3 chia 2. 1,3 chia 2 thì bằng 0,65 à. Thầy nhầm hết đấy, các em bấm máy tính giúp thầy với. Xem đúng nhỉ? 2,4 này, 2,4 cộng với 0,1 bằng 2,5 này. 2,5 trừ đi 1,2 thì bằng 1,3 này, 1,3 chia 2 như đúng bằng 0,65 thật. 0,65, vậy ngay lập tức mình tìm được số mol magie bằng 0,65 luôn. Vậy hoàn toàn đây mình tìm được khối lượng. 0,65 nhân 24. 0,65 nhân 24 thì khối lượng bằng bao nhiêu các em? 0,65 nhân 24 khối lượng bằng bao nhiêu? Khối lượng magie bằng bao nhiêu nhỉ? 0,65 nhân 24. Đáp án cầm tun. 15,6 á. Rồi, cái đáp án đúng, chúng ta đáp án A. À, cảm ơn Thảo Quy. Bạn nào đi học thì xe lại về tường nhá, xe nhanh lại về tường, đi học thì sớm thế, 7 giờ vào học cơ mà. Nào mình có tiếp tục. Câu tiếp theo, câu các em hiểu bài câu này không nhỉ? Câu này dễ ợt đúng không? Câu này dễ ợt. Cảm ơn Hiền A em, cảm ơn Đoàn Thị Loan. Hello. Câu 107 nào. 107 cùng comment đáp án để thầy biết à. 107. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch sau. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch sau. XYZT với thuốc thử được ghi ở. Được ghi ở sau. Các em comment đáp án câu 107 xem nào. 107 đáp án gì? 107 đáp án gì? Các em nhìn kỹ nha, những cái câu này nó có cái chiêu làm đấy. Các em nhìn này. X, T, T làm quỷ tím. Quỷ tím chuyển thành màu xanh. Vậy X hoặc T đều làm quỷ tím chuyển thành màu xanh. X là đầu, T là dưới. Thằng này, quỷ tím chuyển màu xanh. Thằng này không làm quỷ tím chuyển màu xanh. Loại C. Thằng này làm quỷ tím chuyển xanh, thằng này không. Thằng này làm quỷ tím màu xanh, thằng này có. Được chưa, tiếp tục đây. X, T và FeCl3 cái tụ màu đỏ nâu. Được. Đúng chưa? Y, AgNOVAN đun nóng thành dung dịch bạc trắng sáng. Sacarose không. Được chưa? Vậy mình chỉ còn D hoặc và A. Tiếp tục, vào CO2 này lần dung dịch màu xanh lam, man sắc đều được. Vậy bây giờ mình chỉ còn mỗi thằng cuối cùng thôi. XT là một quỷ tím chuyển màu xanh này. Hai này đều là quỷ tím chuyển màu xanh. Vào dung dịch FeCl3 thì kết tủa màu đỏ nâu. Cả X và T
Giờ mình đi xem YZ, cả Y và Z dung dịch màu xanh lam. Chỉ mỗi thằng Y thì cái tủa trắng sáng. À, vậy 107 đáp án gì? Etinamin, glucose, maltose, trimetinamin hay là saccharose? Giờ mình chỉ có khác nhau thằng Z thôi, và Z ở đây thì sẽ qua đây dung dịch màu xanh lam. Đúng không? Thế vậy đáp án đúng của mình là đáp án gì? À, các em cùng comment đáp án xem nào. Đáp án đúng của mình câu 107 là đáp án gì? Ở đây mình có, ở đây mình có cả hai thằng đều có khả năng đúng. Nên là cả đáp án A và cả đáp án C đều có khả năng đúng. Để cho mình không loại được thằng nào cả. Đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D và A. A và D đều đúng các em nhá. Cả A và D đều đúng, đều ổn đấy. Không thể loại được thằng nào cả. Câu này thì cho lỗi chút. Nên thực ra nếu mà tốt nhất thì các em có thể chọn A, bởi vì đáp án D này này là giảm tải rồi, man giảm tải rồi. Nên nó sẽ không có tồn tại đâu. Câu 108, thuốc thử duy nhất để phân biệt bốn dung dịch BACL 2H24HCl NaCl bị mất nhãn là? Sẽ là thuốc thử duy nhất để phân biệt bốn dung dịch này bị mất nhãn. Thế thì các em cần chú ý nhé. Ở đây mình có này. À, cái là các anion Cl trừ, S4 hay trừ, Cl trừ, Cl trừ không nên sử dụng để phân biệt anion, mà mình đi sân phân biệt cation. Cation thì Ba2 cộng, H cộng, Na cộng. Vậy mình nghĩ ngay đến thuốc thử BaOH này lần. Nếu để cho thuốc thử BaOH này lần vào đây, BaOH này lần và BaCl không hiện tượng, và H4 kết tủa màu trắng, và ACl không hiện tượng, là ACl không hiện tượng. À, thế là không phân biệt được đúng không? Chẳng phân biệt được thằng nào cả. Chuẩn không? Thế là không thể sử dụng BaOH này lần nữa. Giờ chúng ta nghĩ đến việc sử dụng thằng tiếp theo là thằng Q. Q tím. Q tím mà vào BaCl2 á, không hiện tượng, H24 màu đỏ, HCl màu đỏ, NaCl không hiện tượng. Thế giờ thầy bốc phứa trong cái nhóm mà không có màu này, bốc phứa thì thầy bốc được hoặc là BaCl2 hoặc là NaCl. Đúng chưa? Chắc là do tay đấy đấy. BaCl2 mà vào Ba và bỏ vào hai bọn mà có màu đỏ này này thì thằng 24 cho mình kết tủa màu trắng. Kết tủa BaS4 màu trắng. HCl không hiện tượng, NaCl không cho hiện tượng gì. Vậy mình phân biệt được hết. Đúng không? Và đáp án đúng mình là đáp án B, quý tỷ. Ok. Sang câu tiếp, câu 109. Số đồng phân đơn trước mạch hở tác dụng với NaOH mà không tác dụng với natri có công thức là C4H8O2. Số đồng phân đơn trước mạch hở tác dụng với NaOH mà không tác dụng natri, vậy là đồng phân este. Este mà C4H8O2 thì mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1 đúng không em? 0 có 1, 3 có 2, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Đáp án đúng đáp án gì? Ok chưa? Mình tiếp tục nhá, sang câu 110. 110. Hòa tan hết M gam sắt bằng 40ml dung dịch HNO3, 1M. Hòa tan hết M gam sắt bằng 400ml dung dịch HNO3 1M. Nào các em cùng comment đáp án nào. Cùng comment đáp án nào các em. Rồi, đáp án quả. Đợi một chút để cho các bạn cùng comment đáp án. 109 rồi. Các em có bị mờ không? Bạn nào chưa xe ngay lại về tường nhá. Đây bị lệch. À ok. Đây chắc hết lệch rồi. Thank you.
Tiếp nhá. Chiến đấu tiếp à? Chiến đấu tiếp à? Câu số 110. À, loa chịu. Loa này chịu. Loa phường, không làm ăn được gì. Câu 110. Hòa tan hết m gam sắt bằng dung dịch HNO3 Fe này, HNO3 này. Số mol của HNO3 bằng 0,4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan. Ở đây là không nói có là dư hay không, đúng chưa? Thì không biết là tạo thành gì. Ở đây có là 26,44 gam chất tan. Chất tan thì không biết là chất tan gì, thì cứ giả sử có FeNO3 hai lần và FeNO3 ba lần. Hello Zolysum, ho Zoly Phương cộng với lại NO sản phẩm khử duy nhất nha. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của mỡ. Vậy ở đây, vậy ở đây thì giả sử để đặt số mol sắt 2 là A thì số mol sắt 3 là B, đúng không? Thế hoàn toàn này có một cái hệ phương trình. Đầu tiên là, đầu tiên không có máy tính, tù quá, quá tù luôn. Đợi thầy tẹo thầy đi kiếm cái máy tính. Máy tính. Ok. Ok, máy tính của mình đâu nhỉ? Về quê ngủ không yên. Bị loa phường dựng đậy. Ok em, comment giúp thầy phân tử khối nào. Thầy đang đi tìm máy tính ở trong điện thoại nhưng mà không thấy. À đây rồi. Đây rồi, 56 cộng với lại 62 nhân 2 bằng 180. 180 A cộng với 56 cộng với lại 62 nhân 3 bằng 242B. 42B thì bằng 26,44. Đấy phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai thì đi bảo toàn gốc NO3 trừ. Có này, đầu tiên cho có là sắt đến sắt dương 2, vậy là 2A này cộng với sắt dương 3 là 3B này, chia cho số mol NO để chia cho 3. Tại vì nitơ dương 5, về nitơ dương 2 mà 5 trừ 2 bằng 3. Vậy ở đây mình có bảo toàn gốc NO3 trừ, bảo toàn nitơ. Mình có 0,4 thì bằng 2A cộng 3B cộng với 2A cộng 3B trên 3. Ôi trời ơi, bấm máy tính giúp thầy với. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Thầy cũng chỉ like được đến 6 rưỡi thôi, tại vì là thầy cũng phải đi dạy các em ạ. Thầy cũng chỉ like được đến 6 rưỡi thôi. Nên các em bấm máy tính giúp thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. Hôm nay không có máy tính hơi đuối nhỉ. Bấm giúp thầy xem A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu ấy. Số mon ấy. Chờ đợi mấy đứa bấm máy tính giúp thầy. A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu nhỉ? A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu? Like xong thì ẩn đấy. Ôi chút nào comment cho thầy. Các thanh niên lười ơi, bấm máy tính giúp thầy đi. A bằng bao nhiêu? A bằng 0,12. Cảm ơn Jolly Phương. B bằng 0,02. Ok. Vậy đây mình đi bảo toàn sắt 0,12 x 1 cộng 0,2 x 1 bằng 0,14. Bằng 0,14, vậy hoàn toàn mình tìm được m. 0,14 mà nhân với lại 56. 0,14 x 56 0,4 x 4,624 đuôi 4, 7,54. Hay là 12,24. Bấm giúp thầy xem nào. 0,14 x 56 khổ vậy. 6,424 nhớ 2, 6,4 là 6, 2,8, 5,4. Ui. 5,4,20 không nhớ 2, 7. 7,84. D. Đúng chưa? Ok, cảm ơn đấy thầy, bấm bằng tay rồi nhanh không em bấm máy tính à. Câu tiếp theo, câu số 111 nè, cùng comment đáp án nè. Thầy anh chỉ chữa được em đến 6 rưỡi rồi sau đó thầy phải đi dạy. 111, mệnh đề nào sau đây không đúng, cùng comment xem nào, mệnh đề nào không đúng nè. Độ âm điện của các kim loại giảm dần từ li ti đến cc. Độ âm điện các kim loại mà giảm dần từ li ti đến cc á. Các nguyên tố kim loại kiềm thổ để tác dụng với nước giải phóng hydro. Vậy không đúng chắc chắn là B. Đây là Berry. Thì không thể nào mà tác dụng được với nước giải phóng hydro được, đúng không? Các em nhớ cho thầy nhá. Phải nhớ thật kỹ anh Berry. Tiếp tục. Sao còn 112. 112.
cho sơ đồ phản ứng biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương, hai chất Y và Z lần lượt là Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là cứ để này đã. NH3 cộng CH3Y này. Sau đó cộng HNO2 này. Cộng Y này, ICUO này. Bây giờ người ta hỏi chúng ta là Y Z lần lượt là gì? Thế bây giờ thằng này thì đúng thật. Thằng này tạo thành thằng này được. Thằng này không CUO không bao giờ tạo thành axit. Anh này không bao giờ tạo thành anh này. Được chưa? Thế thì bây giờ là NH3 ấy. Y thì đây là tỷ lệ 1:1 thì nó chỉ là CH3 thôi, NH2 thôi. Đúng không? CH3 NH2. CH3 NH2 thì nó chỉ có một carbon, vậy Y X chỉ có một carbon, Y chỉ có một carbon. Vậy nó chỉ có thể là CH3OH và HCO sắt CHO thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 113 nào. 113 chọn phát biểu đúng. Trong 4 kim loại chỉ có 2 kim loại có thể được điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm. Trong 4 kim loại chỉ có 2 kim loại có thể điều chế bằng phản ứng nhiệt nhôm. Chúng ta lưu ý, đúng rồi, bari không nhiệt nhôm được. Crom nhiệt nhôm được, đồng nhiệt nhôm được. Thiếc khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phiêu. Thiếc vào dung dịch niken CL2 thấy xuất hiện mòn điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang niken đứng trước thiếc. Niken đứng trước thiếc thì niken thì thiếc không đẩy được niken. Sai. Kim loại dẫn điện tốt hơn cả là bạc, kim loại có tính dẻo nhất là vàng. Đúng nhỉ? Kim loại beri có mạng tinh thể lập phương tâm diện. Ở một cái câu này là câu giảm tải rồi. Thế đây câu phát biểu đúng nhất của chúng ta nó phải là đáp án C. Dẫn điện tốt hơn cả là bạc, kim loại có tính dẻo nhất là vàng. Phải không? Bạc đồng đúng không? Đầu tiên bạc dẫn điện tốt nhất. Đáp án đúng đáp án C là tốt. Câu 114, câu này giảm tải rồi, đôi khi nó không thi đâu các em ạ. 114. Từ glucose bằng một phương trình phản ứng trực tiếp điều chế được, glucose không ra được axit formic đầu loại A. Không ra được axit acetic đầu loại C. Không ra được C3H7OH đâu, mà đáp án đúng nó phải ra được axit lactic. Axit lactic. Câu 115. Câu 115. Một dung dịch có các tính chất sau. Các em xe lại về tường nhá, tí nó like xong thì ẩn đấy. 115. Một dung dịch có các tính chất sau. Dung dịch đó là hòa tan CuH hai lần cho phức đồng màu xanh lam. Bọn này được. Thủy phân trong dung dịch khi có mặt xúc tác axit hoặc enzyme. Vậy là mang được fructose không, fructose là monosaccharide không. Đúng rồi, giảm tải hết nhá. Saccharose có, glucose không do monosaccharide. Không khử được dung dịch AgNO3 và CuH hai lần khi đun nóng. Vậy nó không khử được, vậy không thể là man tác dụng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Câu 116 nè. 116. Cho giải các chất sau. Cho giải các chất sau, số chất tham gia phản ứng tráng gương là. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là. Thế đây mình có này, sắt không tráng gương. Glu tráng gương, sen không, fructose có, vậy mình chỉ có mấy thôi? Hai thằng thôi, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Thấy chưa? Tiếp tục nhá, câu 117. 117. Cho sơ đồ chuyển hóa. Glu tạo thành X, tạo thành Y. CH3CH hai chất XY lần lượt là glucose thì đây là thủy phân rồi. Thủy phân mà tạo thành chất X, tạo thành chất Y. Vậy ở đây mình có glucose của mình, thủy phân tạo thành chất X, thủy phân tạo thành chất Y. Vậy hoàn toàn mình được. Glucose không thể thủy phân ra anhydride được. Vứt. Đúng không? Đây, chỉ thủy phân là một trong hàng này. Nhưng tạo thành chất Y sau đó tạo thành CH3COH. Vậy nó chỉ có thể là gì? Nó chỉ có thể là gì? Thằng này thật ra thằng ancol. Đúng không? Từ ancol anhydride và anhydride ra được acid. Đáp án đúng đáp án B. Câu 118. Saccharose có thể tác dụng với chất nào sau đây? 118 sac có thể tác dụng với chất nào sau đây? Nước CO2 lần ở nhiệt độ thường. Thủy phân được. Không tác dụng AgNO3 nên loại đáp án B. Loại C. Lên men CuH2 lần đun nóng không? Người ta vẫn đúng đáp án A. À, chắc thì chỉ chữa cho chúng ta đến câu số 120 thôi, tại vì là bây giờ là gần 6 rưỡi rồi, thầy phải đi dạy các em ạ. Thầy cũng phải đi dạy. Tranh thủ like cho cả nhà. Câu 119 nào. 119 X là một ethanol đơn chức tỷ khối hơi so với là 22. 2 nhân 4 bằng ethanol này là bằng 88 rồi. Nếu đem đun 4,4, 4,4 thì số mol là 0,05. Với NH bắt dư thu được 4,1 gram. Vậy mình có là R CONA. Số mol là 0,05. Với hoàn toàn mình tìm được là R cộng với 67 thì bằng 4,1 chia 0,05 thì bằng 82. Vậy chúng ta tìm được R bằng 82 trừ đi 67 bằng 15.
15 vậy R chúng ta là CH3. R chúng ta là CH3 vậy nó là CH3COCH5. Đó là đáp án B. Câu cuối cùng của buổi sáng hôm nay nhá. Các em nhớ cả sáng mai thì cũng sẽ livestream luôn. Những bạn nào nhớ sáng mai thì cũng sẽ livestream sớm luôn. Nhớ nha, nhớ để theo dõi. 120 khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, người ta thu được amin đơn chức CX HI HI N đơn chức mà. Thu được số mol nước bằng bao nhiêu các em nhỉ? Số mol nước bằng bao nhiêu? Số mol CO2 thì thành nhầm được bằng 0,4 rồi. Số mol nitơ thì nhầm được bằng 0,1 rồi. Nhưng mà số mol nước thì bằng bao nhiêu? Bấm nước tới 12,6 chia 18. 12,6 chia 18 bằng 0,7. Vậy hoàn toàn ở đây thì đi bảo toàn nhỉ? Bảo toàn nitơ 0,1 x 2 bằng 0,2. Bảo toàn carbon này có 0,4 chia cho 0,2 bằng C2. C2 loại A, loại C, loại D. Bảo toàn hydro 0,7 x 2 1,4 chia 2 bằng 7. Đáp án đúng đáp án B. Được chưa? Ok chưa? Cố gắng giải nhanh nhanh chút nha. 121 à? 121. Trung hòa 4,44 gam một amin bậc 1 mạch carbon không phân nhánh bằng axit HCl tạo thành 8,82 gam muối. Vậy ở đáp án này ta có bảo toàn khối lượng. Khối lượng amin cộng với lại khối lượng HCl bằng m muối. Khối lượng amin là bằng 4,44 cộng khối lượng HCl bằng m muối là 8,82. Vậy đây chúng ta tìm được MHCl bằng 8,82 trừ đi 4,44. Và nên đây chúng ta tìm được số mol HCl. Các em bấm nút thầy xem là số mol HCl bằng bao nhiêu. Số mol HCl bằng bao nhiêu? Số mol HCl bằng 8,82 trừ đi 4,44 chia 36,5. Số mol HCl bằng bao nhiêu nhỉ? 8,82 trừ đi 4,44 bằng chia 36,5 bằng 0,12. 0,12. Mặt khác do anh này là mình có là amin bậc 1 mạch carbon không phân nhánh là RNH2 này. Không biết là RNH2 mấy lần, RNH2 x lần này. Đây như mình nhìn này, hai chức này. Đây có một chức, vậy thì cứ coi là NH2 hai lần đi. Thì ăn 2HCl đúng không? Số mol HCl 0,12. Vậy sinh ngược lại có là 0,12 mà nhân 1 chia 2 thì bằng 0,06. Đến đây mình tìm được R cộng với phân tử khối 16 x 2 thì bằng khối lượng là 4,44 chia 0,06. 4,44 chia 0,06 bằng 74. Đến đây tìm được R bằng 74 trừ đi 32 chia 14 3. Đúng không? Vậy R đấy chính là C3H6NH2 hai lần, không phân nhánh nữa. Không phân nhánh, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Ok chưa? Sang câu 122, các em hiểu câu này không nhỉ? Các em có hiểu câu này không? Các em có hiểu câu 121 thầy giải không? Bạn nào hiểu thì chấm cái để thầy biết nào. Câu tiếp theo, câu số 122. Khi đốt cháy hoàn toàn ethanol đơn chức mạch hở, chúng ta là CnH2NO2 cộng oxy thì tạo thành NCO2 cộng với NH2O cân bằng với chính D2N cộng N3N trừ 2 chia 2. 3N trừ 2 trên 2. Vậy hoàn toàn đấy thì mình có này, số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy để phản ứng. Vậy đặt số mol này là 1 thì số mol này là 1. Hoàn toàn thấy được này, nhân chéo. 3N trừ 2 phần 2 thì bằng N. Đến đây mình có 3N trừ 2 bằng 2N. Vậy đây mình tìm được N bằng 2. N bằng 2 mà este N bằng 2 nó chỉ có thể là C2H4O2 và nó là este CHCOOCH3 hay là metin formiat. Metin formiat vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Ok. Câu 123 nào. 123 nào.
thủy phân hoàn toàn 150g dung dịch saccharose. Thủy phân hoàn toàn 150g dung dịch saccharose. Saccharose là C12H22O11. Đúng chưa? Mình tìm được khối lượng, mình tìm được luôn số mol của nó bằng 150. Nhân với chỗ này là 10.26/100, có nghĩa là 0.126. 0.1026. 0.1026. Chia cho 342. Ra số mol bằng 150 này nhân với này 0.12 1026. 150 nhân 0.1026 bằng chia 342 bằng 0.045. Vậy ta thu được là C6H12O6 2 thằng. Vậy anh này mà 0.045 nhân 2 bằng 0.09. Chúng ta lưu ý rằng là một thằng bạc tránh được 2, một thằng C6H12O6 tránh được 2 bằng bạc, kể cả là glucose hay là fructose. Vì vậy nên số mol bạc thu được bằng 0.09 nhân 2 bằng 0.18. Và đây là tìm được khối lượng bạc 0.18 nhân với 108 bằng 19.44. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Dễ chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 124. Cho dãy các chất, dãy các sắp xếp theo thứ tự bazơ giảm dần. Chúng ta lưu ý là bazơ giảm dần. Vậy đứng đầu tiên phải là một thằng có bazơ mạnh nhất. Mà đứng đầu tiên thằng bazơ mạnh nhất chỉ có thể thằng số 4. Vậy loại ngay. Đứng cuối cùng là thằng bazơ yếu nhất. Yếu nhất thì chỉ có thể là thằng số 3. Vậy loại tiếp. Thằng 4 là thằng số mấy? Thằng 4 là thằng số 1 hay thằng 4 là thằng số 2? Thằng 4 phải đến thằng số 2. Phải đáp án đúng đáp án gì? Câu 125. Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucose có chứa 5 nhóm hydroxin cho phần tử? Tạo este 5 trước là đúng chính xác nhất. Phản ứng tạo este 5 trước là chứng minh có 5 nhóm glucose trong phần tử. 126. 126. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H10O2. Đun nấu X với NaOH dư thu được hỗn hợp 2 muối nha, lưu ý 2 muối. Chúng ta cứ lưu ý. Anh này đun nóng thu được 2 muối, chính xác. Anh này đun nóng chỉ thu được 1 muối. Anh này đầu này đầu ăn côn, vứt. Một muối đầu này đầu ăn côn, vứt. Một muối đầu này đầu ăn côn, vứt. Đáp án đúng đáp án này. Câu 127. C4H8O2 tham gia phản ứng trắng bạc. Vậy nó chỉ có thể là thằng HCOO C3H7. Etin format là vứt đi đó. Metinacetat vứt tiếp. Propin format được 1 cháu. Isopropin format được 2 cháu. Vậy là chỉ có cháu số 3. Phải không nhỉ? Cháu số 3, cháu số 4. Đáp đúng đáp án B. Tiếp nha, câu 128. Bạn nào chưa xe lại về tường thì xe ngay về tường đi nha. Không tí thì ẩn xe đấy. Ancol ethylic được điều chế từ tinh bột bằng pháp lên men. Tinh bột là C6H10O5. Ancol ethylic 2 lần C2H5OH. Hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%, 0.9. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra là thu được 2 lần CO2. Vào BaOH là lần dư. CO2 sinh ra vào BaOH lần dư thì ghi nhá, CO2 vào BaOH 2 lần dư thì thu được 400g kết tủa. Kết tủa chúng ta kết tủa BaCO3. 400g, 400g thì tìm được số mol nhỉ. 400 mà chia cho 197. 2.03. Và dung dịch X. Hấp thụ toàn bộ lượng. Thế thì không phải là từ dư. Câu này sai đề. Thế thì câu này sai đề, không có từ dư đâu các em ạ. Không có từ dư. Ở đây mình có khối lượng dung dịch giảm đi so với khối lượng dung dịch ban đầu là 259.2. Vậy mình có âm 259.2 bằng m vào là MCO2 trừ m ra là m kết tủa. Vậy nên mình tìm được MCO2 bằng 400 trừ đi 259.2 bằng 140.8. Đấy là mình tìm được số mol CO2 3.2 mol. Đây sai, cái từ dư kia sai. 3.2, vậy ngay lập tức mình tìm được số mol của tinh bột bằng 3.2 nhân 1 chia 2 bằng 1.6. Thuận nhân nghịch chia 1.6 chia 0.9. Được bao nhiêu nhân với lại 162? 288k. Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Tiếp nha.
nốt đến cộng 130 rồi thầy đi dạy. Và 129, số chất trong tay tác dụng đối với dung dịch brom. Styrene có, phenol có. Toluen cũng có, anilin cũng có. Metinamin không. 1 2 3 4 C. Câu 130. Đun nóng ete với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là. Đây này, đun nóng. CH2CHCONa. Loại. Đây, đáp án đúng đáp án gì? 131. Nhận xét nào sau đây là đúng? Glucose tác dụng được với dung dịch nước brom tạo thành muối amoni gluconat. Glucose tác dụng với dung dịch nước brom. Hello, chào Trần Duy. Glucose tác dụng với dung dịch nước brom tạo thành muối amoni gluconat. Vậy thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta. Đấy, đúng rồi, cảm ơn thằng Nguyễn. Ui rồi. Đấy, các em giúp thầy tác các bạn vào như thằng Nguyễn tác nhá. Xong rồi không quên xẻ lại về tường nhá. Anh này phải tạo thành là axit gluconic mới đúng. Vậy là A sai. Glucose có rất nhiều trong mật ong, 40%. Sai. Trong mật ong thì glucose chỉ có 3% thôi. Cellulose tan được trong dung dịch COH hai lần trong NaOH tạo ra dung dịch xanh lam. Vì trong mỗi mắt xích của cellulose có 3 nhóm H. Cellulose thì không bao giờ tan trong COH hai lần cả. Loại tiếp. Đốt cháy sacrose. Sacrose là C12H22O11. Thì thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Cái này đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D đúng. Bạn nào chưa xe lại về tường giúp thầy nhá. Xe lại về tường trong comment đáp án tương tác tốt vào để cho các bạn cùng có thể nhìn thấy cái buổi live stream này của thầy. Để mà cho cái nick Facebook của thầy đỡ bị bay mỏ. Nào mình có tiếp tục câu 132 nào. Câu 132. Để phân biệt tinh bột và sen thì ta dùng cái gì? 132. Để phân biệt tinh bột và sen thì ta dùng cái gì? Thì để phân biệt tinh bột và sen thì phản ứng màu với dung dịch iốt thì phân biệt được tinh bột đúng không? Tinh bột thì cho cái iốt là màu tím. Đúng không? Phải tinh bột cho màu tím không? Bị mờ á? Các em kiểm tra lại mạng nhà các em đi, sao Trang Cherry hay không? À đây rồi, Thái Nguyễn. Mấy đứa xe video live stream về tường giúp thầy nhá. Ok, rất tốt, Thu Huyền rồi. Để phân biệt tinh bột và sen, phản ứng màu với dung iốt đúng không? Đúng rồi, màu xanh, xanh tím đúng không? 132A rồi, mày thế. Giờ chúng nó vào biết rồi. 2K1 thì xe lại về tường giúp thầy. Hôm nay live stream trên fanpage vì nick cá nhân đang bị report rồi. Phản ứng với COH lần là nhiệt độ phòng thì tinh bột và sen đều không phản ứng với COH lần là nhiệt độ phòng nhá. Phản ứng trắng bạc thì cả hai thằng này đều không phản ứng trắng bạc. Phản ứng thủy phân thì cả hai thằng đều thủy phân. Vậy đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Câu 133. Câu 133. Cho m gam glucose lên men thành acetonitric với hiệu suất là 60%. M gam glucose à? M gam glucose là C6H12O6. Các em giúp thầy xem video live stream lại về tường nhá. Tạo thành 2 lần thành CO2. CO2 sinh ra vào nước với trong dư thuộc 3 gam kết tủa. Vậy thì tìm được số mol của CO2 bằng 30/100 bằng 0.3. 0.3 ngay tức suy ngược lại được số mol của thằng tinh bột bằng 0.3 × 1/2 bằng 0.15. Hiệu suất là 60% và anh này bằng 0.6. Vậy thuận nhân nghịch chia. Vậy 0.15 chia cho 0.6 được bao nhiêu nhân với 180? Đấy, vậy mình tìm được này. 0.15 này chia 0.6 này nhân 180 45g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án 45g. Đấy, dễ ọt. Lên được 31 rồi. Các bạn giúp thầy share lại video live stream về tường nhé. Xong rồi tag mấy bạn của 2K1 vào trong video live stream để giúp thầy. Bởi vì là thầy đã hứa với các bạn là sáng nay live stream, nhưng mà cái nick cá nhân của thầy không biết bị ai report ấy, nên là khổ, đi chuyên đi làm việc tốt nên bị nhiều người ghét, nên là không thể live stream được trên nick cá nhân. Nên là bây giờ thầy phải live stream bằng trên fanpage. Nên các em giúp thầy share lại video live stream về tường nhá. Có tiếp tục này. Câu 134. Câu 134. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Thủy phân tinh bột thì thu được fructose và glucose. Các em được comment xem là 134 đáp án gì. 134 đáp án gì nhỉ?
134. Đáp án D là 134. Phát biểu nào dưới đây là đúng? Thủy phân tinh bột thu được fructose và glucose. Thế thì tinh bột thủy phân thì chỉ thu được glucose thôi, không thu được fructose đâu. Vậy loại cellulose và tinh bột thì đều có phản ứng tráng bạc. Sai, cả hai thằng này đều không phản ứng tráng bạc. Đúng không? Thái Nguyễn ok. Thủy phân sen thì thu được glucose. Thủy phân sen thu được glucose là đúng, chính xác, đáp án đúng là đáp án C. Fructose có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử từ fructose. Fructose có phản ứng tráng bạc là đúng, nhưng mà chứng tỏ phân tử fructose có nhóm trước CHO là sai. Đúng chưa? Vậy đây phát biểu đúng là thủy phân sen thì thu được glucose. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Wow. Đấy, các bạn có nghĩa rất là đúng. Tiếp. Ok, rất tốt. Câu 135. Câu 135, giờ đứa nào thông minh thì đứa đấy đi search Minh Myelin ở ngay trên mạng là sẽ tìm thấy. Ok. Hello. Kem xem video live stream lại về tướng giúp thầy nhá. Bạn nào chưa xem thì xem lại đi. Thầy không share được. Không share trong các nhóm luôn. Nào mình có câu 136, 35 này. 135 đáp án gì? Các em cùng comment cho thầy xem là câu 135 đáp án gì? 135B là este. 135 đáp án gì? Nói định thôi không live stream nhưng mà nhớ hứa với các em rồi. Nên là vẫn bật live stream này để cho các em cùng nhìn thấy thầy, đúng không? 135. Một ba năm đáp án gì? 135 B là este có công thức phân tử C8H8O2 được điều chế từ axit, được điều chế từ axit và ancol tương ứng nhá. Không tham gia phản ứng tráng gương, thằng này có HCO tráng gương này, thằng này HCO tráng gương này. Được điều chế từ axit và ancol tương ứng thì anh này thì là phenol thì không thể được điều chế từ axit và ancol được. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Anh này được điều chế từ axit C6H5COH và ancol C3OH. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Ủa ơi. Đây này, mấy đứa bị làm nhầm này, Trần Phương nhầm, Phạm Ngọc Nam nhầm này, Thái Nguyễn nhầm này. Đấy. Xe lại về tường thật nhanh để cho các bạn 2K1 cũng biết đến buổi live stream này để mà cũng có thể vào. Đây là bộ live stream 505 câu nhận biết thông hiểu nha. Bây giờ sang câu 136 nào các em. 136 Hồng Việt đúng rồi. 136 các em giúp thầy xe lại về tường nhá. 136. 136 đáp án gì? Cùng comment đáp án 136 nào. 136 đáp án gì? Ồ. Không nhớ nick kia đăng nhập. Còn một nick phụ nữa đăng nhập. Hello. À đây rồi mày thế. Hello Trang Cherry, chào Thái Nguyễn. Đấy các em giúp thầy comment đáp án nhá. Xong xe lại về tường giúp thầy. Xe lại về tường để cho các bạn cùng nhìn thấy. Ok, tiếp tục. Câu 136. Hà ơi, Hà xe vào trong các nhóm lớp nhá. Nhìn thấy Hà rồi. Hà xe vào trong các nhóm lớp của mình, xong rồi xe trong nhóm học cùng thầy Minh, xong rồi xe lại về tường giúp thầy. Nick kia đang bị bay màu, chắc là bị ta khóa tạm thời hai hôm. Metin format đó, công thức phân tử là metin nhá. Metin format metin đuôi OCH3. Đây tôi tin vứt. Đây. Format là đầu HCO. Đáp án đúng chúng ta đáp án gì? HCOCH3. Thôi chúng ta bắt đầu học. Câu 137. Chất nào sau đây không phải là este? Không phải là este. Este thì có nhóm CO. Đây. CO. 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 Như này là COH. Vậy là không phải este là gì? Câu 138. Hợp chất X có công thức cấu tạo. Tên gọi của X là? Tên gọi của X là? Anh này là metin. Đúng không? 1, 2, 3. Propionate. Metin propionate. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Các em cùng comment đáp án thật nhanh nhá. Comment đáp án đuối quá nhờ. Comment đáp án thật nhanh là thầy chạy vù phát đến đây rồi. Câu 139 à, hôm qua vừa mới dậy sao. Chào Trần Thị Hà. Các thanh niên giúp thầy share video live stream lại về tường nhá. Xong tác các bạn 2K1 vào trong video live stream này. Giúp thầy. Câu 139. Số đồng phân amin bậc 1 của cùng công thức phân tử C5H13 nữa.
Số đồng phân amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C5H13N là amin bậc 1. Bậc 1 thì 139 đáp án gì? Thì nó có nhóm NH2 đúng không? NH2, vậy bây giờ anh này là còn C5H11. 345248, vậy 5 chúng ta thì có 8. Vậy đáp án đúng chúng ta là D, 8 đồng phân. Ok. Đấy, 345248 thôi, em cứ sử dụng cái chiều 345248 là ngon hết mà. Câu 140 à? 140. Bạn nào chưa xem video livestream về tường thì xem lại về tường giúp thầy nhá. May là xe giúp thầy để cho các bạn 2K1 biết rằng là thầy đang livestream trên fanpage. Xong rồi tag các bạn 2K1 vào đây giúp thầy nhá. Mình có câu số 40. Xe thật nhanh về tường giúp thầy. Câu 140. Không tag các bạn, không quên tag các bạn nữa. 140 cho ET có công thức cấu tạo tên gọi của ET đó là tên gọi của ET này là xem nào. Đuôi này đuôi mê tin. Vậy là phải mê tin được rồi. 1 2 3 4. Vậy là đây là mét acrylat đúng không? Vậy có một nhóm set 3 chỉ xuống dưới. Vậy là mê tin mét acrylat 140. Thái Nguyễn đúng chính xác, Trần Thanh Vy đúng, Trang Cherry đúng, 140. Rất tốt, Hồng Việt đúng chính xác. Ok. Mình sang 141 nha. Các thanh niên nào đang online, triệu hồi các thanh niên 2K1 đang online, tụ hết về fanpage giúp thầy. Tụ hết về đây, share lại video live stream với thầy. Câu 141. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm các chất sau ở trạng thái dung dịch XYZT. XYZT là lần lại. XYZT là lần lại. Hai Hà gọi anh Trinh dậy đi. Xong rồi bắt hai đứa làm đề đi. Câu 141. Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng thí nghiệm ở các chất sau ở dạng XYZT. Vậy mình có này, thằng X này, kết tụ bạc này. Fructose có, man có, glu có, xác không? Loại dê. Đúng không? nước brom mất màu thì loại nốt Fructose. Fructose không làm nước brom mất màu nhé. Tiếp tục nhá. Không bị thủy phân. Thế thì man, man là bị thủy phân, vậy muốn glu không bị thủy phân thôi. Đúng chưa? Đúng chưa? Không bị thủy phân cơ mà, X không bị thủy phân, vậy glu không bị thủy phân. Check này, Y này. A còn 3 trong đó, 3 xác con rô không hiện tượng. Nước brom không hiện tượng, đúng, bị thủy phân đúng. Z này, Fructose kết tụ bạc này. Nước brom không hiện tượng này. Thủy phân không bị thủy phân này, cuối cùng man này, kết tụ bạc này, mất màu, bị thủy phân. Vậy đáp án đúng mình đáp án C, cái câu này hai bị sai. Đấy, câu này rất nhiều bạn bị lừa. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Ok, tiếp tục. Câu tiếp theo, câu 142. Câu tiếp theo, câu 142. Lên men 162g bột nếp chứa 80% tinh bột. À, vậy đó đây là chơi tinh bột đúng không? Tinh bột là C6H10O5. 162g bột nếp chứa 80% tinh bột. Vậy mình tìm được khối lượng 162 này, chứa 80 nhân với 0,8 này, chia cho 162 ra được số mol này, bằng 0,8 mol. Bằng 0,8 mol. Hiệu suất của quá trình lên men là 55%. Vậy anh này bằng 0,55. Được chưa? Lượng ancol ethylic thu được đem pha loãng thành V lít ancol. Vậy thu được 2 lần C2H5OH. 0,8 nhân 2 thì bằng 1,6. Thuận nhân, nhân 0,55. Được chưa? Vậy mình tìm được số mol nhá. Số mol của C2H5OH bằng 1,6 nhân 0,55 bằng 0,88 bằng 0,88 mol. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm ra được là khối lượng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,88 nhân 46. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được là V C2H5OH nguyên chất. Bạn nào chưa xem về tường thì xem về tường giúp thầy nhá. Bằng 0,88 nhân 46. D bằng M trên V, V bằng M trên D, chia cho D, D là 0,8. Đây là V nguyên chất. V nguyên chất sẽ bằng 0,88 nhân 46 chia 0,8. 0,88 nhân 46 chia 0,8 bằng 50,6. Vậy hoàn toàn nên chúng ta tìm được V. Đúng chưa? V dung dịch. V dung dịch thì bằng V nguyên chất chia cho độ rượu. Độ rượu của đây của chúng ta bằng 23 độ bằng 0,23. 50,6 chia 0,23 bằng chia 0,23 bằng 220. 220 là đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À. Đấy, dễ không? 142 chưa đứa nào còn comment luôn, dã man không? Đây là bộ livestream 505 câu nhận biết thông hiểu. Các em giúp thầy share vào trong các cái nhóm mà các em làm thành viên. Xong rồi xe lại về tường của các em. Bởi vì là đáng nhất là thầy livestream trên nick cá nhân của thầy, nhưng nick cá nhân của thầy đang bị bay màu, nên là livestream trên fanpage nên nhiều bạn sẽ không biết. Nên là cái việc mà nhiều bạn biết đến hay không là phụ thuộc hết vào các em. Câu 143.
số đơn phân ứng với công thức phân tử là C4H8O2. Đây đề bài hỏi chúng ta là số đơn phân este nhá. Đây đề bài hỏi chúng ta là số đơn phân este. Vậy là chúng ta đi tìm là số đơn phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2, các em cùng comment đáp án xem nào. C4H8O2 các anh C4H8O2 Thái Nguyễn này, Nguyễn Thị Nhàn rất tốt, các em đã comment đáp án là tốt. Tại sao 38 bạn này và 38 bạn không dám comment đáp án nhỉ? Vậy đây mình ngược này, R1 cộng R2. R1 cộng R2 thì bằng 3 đúng không? Đúng rồi, 3 5 8 Nguyễn Quốc Phi Tùng rất chính xác. 0 cộng với 3, 1 cộng với 2, 2 cộng với 1. 0 1 2 thì chỉ có 1. 0 1 2 thì chỉ có 1. 3 thì chúng ta có 2. Đấy, rồi Thái Nguyễn này 143C, Quỳnh Hương này 143A, đi xem đúng nhá. 1 nhân 2 thì bằng 2, 1 nhân 1 thì bằng 1, 1 nhân 1 thì bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Vậy đáp án đúng là đáp án A. Chắc là có ai đó mong muốn là sáng nay thầy không thể live stream giúp cho các em được. Thầy không biết là ai, nhưng mà thầy vẫn cứ live stream và thầy live stream trên fanpage. Thì vậy đây là nhờ các em xem video live stream lại trên tường nhá. Xong rồi tag các bạn 2K1 vào đây giúp thầy. Người ta càng không muốn mình học cùng nhau thì mình lại càng cay với nhau cho khủng, đúng không? Câu 144. Câu 144. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Các em lưu ý cho thầy, amin bậc 1 là phải có nhóm NH2 đúng không? Anh này amin bậc 3 này, vứt này. Được chưa? Anh này amin bậc 2 này, vứt này. Anh này amin bậc 2 này, vứt này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, amin bậc 1. Các em nhớ là để học mạnh mẽ nhất thì chúng ta phải cùng comment đáp án. Bởi vì chỉ khi cùng comment đáp án thì chúng ta mới học lý thuyết nhớ nhất. Thế nên là thầy mới chọn cái buổi sáng sớm này để thầy dạy full lý thuyết cho các em. Chỉ có sáng sớm này thì chúng ta nếu mà làm một cái sai xem lại thì xét lại được, Minh Đạt ạ. Chúng ta chỉ có một cái sai. 143 1434 em nhá. 1434 nhá. Đây hỏi đồng phân este nhá, không phải là 3 nhá. Nguyễn Thị Nhàn lỗ rồi. Câu 145. 145 nè. Thủy phân este có công thức phân tử C2H4H8O2, axit thu được hai sản phẩm bị cơ xy. Từ x có thể điều chế trực tiếp ra y. Lưu ý từ x mà trực tiếp từ ra y thì điều này tương đương với x và y có cùng số nguyên tử carbon. Cùng số nguyên tử carbon, chính xác, sáng học tốt nhất, chính xác. Thế đây là sáng thì mới live stream cho các em. X y cùng nguyên tử carbon, vậy C4H8O2 cưa đôi ra, vậy anh này là CH3COOC2H5, hay tên gọi của nó là gì? Etin acetat, đúng không? Etin acetat, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, etin acetat. Ok, 142. 142A rồi. Tại Nhàn Nguyễn nhá. À, đề bài hỏi gì? Velit, cảm ơn. Cảm ơn Nhàn Nguyễn. C. Đề bài hỏi velit phải là 0,22. Ok, chứ không phải là 220. Cảm ơn Nhàn Nguyễn nhá. Ừ đúng rồi, chính xác Nguyễn Thị Nhàn. Lan Nhi 145C chất X. À, đúng, chính xác. 145C, bởi vì tại sao? Đây X điều chế ra được Y thì anh này ra được CH3COOH cộng với C2H5OH thì C2H5OH là X, C3COH là Y, chính xác. Đấy, thầy mặt lẻ đấy, nó phải là gì? Anconetilic, đáp án đúng đáp án C, rất tốt. Đấy, các bạn làm rất là ổn, khá là ổn. Đấy, mình sang câu 146. 146 đáp án gì? Các em comment đáp án câu 146 nào. 146, phát biểu nào sau đây là đúng? 146 nào. 146 phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các amin đều làm quỷ tí ẩm chuyển thành màu xanh. Cái này sai. Anilin thì không làm được quỷ đổi màu. Anilin thì không làm quỷ đổi màu. Vậy loại đáp án A. Để rửa sạch ống nghiệm dính anilin có thể dùng HCl, hoàn toàn đúng. Bởi vì anilin có tính bazơ yếu. Bazơ yếu thì có thể tác dụng hoàn toàn với HCl. B đúng. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan trong nước. Cái này sai. Các amin đều không độc sử dụng chế biến thực phẩm, càng sai. Vậy đáp án đúng mình chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Đúng không? A, C, D sai. Chính xác Nguyễn Quốc Phi Tùng. Nguyễn Thị Nhàn B chính xác, Trần Thanh Vi chính xác. Đấy, những bạn nào chưa xe lại về tường thì xe về tường giúp thầy nhá. Tag các bạn vào trong video live stream để cho các bạn cùng biết là thầy đang live stream trên fanpage. Câu 147. Câu 147. Cho các chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Thế chúng ta biết này, saccharose là disaccharide vứt, cellulose là polysaccharide vứt, tinh bột là polysaccharide vứt nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là glucose. Glucose của chúng ta là monosaccharide. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Ok, tiếp tục nhé, sang câu 148. Câu 148. Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau tham gia phản ứng tràng bạc? Đấy. Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau tham gia phản ứng tràng bạc? Thì nhớ là hôm nọ thầy dạy skin 345248 có một vài bạn hiểu hỏi về cái câu này. Đấy, có một vài bạn hỏi về cái câu này. Đúng không?
Thế thì bây giờ các em cùng quan sát nhá, các em cùng quan sát này. Ứng với công thức phân tử C5H10O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau tham gia phản ứng tráng bạc. Đây, thế bây giờ chúng ta cùng quan sát tráng bạc thì đầu nó phải là gì? Dĩ nhiên este phải có dạng là R1COOR2 này. Tráng bạc nó cứ kiểu là HCOO đúng không? R2 vậy hay nó khác là 0 cộng với để bằng 5 carbon. 0 cộng 1 vậy 0 cộng R2 phải là 0 cộng 4 đúng không? R1 cộng R2 bằng 4 mà. Bằng 4 này, 0 cộng 4. 3 cộng 5 bằng 8 cộng 2 chỉ có 1, 4 có 4, 1 nhân 4 thì bằng 4 đồng phân. Vậy hoàn toàn có 4, chính xác Nguyễn Quốc Phi Tùng. Đấy, HCO chính xác. Lan Nhi chính xác, Hồng Việt chính xác, Phát Mielin chính xác, Lan Nhi đúng, Thái Nguyễn đúng. Bạn nào chưa xe về tường giúp thầy nha, kích vào nút xe lại về tường để cho các bạn 2K1 cùng nhìn thấy thầy đang livestream. À, vậy mình có 4 đồng phần này này. Câu 149. Câu 149. 149 này. Anilin là C6H5NH2. Mình tìm được số mol của anilin bằng 12 nhân 6 cộng 5 cộng 14 cộng 2 là bằng 16 bằng. Rồi, mình được 27,9 chia N bằng. Số mol anilin bằng 0,3 mol. 0,3 mol. Đấy, các em giúp thầy xe lại về tường nha, xong tác các bạn 2K1 vào trong video livestream này giúp thầy. C6H5NH2 mà tác dụng với dung dịch brom, tác dụng với dung dịch brom. Phản ứng hoàn toàn thì tạo được 49,5 gam kết tủa. 49,5 gam kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là C6H2BR3NH2. Số mol anh này 49,5 này chia cho phân tử khối. Phân tử khối là 12 nhân 6 cộng 2 cộng với 80 nhân 3 cộng với 16 bằng 49,5. 49,5 chia N bằng 0,15 mol. 0,15. Khối lượng brom trong dịch ban đầu vậy chắc chắn là thằng anilin. Thầy dạy cách này, thầy ơi, thầy dạy rồi, thầy dạy trên skin của thầy rồi, Đinh Văn Đức ạ. Nhá. Ở đây mình có 0,15 này. 0,15 thì có phải phản ứng anh này là 3 để cộng với 3HBr không? 3HBr. Vậy hoàn toàn mình có này 0,15 nhân 3. 0,15 nhân 3 thì bằng 0,45 đúng không? Đúng không? 0,45 mol brom. Vậy khối lượng brom trong dịch ban đầu bằng 0,45 nhân với lại 160 bằng 72g. 72g phải đáp án đúng chúng ta là đáp án A nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các em nhanh tay giúp thầy share video livestream này về tường để cho các bạn 2K1 cùng nhìn thấy cái buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đây là bộ livestream mà thầy chữa 505 câu trắc nghiệm nhận biết thông hiểu để dành cho tất cả các bạn các em. Các em ở trong các cái nhóm nào thì có thể livestream, có thể share giúp thầy livestream ở trong các nhóm lớp của các em lên trên tường các em để cho các bạn 2K1 cùng biết để cùng có thể học bài. Đó. Câu 100 là làm sao chúng ta phải mạnh mẽ vào lên hơn 100 bạn học đi. Đấy, câu 150. Để ra một thông điệp rằng là dù có làm cho thầy Ninh mình nick Facebook bay màu thì fanpage vẫn có thể livestream giúp được cho team 2K1. Câu 150. Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H6O2. Chẳng hiểu làm sao tự nhiên sáng nay ngủ dậy trở thành người tối cổ nên Facebook bị bay màu. Thế mới khổ mà đã hứa với lại bọn 2K1 là sáng nay dậy livestream chúng nó 505 câu nhận biết thông hiệu rồi. Các em nhớ lịch livestream cố định là sáng thứ 5 này. Sáng thứ 7, sáng thứ 2, sáng thứ 3 nhá. Sáng thứ 7, sáng thứ 2, sáng thứ 3. Chắc là sáng thứ 2 thể là livestream trên đích cá nhân thôi, không có vấn đề gì cả. Câu 150. Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H6O2. Một hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H6O2. Thỏa mãn A tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy A có công thức cấu tạo là A tác dụng với NaOH đun nóng. Vậy này, C3H6O2 này mà tác dụng được với NaOH đun nóng và dung dịch AgNO3 trong NH3. Vậy là thằng A vừa thủy phân mà vừa tác dụng được AgNO3 trong NH3, có khả năng thủy phân. Vậy nên anh này ăn côn hay trước là vứt. Hóng 9 giờ tối thứ ba học skin đúng và chính xác. Đúng rồi, tiếp tục này, anh này tác dụng NaOH nhưng anh này không tác dụng được AgNO3 trong NH3, vứt tiếp. Anh này tương tự đúng không? Chỉ có anh này thỏa mãn này. Tác dụng với lại NaOH này, COO này, đúng không? Mà tác dụng được với AgNO3 trong NH3 phải có đầu HCO, phải đáp án đúng chúng ta đáp án B bỏ. Đấy, bạn nào chưa xe lại về tường này, xe lại về tường giúp thầy nha. Câu 151. Câu 151 cho phát biểu sau số phát biểu đúng là bao nhiêu phát biểu đúng nào? Các em comment phứa, comment bừa đi để làm sao mình chủ yếu mình học để mình nhớ mà. Một lần học là một lần nhớ, không có vấn đề gì hết. Sai thì chúng ta sửa. Câu 151. 151 cho phát biểu sau. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là chất béo được gọi chung là triglyceride hay là triacylglycerol. Cái này A đúng. Chất béo nhẹ hơn nước. Chất béo nhẹ hơn nước
không tan trong kem, dự đoán là đoán gì? Chất béo nhẹ ăn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Cái này cũng đúng luôn. Phát biểu liên chính xác, tốt. Phản ứng, hãy comment thật nhiều để lên fan cứng. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thủy thuận nghịch. Trong môi trường axit, phản ứng thuận nghịch, chính xác. Tristerin, triolin có công thức lần lượt là đây là triolin, đúng không? Đây là tristerin, vậy là gọi ngược, vậy dê sai. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro mạnh dạn khoanh B, tốt. Đấy, Lê Trung Đức, rồi. Triolein, các em giúp thầy xem lại về tường xong rồi xem trong các nhóm chat của các em nhá, để cho các bạn cũng có thể theo dõi video stream, nhớ tag các bạn vào đây. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro kim nóng giúp tăng niken, đúng rồi, bởi vì olein còn một đôi CC mà. E đúng. F, chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm, đúng nốt. Vậy đây mình có 1 2 3 4 5. 5 nhận định đúng và đề bài hỏi nhận định đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Ô, khá nhiều bạn comment đúng nhỉ. Đấy, 1 5 1 đáp án B chính xác. Đấy, đây gọi là tập thể dục cho não buổi sáng. Sáng nay tập thể dục cho não buổi sáng mà tập thể dục vào cái mà cái lúc giờ như thế này mà được tận 50 bạn học là cũng dã man rồi, rất kinh khủng rồi. Chúng ta cố gắng học. Chúng ta cố gắng sáng thứ hai, sáng thứ ba chúng ta cùng học với nhau nha. Câu 152. Hôm nay thì chữa lên câu 160 thôi, còn để cho các em phải đi học. Câu 152 có bao nhiêu amin bậc 2 cùng công thức phân tử C4H11N? Bao nhiêu amin bậc 2 nhỉ? Amin bậc 2 mà C4H11N. Nó lại dùng skin Facebook, đúng rồi, chính xác. Facebook của thầy vừa bị bay màu cho không biết đứa nào, nó ăn ở tốt thế nó đi làm cho bay màu Facebook của thầy, không thể giúp đỡ cho các em. Câu 152 có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N? Amin bậc 2 C4H11N, vậy là R1NH R2. Tại vì thầy livestream nhiều đứa xem quá nên là bị chống phá đấy. Vậy mình có này, R1 cộng R2 thì bằng mấy? 4. Vậy ta có 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhỉ? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1, 3, 4, 2. 1 x 2 thì bằng 2, 1 x 1 thì bằng 1, 2 cộng 1 thì bằng 3. 3 phải đáp án đúng, chúng ta là đáp án A. 152 đáp án đúng là đáp án A. Câu 153. Câu 153, Lê Trung Đức chính xác, rất tốt. 153 cho dipeptide có công thức phân tử, đây là dipeptide nhé. Dipeptide có công thức phân tử, số đồng phân peptide của y chỉ chứa gốc alpha amino acid mạch hở. Dipeptide có công thức phân tử, số đồng phân peptide của y, số đồng phân peptide của y chỉ chứa gốc alpha amino acid mạch hở. Thầy vẫn chưa hiểu cái ý hỏi câu này là câu gì. Một dipeptide y mạch hở có công thức phân tử C6H12N2O3. C6H12O3 thì khả năng cao là ala. Thế nhưng mà đây đề bài là hỏi là số đồng phân peptide của y chỉ chứa gốc alpha amino acid. Ừ đúng rồi, chỉ chứa gốc alpha amino acid dipeptide. Câu này khả năng cao như sai đề các em ạ. 153 dipeptide y công thức phân tử C6H12N2O3, thế nên chỉ có thể là thằng ala thôi. Ala và số đồng phân dipeptide của y có câu 153 chắc lỗi đề đấy nha. Chúng ta tiếp tục sang câu 154 cho các nhận định sau. Số nhận định đúng là các em comment đáp án xem 154 đáp án gì nhá. 154 này, alanin làm kỳ tím hóa xanh là sai. Alanin chúng ta chỉ có một nhóm COH, một nhóm NH2 thôi nên không thể làm kỳ tím hóa xanh được. Vứt axit glutamic làm kỳ tím hóa đỏ, đúng, bởi vì nó có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Đúng. 3, lysine làm kỳ tím hóa xanh. Lysine làm quỷ tím hoa xanh thì lysine chúng ta là có hai nhóm NH2, một nhóm COH, đúng không? Làm quỷ tím hoa xanh, chính xác. Tiếp, axit adipic và hexametylendiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon 6,6, hoàn toàn chính xác, đúng không? Vậy là 4, đúng. Tiếp, methionin là thuốc bổ thận. Methionin là thuốc bổ thận, cái này đúng nốt, đúng không? Vậy mình có 1, 2, 3, 4, 4 nhận định đúng, đáp án đúng, đáp án dê. Đấy, thì thấy có rất nhiều bạn comment đúng, Quỳnh Hương đúng. Rồi, rồi bây giờ mấy bạn 2K1 mới mò được vào đây. Các bạn giúp thầy share video live stream lại về tường nhá. Share video live stream lại về tường giúp thầy. Câu 155. 155. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su bunaet là. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su bunaet. Cao su bunaet là đi từ butadien. Anh này là isoprene vứt này. Butadien đây. Butadien đây. Và styren chứ không phải là lưu huỳnh. C vứt này. Đấy chưa? Đấy các bạn 2K1 xem lại về tường giúp thầy, cho các bạn cùng biết là thầy đang livestream trên fanpage nha. Vậy là để anh này styren này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Thái Nguyễn chính xác, Phát chính xác. 155 đáp án D. B bỏ. Câu 156 này. 156 này, cho các chất sau.
Chất nào là tripeptide? Tripeptide được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid, đúng không? Tripeptide được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid. Anh này không phải alpha amino acid này. Anh này không phải alpha amino acid này, nên không phải là tripeptide loại thằng 1. Anh thứ hai này. Alpha amino acid H2NCH2CO1 thằng anh này. 1 gốc alpha này, 2 gốc alpha này, 3 gốc alpha. Vậy 2 là tripeptide, 1 là 6 đúng. Gốc alpha này, 1 2 3. Vậy là được tạo bởi từ 1 gốc, 2 gốc, 3 gốc, 4 gốc cơ. 4 gốc, vậy mình chỉ có là chất số 2 thôi. Chất số 2 đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Ok. 157 ok. 157 đáp án gì nữa, các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem 157 đáp án gì. Các bạn nào mà chưa xem video livestream của thầy về tường thì giúp thầy xem lại về tường đấy, để cho các bạn 2K1 cùng biết đến là thầy đang livestream trên fanpage. Câu 157. Các dung dịch đều tác dụng được với COH hai lần là. Các dung dịch đều tác dụng được với COH hai lần là. Glucose này, cellulose này, glycerol, hoàn toàn chính xác. Bọn này bởi vì có OH đa kề, nhưng mà cellulose là không. Đấy chưa? Saccharose có, fructose nhưng tinh bột thì không. Glucose có, glycerol có, tinh bột thì không. Vậy đây đáp án đúng mình thì fructose, saccharose, đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Tiếp tục. Các em yên tâm là với team 2K2 thầy sẽ livestream trên fanpage. Câu 158. Câu 158. Polyvinyl chlorua PVC thì được điều chế từ khí thiên nhiên chứa 95% thể tích metan theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn như sau. Muốn tổng hợp 3,125 tấn PVC thì cần bao nhiêu mét khối khí thiên nhiên đo? Thế metan chúng ta công thức là CH4 đúng không? Để nó tạo thành vinyl chlorua thì nó là C2H3Cl đúng không? Hiệu suất của cả quá trình bằng tích các hiệu suất ở đây là 15% này thì nó là 0,15 nhân với anh này là 95% này, 0,95 nhân với anh này là 90% này, nhân với 0,9. 0,15 nhân 0,95 nhân 0,9. 0,15 nhân 0,95 nhân 0,9 bằng 0,12825, các em nhìn thấy chưa? 0,12825. 0,12825. Ok, mình chú ý ở đây có 2 carbon và đây là 2 nhá. Thì tổng hợp 3,125 tấn thì có kg tấn đại yến coi như gam tính toán bình thường chia cho 62,5 thì bằng 3,125 chia cho 62,5. 3,125 chia cho 62,5 bằng 0,05. 0,05 mol. Vậy ngay tức mình suy ngược lại được CH4 0,05 nhân 2 bằng 0,1 chia cho 1 xong nhá. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,12825. Đấy, thuận nhân nghịch chia rồi. Ok. Vậy bây giờ đề bài hỏi là bao nhiêu mét khối? 0,1 chia cho 0,12825 bằng. Ok, được chưa? Đến đây mình đi chia cho thuận nhân. Đề bài hỏi chúng ta là thể tích với nhân 2,4. Khí thiên nhiên đo điều kiện tiêu chuẩn, chú ý này, khí thiên nhiên chưa 95% thể tích metan phải chia cho 0,95. 18,385. 18385. 18385. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Bỏ. Ok. Dễ không? 158 đáp án B nhá. Ui nhiều đứa không dám làm được câu 158 luôn. Được chưa? Các em hiểu câu 158 chưa? Bạn nào hiểu câu 158 chấm cái để thầy biết nào. Bạn nào hiểu câu 158 chấm cái để thầy biết rồi chúng ta sang câu tiếp theo, câu 159. Mình chưa được câu 160 thôi nhá. 159. Thủy phân NC4H6O2 trong môi trường axit thì thu được các chất đều có khả năng phản ứng trắng gương. Đấy, lưu ý cái cụm từ. 159 này đều thu được các chất có khả năng phản ứng trắng gương. Vậy mình có này, C4H6O2 nhá mà thu được các chất đều có khả năng trắng gương này. Anh này thủy phân ra được HCOH vậy anh này trắng được gương, được. Anh này thu được C2H5CSO vậy cũng trắng được gương, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 159 trang cherry chính xác, rất tốt. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu cuối cùng của ngày hôm nay có 160. Và sau đó thầy sẽ hẹn gặp lại các em vào 5:30 sáng ngày thứ 2 nha. Nhớ nhắc với các bạn là 5:30 sáng ngày thứ 2 và thầy sẽ livestream trên tường của thầy. Câu 160. Để trung hòa 200ml dung dịch amino acid 0,5M. Trung hòa 200ml dung dịch amino acid 0,5M thì cần. Vậy amino acid chúng ta cứ ký hiệu nó là RCOOH A lần và H2N B lần đi. Được chưa? Trung hòa số mol 0,5 nhân 0,2 thì bằng 0,1. Ok. Cảm ơn Lê Trung Đức. Cần 100ml dung dịch số mol NaOH, số mol NaOH bằng 100 nhân với 0,08 bằng 8 chia cho 40. Số mol chúng ta bằng 0,2 mol. 0,2 mol. Vậy ngay tức mình tìm được số nhóm COH. Đúng không? Suy ra được số nhóm COOH sẽ bằng 0,2 chia 0,1. Bằng 2, vậy thì có hai nhóm COH cơ, loại D, loại A. Đúng chưa?
cô cạn thu được 16,3 gam muối khan. Vậy muối khan của thầy sẽ là, đây mình nhìn này, chỉ còn C và B. C và B đều chỉ có một nhóm NH2, H2N, đúng chưa? R COOH tất cả hai lần. Số mol của nó bằng 0,1 này, mà khối lượng muối bằng 16,3 này. Vậy hoàn toàn ta có này, 16 cộng với lại R cộng với 45 nhân 2 thì bằng 163. Vậy suy ra thì tìm được R 163 này. 163 trừ đi 90 trừ đi 16 bằng 56. 56 mà chia cho 14 vậy bằng 4. Vậy suy R của chúng ta chính là C4H8. C4H8 C4H8 không có đáp án rồi. C4H8 không có đáp án rồi. 56 mà, 163. À, thầy lỗi, sorry. Đây là CONA. NA thì chỗ này phải là 67 x 2. 67 x 2. Vậy là 163 trừ đi 67 x 2 trừ đi 16 thì bằng 13. R bằng 13. Đúng nhỉ? Đấy, R3 13 thì nó chỉ có thể là CH thôi. CH. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 161 có các phát biểu sau về carbohydrates. Số phát biểu đúng là, kèm quan sát nha. Các em nhớ cùng trả lời xem là cái nào đúng cái nào sai nhá. Glucose và saccharose đều là chất rắn màu trắng có vị ngọt dễ tan trong nước. Glucose đều là chất rắn màu trắng có vị ngọt dễ tan trong nước, cái này đúng. Đúng chưa? Tiếp tục này. Tinh bột và sen đều là polysaccharide, đúng tiếp. Trong dung dịch, glucose và sắt đều hòa tan CO2 hai lần tạo thành phức màu xanh lam, đúng tiếp. Khi thủy vật hoàn toàn hỗn hợp cùng tinh bột và sen trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất. Tinh bột thì thu được alpha glucose, sen thì thu được beta glucose. Hai thằng này không cùng là alpha amino acid, à không phải cùng là alpha, không cùng là monosaccharide đâu nên là sai. Kiến thức thầy xem lại về tường tương tác các bạn trong video livestream nhá. Tiếp tục này. Khi đun nóng glucose hoặc fructose với dung dịch AgNO3 trong NO3 thu được bạc, đúng. Glucose và sắt đều tác dụng với hydro giúp ta niken nung đun nóng tạo thành sorbitol, sai. Saccharose là không thể tác dụng hydro tạo thành sorbitol được. Vậy F sai. Vậy mình có này. Số phát biểu đúng là 1 2 3 4. 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 4. Ok. Câu 162. Cho clo hóa PVC. Clo hóa PVC thu được một polymer. Clo hóa PVC thu được một polymer chứa 63,96% clo về khối lượng. Clo hóa PVC nhá. Thu được một polymer chứa 63,96. Cái PVC là gì đã này? PVC là CH2 nối đôi CHCl đã. Được chưa? Thì anh này trùng hợp lên, đây là vinin của nó luôn này. Nhiệt độ, áp suất, xúc tác trùng hợp lên thì tạo thành CH2 CHCl. Tất cả nợ. Được chưa? Vậy thì anh này đề bài nó là một phân tử clo phản ứng với K mắt xích. Vậy thì đặt nó là K đi. Giả sử K mắt xích phản ứng thì nó sẽ là C2K H3K CLK cộng với lại clo để tạo thành C2K H3K trừ 1 CLK cộng 1 cộng HCl. Ok. Đề bài đây nói rằng là trung bình một phân tử clo phản ứng với K mắt xích, giá trị của K là, thì ở đây biết rằng là phần trăm clo về 63,96% về clo. Vậy hoàn toàn chúng ta có này, K cộng 1 nhân với lại 35,5 chia cho 12 x 2K, 12 x 2K cộng với lại 3K trừ 1 cộng với lại 35,5 nhân K cộng 1 thì bằng, đề bài cho chúng ta bằng 63,96. 0,6396. Đến đây mình tìm được K. Đấy, các em bấm máy tính giúp thầy xem K bằng bao nhiêu nhá. Các em bấm máy tính giúp thầy xem K bằng bao nhiêu. Bấm máy tính hỗ giúp thầy K bằng bao nhiêu nhỉ? Giờ là nhờ bọn em thôi. Bấm máy tính giúp thầy xem K bằng bao nhiêu.
K bằng bao nhiêu nhỉ? Cái chỗ này bây giờ thầy chợ thầy chịu nói phải nhờ các em bấm máy tính giúp. K bằng bao nhiêu nhỉ? Ôi mạng quá lag luôn. Không hiểu tại sao. K bằng bao nhiêu? Ô, không bạn nào bấm máy tính được giúp thầy à? Nhà thầy mạng đang bị lag này. Âm 1 á, làm gì có chuyện âm 1, K bằng 3 này, đúng rồi chính xác, Diệu Lê K bằng 3. Thầy lấy đáp án bạn Diệu Lê nhá. Vậy K chúng ta bằng 3, làm gì có chuyện âm 1. Rồi, ok, phát myelin. K bằng 3, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Những câu chuẩn dễ thôi, không có gì khó khăn khó quá. Chúng ta sang câu tiếp, câu 163. 163. Để phân biệt glucose với etanol thì dùng cách nào sau đây? 163. Để phân biệt glucose với etanol thì ta dùng cách nào sau đây? Thế chúng ta biết là glucose thì nó đều có khả năng, glucose là C6H6H12O6. Etanol thì là CH3, đây là glucose. C6H12O6, etanol là CH3CHO. Thì thằng C6H12O6 này và CH3CHO đều có khả năng tác dụng được với glucose. Sorry, đều có khả năng tác dụng được với lại AgNO3 trong NH3. Đúng không? Thế thì không thể dùng phản ứng trắng gương để nhận biết nó được. Dung dịch brom, cả hai thằng này đều có nhóm chón nên đều là mất màu dung dịch brom. Đúng chưa? Thế thì chỉ có là tác dụng dung dịch CuOH hay là nhiệt độ phòng thôi. C6H12O6 là tác dụng với CuOH hay lần ở nhiệt độ phòng thì tạo dung dịch màu xanh. Còn CH3CHO thì không tác dụng với CuOH hay là nhiệt độ phòng. Để đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Còn tác dụng với CuOH hay là nhiệt độ cao thì cả hai thằng đều cho ta kết tụa màu đỏ. Nha. Phát bị lỗi mất rồi. Không sao cả, sai là nhớ. Chúng ta sang câu tiếp, câu 164. Câu 164. Cho m gam glucose lên men thành anconitric với hiệu suất bằng 75%. Cho m gam glucose lên men thành anconitric với hiệu suất bằng 75%. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch CO2 lần lấy dư tạo ra 500 gam kết tụa. Giá trị của m là. Thế ở trong cái câu này chúng ta cần lưu ý này. Glu này là C6H12O6 này, hiệu suất 75% này, thì thu được 2 lần CO2 đúng không? CO2 được hấp thụ hết vào dung dịch CaOH 2 lần. Có ngay trên tường nhiều thầy nhé Trương Lâm, ngay trên tường của fanpage nha. Ở đây là CaOH 2 lần dư, thì mình thu được kết tủa là kết tủa CaCO3. Số mol kết tủa là 500 chia cho 100 thì bằng 5. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol CO2 bằng 5. Anh này bằng 5. Vậy suy ngược lại ta được 5 x 1 chia 2, 2,5. 2,5 nhá. Thuận nhân nghịch chia. Chia 0,75. Được bao nhiêu nhân 180? 2,5 này chia 0,75 này nhân 180 bằng 600. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Ok. 165. 165. Chọn câu sai. Sen và tinh bột không phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. Chính xác. Hàng này không phản ứng AgNO3 trong NH3 nhé. Tinh bột và sen có tính chất của ancol đa chức, tác dụng với CO2 lần. Hai thằng này không tác dụng với CO2 lần. Sai. Tinh bột và sen là những polymer thiên nhiên có khối lượng phân tử lớn, đúng. Ở điều kiện thường, tinh bột và sen là những chất rắn màu trắng tan nước, đúng. Vậy là chọn câu sai. Thì là tinh bột và sen tính chất ancol đa chức, tác dụng với CO2 lần là sai. Tinh bột và sen không ăn CO2 lần nhá. Câu 166. 166. Fructose không phản ứng được với fructose của chúng ta thì là có liên kết của nhóm ceton. Vậy thì fructose thì có phản ứng trắng gương, có phản ứng tác dụng với CO2 hai lần, tác dụng với hydro tạo thành sorbitol, vậy không phản ứng với dung dịch brom. 167. Cho các loại tơ, số loại tơ tổng hợp là, thầy đã từng dạy các em là để nhớ về tơ tổng hợp chúng ta chỉ cần nhớ hai thằng. Một thằng là tơ visco,
một thằng acetat, vậy ở đây mình có này, bông của thiên nhiên, capron là tổng hợp, sorry. Chúng ta cần nhớ hai thằng là thằng bán tổng hợp hay còn được gọi là nhân tạo là visco và acetat, capron là tơ tổng hợp, cellulose acetat là bán tổng hợp, tơ tằm là thiên nhiên, nitron là tổng hợp, ni lông xoắn là tổng hợp. Và mình có ba thằng tơ, số tơ tổng hợp của mình là ba thằng. Nhìn lại nhá, tơ tổng hợp nhá, được chưa? Tổng hợp vậy mình có này 167 đáp án đúng đáp án B, ba anh capron này, ni lông nitron này, ni lông 6,6, tốt, phát milin chính xác. Sang câu tiếp, câu 168. Câu 168, nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng là, nhóm các vật liệu được chế tạo từ polymer trùng ngưng, à polymer trùng ngưng, các em lưu ý nhé, polymer trùng ngưng, thế thì nó phải là phản ứng trùng ngưng. Phản ứng trùng ngưng thì không thể nitron, nitron là trùng hợp. Đây nitron này, này CH2 CHCN, anh này là trùng hợp, vứt, được chưa? Tương tự như vậy, vinin clorua chúng ta vừa làm xong, nó là trùng hợp, vứt. Thủy tinh plexiglass cũng vậy, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Bạn phát milin chính xác, rất tốt, chính xác luôn. Câu 169. Câu 169, các este có công thức phân tử là C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như thế nào? Các este có công thức là C4H6O2 được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức cấu tạo như nào? Thế chúng ta nhìn nha, este đầu tiên nó phải là este. Đây tất cả bọn này đều este này, được cấu tạo từ axit và ancol tương ứng. Vậy là cái thằng nhóm OH cạnh nó ấy, nó phải là không chứa, nó phải là của thằng ancol đúng không? Đây OH đính carbon không no được. Đây OH đính carbon. Đây là OH đính vào carbon no được. Đây OH đính vào carbon không no, vứt. À vứt. Được chưa? Bởi vì là không có ancol nào mà OH đính vào carbon không no cả. Tương tự này, được, không được, vứt. Tương tự này, anh này được, anh này được, anh này không được, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, bởi vì là có OH đính vào carbono này, OH đính carbono này, nên vậy suy ra là chỉ có hai công thức được tạo ra từ axit và ancol tương ứng có thể có công thức nào cấu tạo. À, tiếp câu 170. Trong các chất dưới đây, chất nào là glycine? Trong các chất dưới đây, chất nào là glycine? Glycine thì có một nhóm COH, một nhóm NH2, đúng không? Đây hai nhóm vẫn này. Glycine đứng đầu mạch là phải alpha amino acid, đây không phải này. Anh này anh ala rồi. Nên loại tiếp, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án này, glycine này. Câu 171. Câu 171. Cho 0,1 mol, cho 0,1 mol H2NC3H5COH. Xem nào. Đây ta có này. H2N này, C3H5 này, COOH tất cả hai lần này. Vào 150ml, đây số mol anh này 0,1. Vào 150ml dung dịch HCl, số mol CL bằng 2 nhân với lại 0,15 bằng 0,3. Cho NaOH dư. Thì mình có số mol NaOH phản ứng chính bằng số mol nhóm COH 0,1 nhân 2 cộng với số mol HCl 0,3. Đúng chưa? 2 nhân với lại 0,15 bằng 0,3 này. Số mol NaOH phản ứng bằng 0,1 nhân 2 cộng 0,3 thì bằng 0,5. Vậy đáp án đúng mình đáp án gì? Vũ Thu Phương chính xác, Phát Milin chính xác, rất tốt. Các em comment thật nhiều đáp án vào đây nha, để cho các bạn cũng có thể nhìn thấy thầy live stream ở trên fanpage, để cho các bạn cũng có thể vào học. Tiếp câu 172. Câu 172, bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Bệnh nhân phải tiếp đường, tiêm hoặc truyền đường vào tĩnh mạch, đó là loại đường nào? Thì nó chỉ có thể là đường glucose. Đáp án đúng đáp án. À, đốt phát milin. Câu 173. Chất nào dưới đây không phải là este? Câu 173. Chất nào dưới đây không phải là este? 173, chất nào dưới đây không phải là este? Mình có này. Anh CH3COH là axit loại. Anh CH3COOCH3 là este này, este. Vậy không phải là este là ai? Thì bài hỏi không.
Đi bài hỏi không? Câu 174. Một este có công thức phân tử là C3H6O2 có phản ứng trắng gương với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức cấu tạo của nó là công thức nào? À, C3H6O2 này phản ứng trắng gương. Trắng gương vậy đầu nó là phải đầu HCO đúng không? Đầu HCO. Vậy anh C không trắng gương, anh D không trắng gương này, vứt này. Công thức cấu tạo C3H6, anh này là C4 rồi, vứt tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, HCOOC2 nào. Câu 157. Hợp chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là, anh này là gì nhỉ? Etin 123 propionat. Etin propionat, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Phát đúng chính xác nhỉ. Mai Bá Tín chính xác, Diệu Lê chính xác. Các em comment đáp án lại đây nhá. Câu 176 này. Cho các polymer sau, loại tơ có nguồn gốc sen. Sợi bông là nguồn gốc sen rồi. Đúng không? Tơ gì? Tơ visco cũng sen, tơ acetate cũng sen. 156 có 1 có 5 có 6. Không có. Không có 7. Thằng nào có 7 vứt. Đây có 1 có 5 có 6. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì? 1 3 5 6 sợi đay cũng là sen, đúng không? 1 3 5 6 đáp án đúng, đáp án D. Ok, Vũ Thu Phương chính xác. Chi Kỷ chính xác. Phát chính xác, Mai Bà Tín chính xác. Câu 177 nè. Tơ nào dưới đây là tơ nhân tạo? Tơ nhân tạo là tơ bán tổng hợp. Nhân tạo là bán tổng hợp. Bán tổng hợp thì chỉ có visco và acetate thôi. Cáp lông rông vứt, tơ tằm vứt, nitron vứt. Vậy chỉ có thể là cellulose acetate. Câu 178. Làm bay hơi 3,7 gam este nó chiếm thể tích bằng 1,6 gam oxy. 3,7 gam este mà nó chiếm thể tích bằng 1,6 gam oxy. Vậy thì mình có là số mol của este nó bằng số mol của oxy. Vậy là bằng 1,6 chia 32. 1,6 chia 32 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của este bằng 3,7 chia cho em bằng 74. Este phân tử khối bằng 74. Este phân tử khối bằng 74 thì chỉ có một anh duy nhất thôi, C3H6O2. Được chưa? Vậy số đồng phân este 0 cộng 2 1 cộng 1 0 có 1 2 có 1 1 có 1 1 có 1 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1. Vậy 1 cộng 1 bằng 2. Vậy nó có 2 đồng phân. Đáp án đúng đáp án B. B bỏ. Câu 179. Este C4H8O2 được tạo bởi ancol metilic thì công thức cấu tạo là? Được tạo bởi từ ancol metilic mà lại là C4H8, anh này C4 này, nhưng đây là ancol propylic vứt. Anh này ancol etylic vứt. Anh này ancol metilic lấy. Anh này ancol metilic nhưng thằng này là C4H8O2 cơ. Đây là C4 này, H8O2 thoải mái. Đây là C4H6 vứt. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Câu 180. Câu 180. Ni lông 6,6 là. Ni lông 6,6 là hexacyclohexan vứt. Không phải. Đúng không? Polyamide của acid adipic và esameti. Đây chỗ này là hexa. Hexametylendiamine, cái này đúng. Đúng chưa? Đồng phân thì thầy có skin tính đồng phân ở trên YouTube em nhá. Em có thể xem trên YouTube để xem lại được. Câu 181. Câu 181. Cho 3,52 gam chất C4H8O2. C4H8O2. 3,52. 3,52 chia cho 88. 0,04 mol. 0,04 mol. Tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH. Ta tìm được số mol NaOH bằng 0,6 x 0,1 bằng 0,06. Sau phản ứng cô cạn thu được chất rắn. Vậy chất rắn chúng ta là RCOONa. Số mol 0,04. Và chúng ta lưu ý một điều rằng là vẫn còn cả NaOH dư. NaOH dư bằng 0,06 trừ 0,04 bằng 0,02. Khối lượng mol này bằng 4,08. Hoàn toàn mình được 0,04 nhân với lại R cộng 67. Thầy like sớm quá, em dậy giờ buồn ngủ lại rồi. Rửa mặt đi tiếp nhỉ. Cộng 0,02 nhân 40 thì bằng 4,08. Đến đây mình tìm được R bằng 4,08 trừ đi 0,02 nhân 40 bằng
chia 0,04 bằng trừ 67 bằng 15. Rồi bằng 15, vậy chắc chắn đầu của nó là đầu CH3 CO C4 trừ đi 2 thì còn là C2H5. CH3 CO CH5. Đáp án đúng đáp án C. Câu 182. Thì hôm nay thầy chưa đến câu 200 nhá. Có nghĩa chúng ta còn 300 câu nữa. Polymer nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch polymer với nhựa bakelite? Nhựa bakelite thì nó phải là cấu trúc mạch không gian, vậy là cao su lý hóa. Câu 183. Cho m gam tinh bột lên men. Tinh bột là C6H10O5. Lên men thành ancol nitric hiệu suất 81%, 0,81. Thu được 2 lần CO2. Toàn bộ lượng CO2 thu được cho vào ong dịch nước vôi trong dư là CaOH 2 lần dư. Thì thu được kết tủa chúng ta là kết tủa CO3. Và dung dịch Y, dung dịch Y đun được 150g kết tủa nữa thì chắc chắn nó là CaHCO3 2 lần. Đun nóng được 150g kết tủa nữa là CaCO3. Cho này là 1,5 này. Anh này bằng 2,75 này. Các lưu ý điểm này. Ở đây thầy đi bảo toàn các canxi 1,5 x 1 thì anh này bằng 1,5. Đến đây bây giờ thầy đi bảo toàn carbon 1,5 x 2 bằng 3. 3 cộng 2,75 bằng 5,75. Vậy số mol CO2 bằng 5,75. Suy ngược lại ta được 5,75 x 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,81. 5,75 này chia 2 này, chia 0,81 này bằng này. Được chưa? Nhân 162 này, 575. Đáp án đúng chúng ta, đáp án D. Đấy. Bạn nào chưa xe lại về tường, xe lại về tường ngay giúp thầy nhá. Câu 184. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử NaOH? À, lại skin đếm đồng phân rồi. Bao nhiêu đồng phân mạch hở ứng với công thức phân tử NaOH? Vậy mình có 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 3 4 5 2 4 8 0 1 2 thì chỉ có 1. 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Vậy đáp án đúng chúng ta là có 4 đồng phân. 4 đồng phân este thôi. Đây là tác dụng đối với NaOH thì cả đồng phân axit nữa. Thế là 3 có 2 nữa. 4 cộng 2 thì bằng 6. Vậy là cả 6 đồng phân đều tác dụng đối với NaOH, cả este và cả axit. Đáp án đúng đáp án C. 185. Cho các tơ sau có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ polyamid? Polyamid thì nó có nhóm NHCO nhá. Cellulose acetate không có. Capron có, nitron không có, visco có. Visco không. Visco là cellulose nhúng vào CH2. Nylon 6,6 có. Vậy chỉ có capron và nylon 6,6. Đáp án đúng đáp án C. 184. C 185. C 186 này. Thể tích của dung dịch axit nitric cần vượt đủ để sản xuất được 59,4 kg cellulose trinitrat hiệu suất 80% là axit nitric là H-NOVA này 3 lần này để tạo thành cellulose trinitrat này một thằng này 59,4 chia 297, phân tử khối nó bằng 297 mà 59,4 chia 297 bằng 0,2. Vậy ngay tức mình suy ngược lại, hiệu suất là 80%, 0,8. 0,2 x 3 bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia, 0,6 chia, 0,8. 0,6 chia, 0,8. Nhìn kỹ nha, bằng này, đây là số mol này. Nhân với lại 63, để ra m dung dịch, ra m chất tan này. Chia cho 0,63 là ra được m dung dịch này. À, chia cho 1,4 là ra thể tích. 53,57. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 186 đáp án C nhá. Câu 187. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là có thể dùng nước brom để phân biệt glu và phlu. Đúng chính xác, glu thì làm mất màu giấy brom, còn phlu thì không. Trong môi trường bazơ, glu và phlu có thể chuyển hóa lẫn nhau. Thực ra là trong môi trường bazơ, phlu chuyển thành glu chứ glu không chuyển thành phlu. Đúng chưa? Chứ nó là chuyển hóa lẫn nhau thì chưa chuẩn. Sai. Tinh bột và sen là đồng phân cấu tạo của nhau. Sai. Tinh bột và sen phân tử khối khác nhau không thể là đồng phân cấu tạo được. Sai. Ghi nhầm. Khi đun nóng, glucose bị khử bởi dung dịch AgNO3 tạo ra bạc
Vậy chúng ta chú ý này, bạc cộng về bạc không, bạc đóng vai trò là chất oxy hóa, thì glucose phải đóng vai trò chất khử. Chất khử khi phải là bị oxy hóa chứ không thể bị khử. Vứt sai tiếp. Trong dung dịch, glu và phờ-rúc đều hòa tan CO2 lần nhiệt độ cao trong dịch xanh lam, chính xác. Trong dịch, phờ-rúc tô tồn tại chủ yếu dạng màu 5 cạnh alpha và beta. Chỗ này là beta. Phờ-rúc đúng rồi, chính xác. Vậy thì có này, 1, 2, 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 188. Câu 188. Tơ nitron bao nhiêu? Thầy bấm nhầm á? 186 Hàn Tử à? Hello Hàn Tử. Thầy bấm nhầm để thầy xem nhá. 59,4 chia cho 297 bằng, rồi này, nhân 3 này, bằng này, chia cho 0,8 là hiệu suất này. Được chưa? À, được bao nhiêu nhân với 63 là ra mở chất tan, chia cho 0,63 là ra mở dung dịch. Được chưa? V bằng M trên D, chia cho 1,4 bằng 53,57 Hàn Tử ạ. 53,57 đáp án C em nhé, không phải D đâu. 42,86 không phải. Hình như chắc là chỗ 42,86 này em chưa chia cho 0,8 rồi. Phải chia cho 0,8 nữa. Vậy đây là 8, hiệu suất 80% Hàn Tử. Câu 188 à. Câu 188. Ni lông 6,6 có tính dai bền, mềm mại, ống mượt, được dùng để giặt vải, để dùng để giặt vải may mặc, dệt vải may mặc. Ống mượt thì không thể là polyester, không thể acetat, không thể visco được, mà chỉ có là polyamide. Câu 189 ứng với công thức phân tử. 189 ứng với công thức phân tử C4H9NO2 bao nhiêu amino acid ở thành phần cấu tạo của nhau. Vậy thì có này, mạch chính này, đây thì CH đây, hoặc là đây này, đúng không? Bao nhiêu amino acid là đồng phân cấu tạo của nhau? Thì chúng ta lưu ý này, điền nhóm NH2 vào gì? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy ta cộng có 5 amino acid. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 190. Câu nào sau đây là không đúng? Câu nào sau đây là không đúng? Peptide có thể bị thủy phân không hoàn toàn trong các peptide hoàn, không hoàn toàn thành các peptide ngắn hơn. Đúng, chính xác. Khi cho CO2 lần vào lòng trắng trứng thì xuất hiện màu tím đặc trưng. Đúng tiếp. Hòa tan lòng trắng trứng vào nước, sau đó đun sôi, lòng trắng trứng sẽ bị đông tụ. Chính xác. Hợp chất thuộc loại peptide sai này. Peptide phải tạo bởi từ alpha amino acid. Alpha amino acid là nhóm CH2 và nhóm CO cùng đính một carbon, đây khác nhau. Vậy không thể thuộc loại dipeptide được. Vậy ở đây không đúng là gì? 191. Tiến hành 4 thí nghiệm sau. Các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa là nhúng sắt và sắt 3 không, nhúng sắt và đồng có, nhúng đồng và sắt 3 không, sắt đồng nhúng HCl có. Vậy thì chỉ có 2 thôi, 2 và 4. Đáp án đúng, đáp án B. Câu 192. 192. Cấu hình E lớp ngoài cùng của kim loại kiềm thổ là. Hello bất cần đời, bất cần đời xe lại về tường giúp thầy nha. Chào cả nhà. Mình có này, kiềm thổ của mình là NS2 đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. NS2. Câu 193. Cho bột sắt và AgNO3 dư. Chú ý là AgNO3 dư. Vậy chắc chắn phải có AgNO3. Đúng chưa? Và do AgNO3 dư nên không thể tồn tại mối sắt 2, bởi vì sắt 2 tác dụng với lại bạc của cộng luôn. Mãi tiếp. Vậy trong dung dịch của mình chỉ tồn tại mối sắt 3 và bạc cộng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Đáp án D. Còn nhá. Còn nhá Diệu Anh Nguyễn. Thầy vẫn còn, nhưng mà đợi thầy phải lấy lại nick Facebook kia đã. Câu 194. Thầy bị block nick Facebook kinh khủng quá. À, trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào khi kết thúc phản ứng thu được kết tụ AlOH 3 lần? Thằng này dư thì không bao giờ thu được kết tụ AOH 3 lần. Các em cứ nhớ là AOH và dư không bao giờ thu được kết tụ AlOH 3 lần. HCl cũng vậy, dư không có. NH3 đến dư vào thì được, bởi vì kết tụ AlOH 3 lần không tan trong NH3. Đáp án đúng, đáp án C. Câu 195. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Glu vào CO2 2 lần là điều kiện thường. Điều kiện thường thì nó là phản ứng tạo phức, không phải oxy hóa khử. Glu và AgNO3 trong NH3 dư đun nóng.
thì mình thu được bạc. Chính xác, thu được cái tuổi oxy hóa khử đấy. Glu với hydro đun nóng. Chính xác. Đun nóng dịch xác và axit vô cơ xúc tác không? Vậy chỉ có B và C thôi. 2. Câu 196. Một đế tể X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi thủy phân X trong môi trường axit thu được axit propionic. À, axit propionic là C2H5COH. Vậy đầu của nó phải đầu phải là C2H5. Thằng này được. Thằng này được. Anh này CH3 vứt. Đúng rồi, nhỏ từ từ đến dư. Vứt tiếp. Đây là C4H8O2, vậy 4 carbon 1 2 3 4. Đáp án đúng, đáp án gì? Anh này 1 2 3 4 5 vứt. Câu 197. Phải nhắc lại hôm nay thì chưa đến câu 200 nhá. Thủy phân 119,7 gam sắt. Sắt mình tìm được số mol. 119,7 chia cho 324 bằng. Sorry, 342. 0,35. Với hiệu suất 92%. Thu được sản phẩm chứa mg glucose, một thằng glu thôi. Vậy mình có 0,35 nhân 0,92. Nhân 0,92 bằng thuận nhân 0,35 nhân 0,92 nhân với 180 ra khối lượng glu 57,96. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 199 cho sơ đồ chuyển hóa. Các em thấy không? Khi mà các em học cực kỳ trâu và cực kỳ chất thì chúng ta hiệu quả chúng ta làm rất cao. Sáng nay chúng ta làm vù phát đã làm được 40 câu đúng không? Câu 199 cho sơ đồ chuyển hóa. Chất Y và T có thể lần lượt là Fe cộng oxy nhiệt độ thì tạo thành Fe3O4 này. Fe3O4 cộng CO thì lại tạo thành Fe. Fe cộng FeCl3 thì tạo thành FeCl2. À, cảm ơn Hàn Tử. Chất nào sau đây monosaccharide? Chính xác glucose. Thầy chưa nhìn thấy câu 197. Cảm ơn Hàn Tử nha. Vậy đề bài hỏi chúng ta này, Y và T. Y là sắt. Y là sắt. Y là sắt. Được chưa? Và T là gì? FeCl2 cộng với T để tạo thành FeNO3 3 lần. Vậy chắc chắn trong này có NO3. Đúng chưa? Thế thì sắt 2 thì không thể tác dụng đối với đồng được, nên là loại. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Sắt 2 tác dụng với bạc. Ui, tinh nhỉ. 59,96 đúng rồi, mắt tỉ lé đấy. Đáp án A, cảm ơn chi kỷ. Chính xác. 200 các số oxy hóa thường gặp của sắt là gì nhỉ? Dương 2 và dương 3. Ok. Đấy, sáng nay mình đã chữa xong đến câu số 200 rồi. Sắp tới thầy sẽ up lại cho chúng ta cái link không đúng em ạ. 57,57,96 thì vừa nãy thầy nhầm đấy, đáp án A thật. Chắc là trong ngày hôm nay thì sẽ up cái link full, ghép full 200 câu trong bộ 505 câu nhận biết thông hiểu lên trên fanpage của thầy. Các em nhớ chú ý tag và share các bạn vào trong fanpage nhá. Còn bây giờ, chào tạm biệt các em đi học đi nhá. À, file đề ở ngay trên tường nhà thầy nhá. File đề của thầy ở ngay trên tường nhà thầy nhá. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà.